Chương 953, ai nấy đua nhau trổ tài. Cái này, trưởng phòng Triệu kia, đây là nơi công cộng, như vậy hình như không được tiện lắm. Vương Thiên Dũng nhìn bạn học cũ Đường Nông một cái, cảm thấy rất khó xử. Vì mình cũng đã được bạn học cũ này mời đi nhậu nhiều lần rồi, bây giờ chuyện nhỏ như thế dù sao cũng phải giúp đỡ một chút. Nên y nói với Triệu Thiết Hải. Ừ, ở đây không tiện lắm, đưa về đội cảnh sát hình sự sở tỉnh đi, thế nào? Triệu Thiết Hải cười gượng, rất giống Phật Di Lặc. Đội cảnh sát hình sự, vào đó rồi bạn học của tôi không bị anh lột ra đi mới lạ. Vương Thiên Dũng run một cái, lập tức nói với cảnh sát bên cạnh rằng. Trương Quân, cậu phụ trách việc ghi chép. Đường Nông, cậu kể lại chuyện bị đánh đi. Vương Thiên Dũng cũng rất giỏi việc chụp mũ, vừa bắt đầu đã nói là bị đánh. Hỏi nạn nhân trước. Triệu Thiết Hải hừ mũi. Ý của anh ta rõ ràng nói nạn nhân là Diệp Phàm chứ không phải Đường Nông. Tôi tên là Diệp Phàm, đến từ huyện Ma Xuyên, Đức Bình. Vừa làm việc xong tại sở nông nghiệp thì đi ăn cơm tối với đồng nghiệp, tránh văn phòng nông âm vận. Diệp Phàm đương nhiên là phóng đại nói quá về một số sự thật, nói Đường Nông là phạm tội đùa giỡn lưu manh. Nói láo. Đường Nông không kìm nổi quát lên. Chát, một tiếng, Đường Nông bị cảnh sát đứng ở phía sau Triệu Thiết Hải vả cho một cái. Hừ giọng. Nói chuyện văn minh một chút, đùa giỡn phụ nữ đã là phạm tội rồi. Hừ, ở đây, có trưởng phòng Vương xử án, không phải là lúc nghi can như mày khoe khoang. Vương Thiên Dũng nhíu mày, rốt cuộc vẫn kìm chế lại không lên tiếng. Hừ, oai quá nhỉ, đội cảnh sát hình sự cũng phải chấp pháp chứ. Chưa làm rõ tình hình mà động thủ cá nhân, kết bè xử án, như vậy là hành vi phạm pháp đó. Lúc này... Ngoài cửa có người hừ lạnh một tiếng, sau đó một người đàn ông béo trong bước vào, cấp hiệu đeo ở vai ba vạch ba sao, một cảnh đốc, ắt hẳn là cán bộ bậc trưởng phòng. Trưởng phòng Vương Thiên Dũng nhìn thấy, lập tức hớn hở ra mặt, chào theo tiêu chuẩn một cái rồi nói. Báo cáo cục trưởng Chu, chúng tôi đang chuẩn bị áp giải nghi can về sở công an để tiến hành điều tra, nhưng có mấy đồng chí trong sở tỉnh không cho đi. Diệp Phàm trong miệng y lập tức đã trở thành nghi can. Tốc độ thay đổi của thằng nhãi này quả thật là nhanh bất ngờ. Cục trưởng Chu đến chưa? Ông chủ Cố cũng đang đứng bên ngoài, trong điện thoại truyền ra giọng của Cố Tuấn Phi. Đến rồi, đến rất kịp thời, bằng không, trưởng phòng Vương chắc sẽ không đối phó nổi. Dù sao trưởng phòng Triệu kia cũng là trưởng phòng trong sở, quan to đến mức có thể ép chết người đó. Ông chủ Cố nói, hóa ra, Lạc Diệp Cư, là sản nghiệp của Cố gia ở Bắc Kinh. Lúc nãy ông chủ Cố phát hiện có người gây chuyện, rồi thấy hai cảnh sát tiến tới, cảm thấy lớn chuyện rồi, nên y lập tức báo cáo việc này cho Cố Tuấn Phi. Cố Tuấn Phi biết là thằng nhãi Diệp Phàm gây chuyện thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Biết trưởng phòng Vương không đối phó nổi, y lại lập tức nói Trương Minh Đường, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Phúc ra mặt sai khiến Chu Chính Đào, cục trưởng phân cục quận Đài Cảng ra mặt xử lý, đương nhiên là muốn áp chế Triệu Thiết Hải. Triệu Thiết Hải thấy người đến cấp trưởng phòng, hình như là Chu Chính Đạo, cục trưởng phân cục quận Đài Cảng, trong lòng kinh ngạc, đoán chắc hôm nay sẽ gặp phiền phức. Mình chỉ là một trưởng phòng nhỏ thôi, hơn nữa đây là địa bàn của Thủy Châu, tục ngữ có câu, cường long khó đẻ địa hổ. Nội bộ hệ thống công an, cũng có phe phái san sát như cơ cấu chính phủ vậy. Nghe nói mối quan hệ giữa Chu Chính Đạo và Tiếu Duệ Phong, phó giám đốc sở rất tốt. Mà mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Tiếu gia lúc ở Ngư Dương chỉ bình thường thôi. Lần này nếu người ta không dậu đổ bìm leo thì là tốt lắm rồi, muốn nhờ phó giám đốc sở Tiếu giúp đỡ hả, đê ca hông có cửa đâu. Nên thằng nhãi này lập tức đứng dậy, không dám vênh váo nữa, ra dấu bằng ánh mắt cho Diệp Phàm, ý là anh Diệp hãy mau mau tự tìm cách đi, lão Triệu tôi chắc không đối phó nổi nữa. Diệp Phàm đương nhiên cũng lấy điện thoại ra để tìm người đến giúp đỡ. Thầm nghĩ. Thật là thú vị, bây giờ đã trở thành cuộc đua cấp bậc mũ quan cao thấp cùng với thế lực và bối cảnh rồi đây. Trưởng phòng Triệu, đây là quận Đài Cảng chứ không phải là đội cảnh sát hình sự sở tỉnh các anh. Chu Chính Đạo cũng quen biết Triệu Thiết Hải, bắt đầu vinh váo lên. Ha ha, cục trưởng Chu, chúng tôi yêu cầu tất cả đồng chí của phòng công an đường Mã Vĩ phải làm việc theo quy định của pháp luật. Lúc nãy trưởng phòng Vương chẳng hỏi gì cả đã coi nạn nhân là tội phạm rồi tra khảo. Như vậy thì không công bằng. Triệu Thiết Hải cười gượng nói. Có phải không, trưởng phòng Vương? Chu Chính Đạo vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.
Trưởng phòng kia lập tức hiểu ra, nói gờ. Chúng tôi hoàn toàn làm theo trình tự quy định của pháp luật. Lúc nãy nạn nhân Đường Nông tố giác, nói là bị lưu manh ẩu đả, trưởng phòng Triệu, chúng tôi vì ngăn chặn lưu manh tiếp tục hành hung nên mới bắt nghi can về để điều tra cho rõ, như vậy cũng sai sao? Ha ha, lưu manh, không nghe không hỏi chuyện ẩu đả, anh làm sao biết được ai là lưu manh chứ? Lúc này vị Diệp Phàm này nói là đang ăn cơm với đồng nghiệp Nông Âm Vận trong phòng riêng. Còn Đường Nông kia thấy cô Nông xinh đẹp thì muốn đùa giỡn người ta. Cô Nông không chịu, không ngờ Đường Nông dẫn đồng bọn nhào vào muốn cưỡng hiếp cô ta. Thân là đồng nghiệp của cô Nông, Diệp Phàm đương nhiên phải đứng ra bảo vệ cô ta rồi. Rõ ràng, bên Đường Nông có nhiều người mà đối phương chỉ mình Diệp Phàm tiên sinh thôi. Triệu Thiết Hải nghiêm nghị hỏi trưởng phòng Vương. Hừ, đây là phân khúc quận Đài Cảng, chưa đến lượt trưởng phòng Triệu vung tay múa chân ở đây. Trưởng phòng Vương, lập tức dẫn người về sở công an điều tra. Chu Chính Đào vẻ mặt trầm xuống, hừ lạnh. Còng tay phạm nhân lại, áp giải đi. Trưởng phòng Vương hướng về Diệp Phàm hừ nói, mấy tên thủ hạ thì muốn tiến lên bắt người. Trong lúc này, điện thoại của Chu Phú Đức reo lên. Vừa bắt máy thì từ bên trong truyền ra tiếng của Lý Sương Hải, bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố Thủy Châu. Nghe nói đồng chí Diệp Phàm bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên bị một đám người ẩu đả, còn cấp dưới của anh ấy bị người ta đùa giỡn, có phải không? Tuy Ma Xuyên cách Thủy Châu rất xa, những đường đường là một bí thư huyện mà bị đánh ở tỉnh thành, nếu chuyện này bị lãnh đạo trong tỉnh biết được thì họ sẽ nghĩ sao về cục công an thành phố Thủy Châu? An ninh trật tự trong quận Đài Cảng của các người cũng cần phải được chấn chỉnh rồi, hừ. Lý Sương Hải cũng rất lợi hại, vừa ra miệng thì nhắc đến Chu Chính Đạo, và đặt Diệp Phàm ở vị trí bị hại trước. Lý, bí thư Lý, vẫn chưa điều tra rõ vụ án này. Chu Chính Đạo vẻ mặt trầm xuống, trong lòng thì chửi má nó. Lời của Lý Sương Hải rõ ràng là thiên về bên Diệp Phàm, y biết Lý Sương Hải mượn cơ hội để uốn nắn mình. Vì mình thân với phó giám đốc sở Tiếu Duệ Phong hơn, nên Lý Sương Hải không hài lòng lắm. Chu Chính Đạo lo Lý Sương Hải sẽ lấy chuyện này để nói về chuyện khác. Đối với phân cục quận Đài Cảng của tỉnh thành, Lý Sương Hải đã muốn động thủ từ lâu rồi, chỉ tiếc là chưa có cơ hội thôi. Lúc nãy vừa nhận được điện thoại của Diệp Phàm, Lý Sương Hải không nói được câu thứ hai, lập tức đã hạ miệng rồi. Theo những hiểu biết của Lý Sương Hải đối với Diệp Phàm tuyệt đối không làm ra những chuyện độc ác như thế đâu. Chưa làm rõ mà bắt người bị hại, các người là chấp pháp như thế sao? Tôi rất nghi ngờ phân cục của các người có công bằng hay không khi chấp pháp. Lý Sương Hải không chút nể nang mà phun ra câu này, làm Chu Chính Đạo trong lòng rất âm u. Sau khi cúp máy, y xua tay, bảo trưởng phòng Vương chờ chút. Thằng nhãi này đi ra gọi điện cho phó giám đốc Tiếu, kể về chuyện vừa rồi. Tiếu Duệ Phong nghe vậy, suýt chút nữa thì hô lên. Y đã muốn tìm một chỗ dựa vững chắc trong tỉnh từ lâu rồi, vì từ khi Trung Chính Lương, phó giám đốc thường vụ bị điều đi nơi khác, mấy cặp mắt bậc phó kia đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí phó giám đốc thường vụ sở. Tiếu Duệ Phong cũng biết, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Trương Minh Đường thật ra là người trong nhà của phó bí thư tỉnh ủy Cố Phong Sơn. Nghe nói y do Cố Phong Sơn trực tiếp điều từ Bắc Kinh đến tỉnh Nam Phúc, có thể nói Trương Minh Đường chính là bộ mặt của Cố Phong Sơn. Có rất nhiều việc Cố Phong Sơn không tiện ra mặt xử lý đều giao cho Trương Minh Đường xử lý hộ. Lúc nãy nghe nói bên đánh nhau kia là đồng chí Diệp Phàm, Tiếu Duệ Phong hơi sửng sốt, bắt đầu suy nghĩ miên man. Trước kia, người Thiếu gia cũng từng đoán Diệp Phàm và Tống Trinh Giao, con gái của trưởng ban Tống là bạn thân. Nhưng chuyện lúc nãy là do Trương Minh Đường dặn dò Chu Chính Đạo đi làm như thế, vậy thì có nghĩa là người nhà Cố Phong Sơn ở đằng sau xúi người ta làm việc này. Xem bộ Diệp Phàm đã đắc tội người Cố gia rồi. Một là Tống Sơ Kiệt, hai là Cố Phong Sơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiếu Duệ Phong dĩ nhiên là lựa chọn người thứ hai. Tống Sơ Kiệt tuy là trưởng ban tổ chức, nhưng Cố Phong Sơn là phó bí thư phân công quản lý công tác đảng, địa vị cao hơn nhiều so với Tống Sơ Kiệt. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Tống gia cũng là bắt nguồn từ khi tứ đại mỹ nhân Thủy Châu gây ra một số chuyện ở huyện Ngư Dương nên sau đó Tống Sơ Kiệt đích thân gọi điện hỏi về việc này. Có thể trưởng ban Tống chỉ vì việc của con gái mình mới ra mặt thôi, chứ chưa chứng minh được hai người có quan hệ rất sâu đậm. Ngay lập tức, Tiếu Duệ Phong gọi điện cho Triệu Thiết Hải, hừ lạnh nói. Triệu Thiết Hải, anh ăn quá no rồi sao? Giám đốc Tiếu, tôi không hiểu ý của anh.
Triệu Thiết Hải trong lòng chợt lạnh, biết chắc là Chu Chính Đạo giở trò đằng sau. Nhưng lời nói của Tiếu Duệ Phong thật sự làm người khó chịu quá, Triệu Thiết Hải bị chọc tức, nên giọng nói có vẻ không lễ phép lắm. Không hiểu hả, thế tại sao xen tay vào vụ án quận Đài Cảng? Đó là việc mà đội cảnh sát hình sự sở tỉnh của các anh nên làm sao? Lập tức rời đi cho tôi. Giọng nói của Tiếu Duệ Phong lạnh như băng, trực tiếp hạ lệnh. Triệu Thiết Hải sau khi cúp máy xong, sắc mặt đã đỏ như gan lợn. Diệp Phàm nhìn thấy sắc mặt của y, đoán đối phương chắc là lại đem ra nhân vật lợi hại nữa rồi. Tuy nhiên, Triệu Thiết Hải không đi ra, chỉ có mấy tên thủ hạ của y sau khi nhận được điện thoại y thì nói xin lỗi với Triệu Thiết Hải rồi ra đi hết. Tiếu Duệ Phong biết, dù là mình ra mặt thì Lý Sương Hải cũng chưa chắc là nể mặt cho mình, vì mình với Lý Sương Hải chỉ là bạn bình thường thôi. Diệp Phàm có thể nhờ được Lý Sương Hải, điều này chính tỏ ra hai người này rất thân nhau. Nếu dừng lại ở đây mặc kệ việc này thì không phải mất đi một cơ hội tỏ thái độ tốt với Cố gia sao? Tiếu Duệ Phong tuyệt đối không chịu bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy đâu. Thằng nhãi này nghiến răng, thông qua Chu Chính Đào biết được số điện thoại của Trương Minh Đường, nên trực tiếp gọi điện cho Trương Minh Đường. Không bao lâu thì Lý Sương Hải nhận được cuộc gọi của Cao Hoài Minh, chủ tịch thành phố Thủy Châu. Đồng chí Sương Hải, nghe nói có một đồng chí họ Diệp đập phá ở Lạc Diệp cư. Đây là tỉnh thành, sao an ninh trật tự tệ vậy, sao có thể để thổ phỉ hành hung gây tội ác ở đây chứ? Chương 954, cấp bậc ngày càng cao. Đập phá làm loạn, bí thư Cao, lúc nãy tôi đã điều tra rồi, đồng chí Diệp Phàm là bí thư huyện Ma Xuyên, anh ta đang ăn cơm với nữ cấp dưới ở Lạc Diệp cư, bị tên Đường Nông dẫn đồng bọn đến định đùa giỡn nữ cấp dưới đó, đồng chí Diệp Phàm vì muốn bảo vệ cô ta nên mới đánh nhau với bọn Đường Nông. Tôi đã sắp xếp đồng chí Chu Chính Đạo của phân cục Đài Cảng đích thân xử lý vụ án này rồi. Lý Sương Hải giật mình, cảm thấy việc hôm nay có vẻ rất quái dị. Không ngờ đối phương N nhờ vả được nhân vật số của tỉnh thành Thủy Châu Cao Hoài Minh giúp đỡ. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã đắc tội với đại nhân vật nào rồi sao? Những người có thể nhờ người như Cao Hoài Minh giúp đỡ, chắc tối thiểu cũng phải giữ chức phó bí thư mới được. Xem bộ việc hôm nay có chút khó xử rồi. Ừ cũng được. Cao Hoài Minh lạnh nhạt trả lời. Bỗng nhiên, dường như ông ta tùy tiện nói. Nhưng, ông chủ Cố của Lạc Diệp cư hình như có chút ý kiến, ông ta nói đồ đạc bị Diệp Phàm đập hư hỏng gì đó, chuyện này không phải chỉ là vấn đề bồi thường là xong. Lúc nãy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường cũng đã gọi điện hỏi về vụ án này, hình như ông ta nói ông chủ Cố là họ hàng của ông ta, vậy thì lạ nhỉ, Phó chủ nhiệm Trương họ Trương. Mà ông chủ Cố họ Cố, sao là họ hàng với nhau nhỉ? Ha ha! Cao Hoài Minh nói xong, Lý Sương Hải trong lòng chợt có chút hoang mang. Cao Hoài Minh rất nhấn mạnh từ Cố, Lý Sương Hải đương nhiên là hiểu từ Cố, không phải chỉ phó bí thư Cố trong tỉnh thì còn ai vào đây nữa. Không ngờ Diệp Phàm lại đắc tội với người Cố gia. Tuy biết mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào rất tốt, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, Lý Sương Hải đã đưa ra quyết định của mình. Lập tức nói. Vâng, tôi tin là đồng chí Chu Chính Đào sẽ điều tra rõ ràng, sẽ cho ông chủ Cố một lời giải thích. Cao Hoài Minh nghe vậy tất nhiên là hiểu ý của Lý Sương Hải. Ông chủ Cố đã có chút bất mãn với Diệp Phàm, mà Lý Sương Hải đã nói sẽ cho ông chủ Lý một lời giải thích, vậy thì chắc sẽ khai đao Diệp Phàm thôi. Đây cũng đang là thời điểm quan trọng của Cao Hoài Minh. Nguyên bí thư Hứa Vạn Sơn tự nhiên bị lột quan mũ. Đây cũng là một cơ hội rất lớn dành cho Cao Hoài Minh. Gần đây ông ta mua chuộc khắp nơi, mục đích hiển nhiên là muốn xóa đi chữ quyền. Đương nhiên, nếu đồng chí Cao Hoài Minh biết được bá chủ Hứa Vạn Sơn vì chọc tức đồng chí Diệp Phàm nên mới bị lột mũ quan thì chắc bây giờ trong lòng đã nghĩ khác rồi. Diệp Phàm, chuyện này cậu cố gắng phối hợp điều tra với phân cục cảng một chút nhé. Lý Sương Hải đương nhiên là không muốn đắc tội với Diệp Phàm, nên đích thân gọi điện nói với Diệp Phàm. Vâng, cũng được, nhưng nếu phân cục Đài Cảng xử lý không công bằng, đến lúc đó đừng trách Diệp Phàm tôi không nể mặt bí thư Lý mà làm náo loạn địa bàn của anh đấy. Diệp Phàm nói, trong lòng giật mình, biết đối phương đã nhờ được nhân vật lớn giúp đỡ, ngay cả Lý Sương Hải cũng bị thuyết phục mất rồi. Có thể tưởng tượng người có thể áp chế được Lý Sương Hải ngồi ở cấp bậc gì, ắt hẳn đã đến cấp phó tỉnh rồi. Sốt cuộc là ai đối đầu với ông đây nhỉ? Diệp Phàm, chuyện này... Là do ông chủ Cố của Lạc Diệp cư có người thân tên Trương Minh Đường, là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cho nên,
việc này. Lý Sương Hải lờ mờ chỉ ra một số chi tiết quan trọng, vì Lý Sương Hải cũng lo con nghé Diệp Phàm này nổi giận làm lớn chuyện, đến lúc đó thì phiền toái rồi. Với lại mối quan hệ giữa Diệp Phàm với Tề Chấn Đào và Thiết Chiêm Hùng cũng khiến Lý Sương Hải không thể không kiêng nể. Còn người đằng sau Trương Minh Đường, tin rằng chỉ cần Diệp Phàm đi thăm dò thì chắc sẽ biết được là ai. Tôi hiểu được, cảm ơn. Diệp Phàm cúp máy, vẻ mặt chợt trầm xuống, thầm nghĩ, tại sao ông chủ cố của Lạc Diệp cư lại đối đầu với mình nhỉ, chẳng qua là đập hư vài cái ghế thôi, có đến nỗi phải nhờ họ Hàng là Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đến giúp đỡ sao. Tuy nhiên, dù là Trương Minh Đường chắc cũng không đến nỗi làm Lý Sương Hải phải lo sợ như thế đâu, chẳng lẽ còn có người đứng đằng sau Trương Minh Đường sai khiến sao? Diệp Phàm đương nhiên đã có chủ ý rồi, nếu thật sự không xong thì sẽ lấy danh hiệu Phó trưởng Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu mà Triệu Bảo Cương cấp cho để dọa họ. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Diệp Phàm, cháu sắp xếp chút đi. Bên trong truyền đến giọng Tề Chấn Đào. Sắp xếp gì vậy chú Tề? Diệp Phàm hỏi, ba tên cảnh sát đứng cạnh sớm đã không kiên nhẫn nữa, quát to. Cái thằng nhãi con này, còn gọi điện thoại cái quái gì nữa, đi với chúng tao nhanh. Quát tháo cái gì, ông đây còn chưa gọi điện xong. Diệp Phàm quay đầu hừ giọng nói, đôi mắt lóe hàn quang, khiến ba viên cảnh sát tự nhiên lui về phía sau một bước, trong lòng hơi sợ hãi. Sao vậy, ai ở cạnh à, sao mà hung hăng quá vậy, tiểu tử cháu lại gặp chuyện gì phiền phức à? Tề Chấn Đào hỏi, vì Tề Chấn Đào nghe thấy tiếng quát tháo của ba cảnh sát này. Cảnh sát muốn bắt cháu, vừa nãy cháu ăn cơm ở Lạc Diệp cư. Diệp Phàm kể lại ngắn gọn câu chuyện. Đưa điện thoại cho cục trưởng Chu, để chú nói chuyện với anh ta. Tề Chấn Đào hừ giọng nói, xem bộ tìm Diệp Phàm vì việc gấp, nên mới không làm theo đường chính quy mà phải tự thân xuất mã rồi. Điện thoại của anh. Diệp Phàm vẫy tay với cục trưởng Chu. Chu Chính Đạo thấy vậy, do dư một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. Cục trưởng Chu, tôi là Tề Chấn Đào. Các phân cục đài cảng các anh làm ăn thế à? Người bị hại cũng phải bắt, tôi đang nghi ngờ không biết các anh phá án có công bằng không đấy. Hừ, lập tức bắt ngay hung thủ lại, còn Diệp Phàm, ngày mai lại đến cục hỗ trợ các anh điều tra. Tiếng của Tề Chấn Đào rất to, suýt chút nữa thì làm Chu Chính Đạo choáng váng, vì biệt hiệu của ông ta là Tề Đại Pháo. Tề Chấn Đào, ông là ai? Nói thả người là thả người à? Chu Chính Đạo có chút hồ đồ, chưa phản ứng kịp, nên hung ác hỏi lại. Tôi là ai? Đi mà hỏi Lý Sương Hải, bảo hắn nói cho anh biết. Còn nữa, anh cũng có thể hỏi Mã Quốc Chính. Tề Chấn Đào hơi ngẩn người, không ngờ lời nói của mình không có tác dụng, người ta dám hừ lại, mẹ kiếp, có phải là trời sắp bão rồi không? Bảo mình đi hỏi Lý Sương Hải hoặc Mã Chính Quốc. Giọng nói của người này vênh váo như thế, chắc địa vị còn cao hơn Lý Sương Hải. Người họ Tề, trong tỉnh có ai nhỉ? Chu Chính Đạo vừa nghĩ đến những lãnh đạo trong tỉnh thì cả mặt toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phó bí thư cố không ra mặt mà chỉ là Trương Minh Đường ra mặt thôi, nói không chừng đây chỉ là chủ trương của mình Trương Minh Đường. Còn bên này thì Tề Chấn Đạo tự mình ra mặt, ít nhất cũng phải đối phó được chuyện trước mắt đã. Bằng không, với tính tình của Tề Đại Pháo kia, ông ấy mà nổi giận chắc cái mũ của ông đây cũng sẽ lập tức bị thổi đi mất, thằng nhãi này trong lòng nghĩ vậy, lập tức nói. Tề, Tề, chủ tịch tỉnh, tôi. Lôi thôi cái gì, lập tức thả người. Tề Chấn Đài không kiên nhẫn. Dạ, dạ. Chu Chính Đạo không dám chậm trễ nữa, cúp máy xong thì lập tức hô với sở trưởng Vương. Còn sững sờ cái quái gì, bắt đường nông lại, phá án thế nào đấy, anh không muốn làm sở trưởng nữa hả, mẹ kiếp. Hừ. Sau khi gác điện thoại, Chu Chính Đạo trong lòng rất hối hận muốn đập đầu vào tường, thầm nghĩ ông đây ăn cơm no không có chuyện gì làm lại nhúng tay vào chuyện phiền phức làm gì chứ, đừng để ăn trộm gà không thành mà phải mất đi một nắm gạo nữa. Ủy viên thường vụ, ông đây làm sao dám đắc tội nổi chứ? Vừa ra khỏi cổng Lạc Diệp cư, Tề Chấn Đào nói trong điện thoại. Trang Thế Thành lên tỉnh họp đấy, cháu sắp xếp chút đi. Không biết chú Tề thích chỗ nào? Diệp Phàm giật mình, biết Tề Chấn Đào tìm Trang Thế Thành có việc, mà mình, hiện tại chính là cầu nối. Tùy cháu, cứ tùy ý sắp xếp xong gọi điện cho chú là được. Tề Chấn Đào cũng không loanh quanh, nói thẳng ra. Thế thì đi Hào Hưng Độ giả Sơn Trang được không ạ? Diệp Phàm nghĩ tới Sơn Trang ở Vạn Đông Tuyền, nơi đó cách Thủy Châu không xa,
môi trường rất tốt, rất yên tĩnh. Lôi Thôi, không phải đã nói rồi à, sắp xếp xong gọi điện cho chú là được. Tề Chấn Đào tức giận hừ nói. Yes, chú Tề. Diệp Phàm cười nói. Tiểu tử cậu. Tề Chấn Đào cũng bị làm vui lây. Bí thư Trang, tối nay ông có rảnh không ạ? Diệp Phàm hỏi. Cũng rảnh, có chuyện gì sao Tiểu Diệp? Giọng nói của Trang Thế Thành rất thân thiết. Tôi muốn báo cáo cụ thể với ông về hạng mục phát triển trà thanh vụ của Sở Nông nghiệp. Diệp Phàm tìm lý do. Được, hay là cậu đến nhà khách tỉnh ủy nhé? Trang Thế Thành nói. Nơi đó đông người lắm. Hay là đi Hào Hưng Độ Giả Sơn Trang đi, cách Thủy Châu không xa, nơi này cũng được lắm, tôi tới đón ông nhé. Diệp Phàm hỏi. Cũng được, cả ngày họp hành, cũng hơi mệt rồi, đi giải trí cũng tốt. Trang Thế Thành cười nói. Vạn Đông Tuyền đi vắng, sau khi nhận được điện thoại của Diệp Phàm thì lập tức dặn dò Ngô Thắng Bảo, Phó Tổng Giám Đốc nhiệt tình tiếp đón Diệp Phàm, vị quý khách này. Bí thư Diệp, hay là thử câu cá buổi tối đi. Sơn Trang số 1 có cái hồ lớn lắm, buổi tối câu cá là đặc biệt thú vị đấy. Ngô Thắng Bảo vẻ mặt tỏ ra ý cười, hơi có vẻ nịnh nọt, nói. Bí thư Trang xem. Diệp Phàm quay đầu hỏi Trang Thế Thành. Thế thì thử xem sao. Trang Thế Thành gật đầu. Ba cây cần câu. Diệp Phàm dặn dò, Trang Thế Thành nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì hết. Diệp Phàm nhìn vậy, giải thích. Bí thư Trang. Tối nay còn một vị khách nữa, chú của tôi. Lâu lắm rồi không gặp ông ấy, bận rộn quá mà, hai. Diệp Phàm còn cố tình thở dài một tiếng. Chú của cậu, tôi thực sự muốn gặp, ha ha ha. Trang Thế Thành mỉm cười mà gật đầu, thầm nghĩ không biết thằng rảnh này dở trò gì. Ánh trăng rất đẹp, bóng lung linh, cộng thêm cần câu trúc phong cách cổ xưa, sơn trang tĩnh lặng, cho người ta một cảm giác rất dễ chịu. Diệp Phàm giới thiệu chi tiết về tình hình trà thành vụ thông qua Sở Nông nghiệp, Trang Thế Thành rất hài lòng, khen đồng chí Diệp Phàm giỏi, cổ vũ Diệp Phàm nhất định phải làm hạng mục đường quốc lộ Thiên Tường được Sở Giao thông thông qua. Không lâu sau, đoán Tề Chấn Đào sắp đến rồi, Diệp Phàm ra cổng Sơn Trang đón tiếp. Vì số của Diệp Phàm, Trang Thế Thành chẳng hỏi là ai cả, nên Trang Thế Thành vẫn cứ ngồi im câu cá, kỳ thực trong lòng người này vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Khi nhìn thấy Tề Chấn Đào xuất hiện, Trang Thế Thành rất ngạc nhiên, nhưng vẫn giấu rất kỹ, lập tức nhanh chóng bước lên chào hỏi. Chủ tịch tỉnh Tề, thật không ngờ, miệng Tiểu Diệp này cũng kín thật. Trang Thế Thành cười nói. Là tôi không cho nó nói, cái thằng nhóc này, mồm miệng ba hoa, nếu cả ngào cứ đem tên tuổi tôi ra lửa bịp, gặp xui xẻo tôi còn phải chùi đít giúp nó nữa, ha ha ha. Tề Chấn Đào cười cởi mở, bắt chặt tay Trang Thế Thành. Chương 955, ám chỉ. Chú Tề, cháu giả danh lừa bịp khi nào, tốt xấu gì cháu cũng là một chủ tịch huyện, thế mà bị chú nói thành một tên giang hồ bịp bợm. Chú nhìn bí thư Trang đi, người ta tin tưởng cháu biết bao. Diệp Phàm giả vờ không hài lòng, đứng bên cạnh lẩm bẩm. Thật sao, tiểu tử này còn trách tôi hả, có phải là chú Tề tôi không chiếu cố tới cháu nên cháu bất mãn đúng không? Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Sau đó lại liếc mắt Trang Thế Thành một cái, cười nói. Bí thư Trang ạ, sau này đừng có chiều chuộng tiểu tử này quá, khi nào nên phê bình thì nhất định đừng nhẹ tay, bằng không, thanh niên mà, được đằng chân lân đằng đầu lắm. Chủ tịch Tề, biểu hiện của đồng chí Tiểu Diệp rất tốt. Dù tôi muốn phê bình thì cũng phải có lý do đúng đắn chứ, đúng không nào? Ha ha, Trang Thế Thành tạm thời tâm trạng rất tốt. Cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Vì Phó Chủ tịch Phượng Thiên Diêu của Phượng gia ở Bắc Kinh đã về hưu là nhân vật đại biểu của Tân Phái. Phạm vi thế lực của phái này là khu vực thành phố Tân Môn, gần đây các thế lực địa phương đều chen tay vào tỉnh Nam Phúc, y đương nhiên cũng muốn giành một chén canh. Trang Thế Thành chính là người mà Phượng Thiên Diêu xếp đặt vào tỉnh Nam Phúc, chỉ có điều là lực lượng của Trang Thế Thành yếu quá. Cho đến nay, Trang Thế Thành luôn luôn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc hơn trong tỉnh. Ví dụ những ủy viên thường vụ tỉnh như Tề Chấn Đào chẳng hạn. Nếu là kéo được họ vào Tân Phái thì đó là một công lao rất lớn. Hơn nữa, nếu có được sự ủng hộ của ủy viên thường vụ trong tỉnh thì cũng rất tiện cho mình triển khai công việc ở Đức Bình. Bằng không, mình thì giống bông lục bình không gốc, khi triển khai công việc lúc nào cũng bị người ta kẹp cổ, vậy thì khó mà làm tốt mọi việc. Còn bây giờ,
Đang buồn rầu vì chuyện này thì bất ngờ đồng chí Diệp Phàm lại đem tới cho mình một cơ hội, giờ phút này trở đi, phân lượng của Diệp Phàm trong lòng Trang Thế Thành đã nặng thêm không ít, không còn là con nghé con như ngày xưa mình có thể tùy tay siết chặt nữa, đã dần dần trưởng thành rồi. Ba cây cần câu, lần đầu tiếp xúc, Tề Chấn Đào và Trang Thế Thành chẳng nói về việc lớn gì cả, chỉ là nói về những chuyện vụn vặt vô vị thôi. Diệp Phàm vốn dĩ muốn được nghe một số đạo sử thế trong quan trường, bởi vậy thấy rất vô vị. Thầm nghĩ, hai lão này toàn nói mấy thứ lung ta lung tung, giống đàn bà vậy, chẳng thú vị cả. Chú Tề, đã quyết định ứng cử viên chức vị bí thư thành ủy Thủy Châu chưa? Diệp Phàm cố tình hỏi, về nguyên nhân Hứa Vạn Sơn tự nhiên bị giáng xuống hai bậc, Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Nếu biết được đồng chí Hứa Vạn Sơn chính là vì lúc đầu ngăn cản mình mà chọc tức Trấn Đông Hải, nên mới bị y mượn tay Triệu Bảo Cương hạ độc thủ thì chắc đồng chí Diệp Phàm sẽ bị trấn rất cả cằm mất. Đương nhiên, đối với câu hỏi của Diệp Phàm, Trang Thế Thành cũng vểnh tai nghe ngóng. Thật ra Trang Thế Thành cũng rất tiếc, vì y cũng rất muốn giành được chức vị của Hứa Vạn Sơn, nhưng do thời gian đến nước mình ngắn quá, chưa làm ra được thành tích nào để thuyết phục tỉnh đề bạt y. Tiểu tử này tưởng vị trí đó rất dễ quyết định sao? Muốn quyết định cũng không dưới một năm đâu. Tề Chấn Đào không vui hừ giọng nói. Tuy vậy, trong lời nói vẫn lộ vẻ yêu quý Diệp Phàm, Trang Thế Thành đương nhiên là biết ý này. Liếc mắt nhìn Trang Thế Thành một cái rồi nói tiếp. Nhưng người cạnh tranh nhiều quá, quan vị Trung Quốc chúng ta thì ít, mấy chức phó tổng tỉnh thì khỏi phải nói rồi, phía dưới còn có bí thư mấy địa khu đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Đúng thôi, như bản thân tôi đây cũng muốn lắm, chỉ là tôi biết mình không có hy vọng, nên mới không quan tâm nhiều. Trang Thế Thành hiếm khi nói ra những lời này. Cơ hội chỉ dành cho những người đã sẵn sàng đón nhận nó. Nếu mất đi cơ hội lần này thì còn có lần sau. Nước Minh, tuy nói nền kinh tế của nơi này chỉ đứng ở vị trí thứ ba từ dưới lên, nhưng đó là một nơi rất dễ làm ra thành tích. Tề Chấn Đào thản nhiên nói, đương nhiên là có ý khác. Trang Thế Thành trong lòng rung lên, biết Tề Chấn Đào là ám chỉ khi có cơ hội y sẽ giúp mình. Nhưng Trang Thế Thành rất thông minh, chẳng tỏ hùng hồn, chẳng tỏ ra quyết tâm gì cả, mà cũng thể hiện sự từ chối, ngược lại còn nói. Tiểu Diệp, Chủ tịch Tề nói rất có lý đó, cơ hội chỉ dành cho những người đã sẵn sàng đón nhận nó. Tôi tin rằng, miễn là cậu lấy được hạng mục Trà Thanh Vụ và đường quốc lộ Thiên Tường thì nền kinh tế của Ma Xuyên tuyệt đối sẽ tăng trưởng gấp đôi. Huyện Ma Xuyên là huyện nghèo nhất trong tỉnh, nhưng cơ hội lại lớn nhất. Ma Xuyên giàu lên chắc chắn cũng là một niềm vui đối với Đức Bình. Tề Chấn Đào biết Trang Thế Thành mượn Diệp Phàm để tỏ ra quyết tâm của mình. Đức Bình không thể chờ đợi thêm nữa. Tề Chấn Đào trả lời một câu, sau đó thì bắt đầu trầm tư. Trang Thế Thành và Diệp Phàm cũng không nói chuyện nữa, chỉ im lặng mà chờ. Thật lâu sau, Tề Chấn Đào nâng cần câu lên, cười nói, hay lắm, lại có thêm một con, Tiểu Diệp, đếm thử tất cả có bao nhiêu con rồi. 11 con. Diệp Phàm liếc mắt nhìn vào thùng một cái, cười nói. 11 con, rất thú vị, đủ tổ chức một ủy viên thường vụ rồi. Người tôi rất thích con số, 6, Tiểu Diệp, cháu xếp thứ tự cho những con cá này đi, sau đó thả sống con cá lớn thứ 6. Lời nói của Tề Chấn Đào rất khó hiểu, nhưng Trang Thế Thành lại nghe rất chăm chú, sắc mặt của ông dường như có chút thay đổi. Im thấy rồi chú Tề. Diệp Phàm bắt con cá lớn thứ 6 ra. Thả đi. Tề Chấn Đào cười nói. Một tiếng, Diệp Phàm ném cá vào hồ ao. Chú Tề, bây giờ thiếu một con cá, hay là chú bổ sung con cá mà chú vừa câu được vào đi, góp đủ số một ủy viên thường vụ, vậy không phải càng thú vị sao? Diệp Phàm cười gượng nói. Tiểu tử này hay thật. Tề Chấn Đào cười mắng, đưa cần cây đến trước mặt Trang Thế Thành, cười nói. Thế thì làm phiền bí thư Trang lấy xuống hộ. Hai, tối nay, thị lực tôi không được tốt, ngay cả một con cá cũng khó lấy xuống được, ha ha. Trang Thế Thành nghe vậy, hai mắt sáng liền, lập tức giơ tay cẩn thận lấy cá xuống rồi bỏ vào thùng, sau đó thì cứ suy nghĩ lại biểu hiện quái dị của Tề Chấn Đào. Không lâu, trong lòng chấn động mạnh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Chủ tịch Tề là ám chỉ 11 ủy viên đảng ủy địa ủy của Đức Bình sẽ có thay đổi sao? Con số 6 chính là chỉ Đường Diệu Động, người mà đứng ở vị trí thứ 6 trong đảng ủy sẽ bị điều đi sao? Điều đi thì điều đi, tại sao Chủ tịch Tề lại bổ sung người khác vào,
hay là trong lòng ông ta đã có ý định chọn ai và nắm chắc trong tay rồi sao? Mà khi bổ sung vào thì lại để mình động thủ, ý là quyền chủ động sẽ nắm trong tay mình, ông ta muốn dành cơ hội cho mình, để mình cử người, sau đó do ông ta an bài mọi việc, một tin mừng rất lớn. Tề Chấn Đào có ý gì nhỉ? Tạo sao ông phải cho mình lợi ích chứ? Trên đường về thành phố, Trang Thế Thành cứ suy nghĩ mãi, tuy vậy, dù thế nào đi nữa, mồi mà Tề Chấn Đào ném ra đúng là có sức hấp dẫn quá đi. Nếu có thể nhờ tay ông ta sắp xếp người kế nhiệm Đường Diệu Đông, thế thì Trang Thế Thành sẽ lấy chắc được 4 lá phiếu trong đảng ủy địa ủy Đức Bình, vậy thì ngày mà Trang Thế Thành nắm chắc đảng ủy địa ủy sẽ không còn xa nữa. Dù đã biết miếng mồi mà Tề Chấn Đào ném ra có gai, nhưng Trang Thế Thành vẫn sẽ há miệng nuốt vào. Cùng lúc, tòa lầu ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc nằm ở vịnh Lưu Tinh sông Tứ Trúc Thành Đông. Trong khu nhà số 3, Cố Tuấn Phi vẻ mặt xanh đen, chửi. Trần Trung Dân khốn kiếp này, còn muốn dựa vào Quách Phát Dương nữa hả, đừng hòng. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Minh Đường vẻ mặt ngưng trọng, nói, ắt hẳn Trần Trung Dân cũng bị bắt buộc như vậy thôi. Vì hạng mục trà thanh vụ là do Bí Thư Quách tự tay ký duyệt, dù sao y cũng phải suy nghĩ đến oai phong của Bí Thư Quách chứ. Được rồi Cố thiếu gia, hạng mục trà thanh vụ ký đã ký rồi, nhưng về hạng mục đường thiên tường, chắc không phải do Bí Thư Quách quyết định nữa đâu. Dù Quách Phát Dương có địa vị cao đến chừng nào cũng không có khả năng tự mình chiếu cố hai hạng mục cho một huyện nghèo rất mùng tơi như Ma Xuyên đâu. Nam Phúc này đâu phải chỉ thuộc về nhà Quách Phát Dương. Cố Tuấn Phi hừ nói, liếc mắt nhìn Trương Minh Đường một cái, nói. Mọi việc về bên sở giao thông đã sắp xếp xong chưa? Lần này tôi không muốn lại xảy ra sai sót nữa. Tuyệt đối sẽ không thông qua được. Giám đốc Lô là do Bí Thư Cố tận tay đề bạt. Ông ta chỉ là một cẩu nô tài thôi, nếu dám đồng ý dự án này thì Cố gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta đâu. Tin rằng Lô Cửu Nhất chắc sẽ biết lựa chọn tốt. Trương Minh Đường hừ nói. Kỳ thật, bản thân y không phải cũng là một con chó của Cố gia sao? Chuyện về Lạc Diệp Cư rốt cuộc là sao? Cố Tuấn Phi chuyển sang vấn đề khác. Nghe Chu Chính Đạo nói lúc đó Tề Chấn Đào gọi đến. Trương Minh Đường sắc mặt khó nhìn. Tề Chấn Đào. Không ngờ người đứng đằng sau của thằng nhãi này là Tề Chấn Đào. Cố Tuấn Phi vẻ mặt trầm xuống. Đoán chừng mối quan hệ giữa hai người này rất thân mật. Tuy nhiên, công tử, Tề Chấn Đào cũng chẳng có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là một cán bộ thôi. Có cái là Tề Chấn Đào đã nhúng tay vào chuyện Lạc Diệp Cư, theo tôi nghĩ thì hãy bỏ qua chuyện này đi, dù sao ông cụ cũng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Tề Chấn Đào. Trương Minh Đường nói, ngó Cố Tuấn Phi một cái, nói tiếp. Tôi lo là Lô Cửu Nhất không chống nổi oai vũ của Tề Chấn Đào. Dù sao sở giao thông cũng là đơn vị cấp dưới chịu quản lý trực tiếp của Tề Chấn Đào. Không chống nổi cũng phải chống, Lô Cửu Nhất anh ta dám. Cố Tuấn Phi tỏ ra, khí phách lạnh lẽo nói, liếc mắt Trương Minh Đường một cái, hỏi. Mọi việc ở Ma Xuyên sắp xếp thế nào rồi? Hiện nay người có tư cách cạnh tranh chức bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên chỉ được vài người. Chẳng hạn như Khư Mâu Thủy chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Đức Bình, Phó Bí Thư Túc Nhất Tiêu của khu Thông Đô và Vĩ Bất Lý Phó Bí Thư huyện ủy huyện Ma Xuyên. Có điều, thông qua điều tra, nghe nói lúc Diệp Phàm đến Cục Giao thông địa khu để kiếm tiền đã đắc tội lớn với Túc Nhất Tiêu, hơn nữa tôi vừa mới nghe ngóng được tin Túc Nhất Tiêu là cháu ruột của Phó Chủ tịch tỉnh Kiều. Tốt, tốt, đã sắp xếp rồi thì phải giúp Diệp Phàm tìm một đối thủ thật mạnh mới được. Khư Mâu Thủy có chiếc ô lớn là chủ tịch địa khu Vương, Túc Nhất Tiêu này hình như còn ghê gớm hơn. Cố Tuấn Phi cười nói. Túc Nhất Tiêu ở địa khu Đức Bình có sự ủng hộ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tề Minh Viễn, lúc đầu phó chủ tịch tỉnh Kiều cũng đi lên từ khu vực Đức Bình, chắc mối quan hệ trong địa khu cũng rắc rối phức tạp lắm, những cán bộ có địa vị do ông ta đề bạt tuyệt đối có thể tạo nên đội ngũ lớn mạnh. Nếu đã muốn tìm cọp để đến huyện Ma Xuyên trị Diệp Phàm, thì nên chọn con nào giữ chứ nếu huyền quá cũng không được. Trương Minh Đường cười nói. Ở địa khu cũng có chỗ dựa, trong tỉnh thì có cậu Kiều đỡ đầu, Túc Nhất Tiêu là thích hợp nhất. Lúc này vẻ mặt của Cố Tuấn Phi cũng thoải mái hơn, dường như đã nhìn thấy được bộ dạng đáng thương của Diệp Phàm. Nhưng, vào sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đi đến sở giao thông tỉnh với một tâm trạng rất tốt nhưng lại gặp phải chuyện không vui. Bạn học cũ ở trường đảng tên Tiền Hồng Tiêu đã kéo Diệp Phàm đến phòng làm việc của Phó Giám đốc Thường vụ Sở Vi Kiến Minh.
Vi Kiến Minh đã ngoài 40 tuổi rồi mà nhìn người vẫn còn rất sung sức. Liếc nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng bảo. Ngồi đi. Chương 956, Tề Chấn Đào bị mất mặt thảm hại. Biết người ta chẳng coi một chủ tịch huyện nhỏ nhoi ra gì, giống như những quan lớn của Sở Giao Thông tỉnh, mũi lúc nào cũng hếch lên trên trời. Đừng nói đó là Vi Kiến Minh một quan cấp phó giám đốc thường vụ sở, cho là một trưởng phòng quản sự bên dưới thôi khi đối mặt với phó giám đốc sở thậm chí cán bộ cấp giám đốc sở của địa khu tới, thái độ cũng không sai biệt lắm. Vi Kiến Minh đồng ý gặp mình, đương nhiên tất cả đều nhờ mặt mũi của Tiền Hồng Tiêu. Diệp Phàm đem chuyện bất mãn giấu ở vào trong lòng, vẻ mặt tươi cười rút một điếu Trung Hoa ra mời. Vi Kiến Minh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đưa tay ra nhận. Nhưng khi Diệp Phàm lấy ra bảng kế hoạch hạng mục của dự án quốc lộ Thiên Tường, Vi Kiến Minh chỉ thản nhiên nhìn tiêu đề một cái, căn bản không dở ra xem, mày nhíu lại, nhìn Tiền Hồng Tiêu một cái, không hỏi Diệp Phàm mà lại hỏi anh ta, nói. Hồng Tiêu, không phải đã nói từ trước rồi sao? Nước mình không có khả năng trong cùng năm lại kiến thiết hai dự án quốc lộ. Giám đốc Sở Vi, điều này, đồng chí Diệp Phàm nói chỉ hy vọng trên sở có thể cho dự án thông qua, đồng thời không yêu cầu trên sở cấp tiền. Mục tiêu của chính là tranh thủ xin trợ cấp tài chính từ bên trên. Tiền Hồng Tiêu nghe chột dạ, kiên trì giải thích. Tranh thủ xin trợ cấp tài chính từ bên trên, nếu như thế thì từ đầu nên nói rõ, trên sở một phân tiền cũng không có. Vi Kiến Minh vừa nghe, sắc mặt rõ ràng dịu xuống hẳn. Cầm bút lên ghi ghi chép chép vài câu, cười nói. Giám đốc Sở Lô vừa đúng lúc có ở văn phòng, anh lập tức đi tìm ông ta, nếu ông ta đồng ý, thì sau đó mang đến hội nghị đảng ủy thông qua là không còn vấn đề gì nữa. Ra khỏi văn phòng của Vi Kiến Minh, Diệp Phàm cười nói. Lão Tiền, lãnh đạo của ông rất biết nói chuyện. Ừ, giám đốc Sở Vi là lãnh đạo cũ của tôi. Tiền Hồng Tiêu cũng giãn hẳn chân mày ra, lên tiếng, nói. Bí thư Diệp, chút nữa, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng, lão Tiền, giữa chúng ta còn phải ấp a ấp úng sao? Diệp Phàm nói. Ôi, thôi, không nói, mặc cho số phận đi. Tiền Hồng Tiêu nuốt lời vào trong, nói. Lô Cửu Nhất là người cầm lái của Sở Giao Thông tỉnh, nghe nói mới chỉ 50 tuổi, nhìn thì có vẻ hòa ái và mạnh mẽ. Lúc Diệp Phàm lấy dự án của quốc lộ Thiên Tường từ trong cặp ra đưa qua, Lô Cửu Nhất tiện tay dở vài trang, sau đó để lại trên bàn nhất, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hạng mục lớn trị giá vài trăm triệu, Đức Bình có năng lực chống đỡ sao? Quả thực là làm càn. Giám đốc Sở Lô, chúng tôi không cần địa khu Đức Bình chi tiền, cũng không dùng một đồng nào của Sở Giao Thông, chỉ cần trên sở đồng ý phê duyệt, cái chúng tôi cần là hạng mục, còn vấn đề kinh phí chúng tôi sẽ tự giải quyết. Diệp Phàm khẩn trương giải thích nói. Tự giải quyết, các người lấy gì giải quyết, con số vài trăm triệu chứ không phải mấy đồng, đồng chí Diệp Phàm, trên sở có thể tùy tiện phê duyệt sao? Đến lúc đó công trình không thể khởi công, hoặc là bỏ dở giữa chừng, lãng phí chỉ tiêu hạng mục thôi thì không nói đằng này Sở Giao Thông cũng trở thành trò cười cho Nam Phúc, Lô Cửu Nhất tôi là người phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo. Lô Cửu Nhất lạnh như băng hừ nói, xem vẻ rất đúng với cái nhìn của người ở trên cao nhìn xuống dưới. Giám đốc Sở Lô, hãy nghe tôi kể lại tỉ mỉ về vấn đề chủ bị tài chính. Diệp Phàm vừa mới nói tới đây, Lô Cửu Nhất đã không còn kiên nhẫn, liền vung tay lên nhìn Tiền Hồng Tiêu hừ giọng, nói. Trưởng phòng Tiền, về sau đừng tùy tiện dẫn người vào chỗ của tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Diệp Phàm vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng bị Tiền Hồng Tiêu ngăn lại. Đương nhiên, vẻ mặt của Tiền Hồng Tiêu tất nhiên cũng xanh mét lại. Trước kia Lô Cửu Nhất khi gọi Tiền Hồng Tiêu đều gọi là Tiểu Tiền, hôm nay không ngờ lại gọi, trưởng phòng Tiền kêu tên chính thức như vậy xem ra đang bất mãn. Lão Tiền, rất xin lỗi, làm hại ông bị lãnh đạo phê bình. Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu được sắc mặt đó nói lên điều gì. Không có gì, cùng lắm thì chuyển công tác, không làm ở Sở Giao Thông tỉnh nữa. Giám đốc Sở Lô có lẽ cũng sắp thăng chức rồi, đi cũng tốt. Tiền Hồng Tiêu không nhịn được nữa. Phát bực nói, quay đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười khổ nói. Ông anh, việc này tôi không thể giúp ông anh được rồi. Lão Tiền, nếu trên sở có người dám động vào ông cứ gọi điện thoại cho tôi, trời có sập thì tôi cũng sẽ giúp ông. Diệp Phàm hừ giọng nói. Cảm ơn, đến lúc đó sẽ tính. Tiền Hồng Tiêu gật gật đầu, nhưng không có vẻ lạc quan.
Diệp Phàm cầm lấy dự án trực tiếp đến nhà họ Tề, vợ của Tề Chấn Đào là Phong Nhã Mai tiếp rất nhiệt tình. Tiểu Diệp, hậu cung ngọc nhan hoàn của cậu còn không? Còn thì vẫn còn, nhưng không nhiều, chỉ còn vài viên thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, tưởng Phong Nhã Mai còn cần, hôm nay yêu cầu Tề Chấn Đào làm việc, có tiếc thì cũng phải dâng lên một viên. Là chị dâu của cô, là người lần trước cháu gặp, vợ của vụ trưởng Phong, Lý Liên. Phong Nhã Mai hơi ngượng ngùng. Vâng. Diệp Phàm ừ một tiếng, không tỏ thái độ gì. Nếu là Phong Nhã Mai cần thì không cho không được, nếu là Lý Liên cần thì phải suy tính một chút. Bởi dù sao thì thứ đó không còn nhiều, dùng một viên thì sẽ ít đi một viên, sau này không còn phối chế ra được nữa. Bọn họ sẽ không dùng không của cháu đâu. Phong Nhã Mai tuổi tác lớn gấp đôi Diệp Phàm, kinh nghiệm sống đương nhiên phong phú, liếc mắt một cái đã biết trong đầu Diệp Phàm suy nghĩ gì rồi. Cô Phong, không phải cháu keo kiệt, những thứ này đích xác là không còn nhiều nữa. Nếu cô cần, cháu không nói hai lời, sẽ lấy ra liền. Diệp Phàm nói một câu, khiến trong lòng Phong Nhã Mai cảm thấy khá thoải mái, cười nói. Đứa nhỏ này, anh trai cô làm gì cháu cũng biết, ông ấy công tác ở Bộ Tài chính. Các cháu không phải đang làm đường sao? Còn nữa, ở huyện không phải đang muốn làm công tác kiến thiết sao? Lần trước khi đi ông ấy có nói qua, bảo cậu lần này khi đến Bắc Kinh phải chuẩn bị vài hạng mục trước. Ông sẽ chọn hạng mục thích hợp, có thể sẽ cấp cho huyện cháu chút kinh phí. Bao nhiêu ạ? Diệp Phàm khẩn trương hỏi, cái bánh thơm thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đứa nhỏ này, vừa nghe nói đến tiền hai mắt sáng lên. Phong Nhã Mai cười nói, gõ đầu Diệp Phàm. Ha ha, cô Phong, cháu cũng không có cách, cũng bị bức mà, Ma Xuyên thì cô cũng nghe nói qua rồi, cái gì cũng cần tiền. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Ừ, cụ thể ra sao cô cũng không rõ lắm, cái này phải xem bản lĩnh của cháu thôi. Nếu có thể làm cho Lý Liên và Bạch Tuyết vừa lòng, có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn, vài triệu là chuyện trong tầm tay. Phong Nhã Mai cười nói. Giữa trưa, Tề Chấn Đào trở về. Sau khi nghe xong lời Diệp Phàm nói, cẩn thận lật phương án ra xem, lấy bút ra ký. Nói, Tiểu Diệp, không thể chuyện gì cũng tìm lãnh đạo cấp trên ký, làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt, làm cho người ta nghĩ là lấy thế khinh người, sẽ bất lợi cho cậu khi triển khai công tác. Phương án vẫn phải được trình từ dưới, từng bước một trình lên trên, đây là trình tự làm việc. Cũng có thể nói, đây là một quy tắc ngầm. Nếu tất cả mọi người ai cũng giống cậu tìm lãnh đạo bên trên ký tên như vậy, thì còn cần lãnh đạo bên dưới làm gì, làm trang trí có phải hay không? Người ta trong lòng oán hận, sau này khi cậu tìm tới xin cấp kinh phí cho hạng mục, chắc chắn sẽ bị người ta tìm cách ngăn trở. Hơn nữa, thế đạo này gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, chữ ký của tôi cũng không nhất định sẽ linh nghiệm. Về sau nhớ kỹ, dùng bản lĩnh của chính mình, nghĩ ra biện pháp khai thông các ngã bên dưới. Mới có thể biểu hiện được bản lĩnh của Diệp Phàm cậu. Cháu biết rồi, chú Tề, tuy nhiên, sở giao thông tỉnh có chút đặc thù. Lúc ấy chủ tịch huyện Hồng Sa Châu ở Đức Bình là Quách Tân Bình có mâu thuẫn với Ma Xuyên. Vì chuyện đó mà bí thư huyện ủy Ma Xuyên Chu Phú Đức bị rời công tác. Nghe nói Quách Tân Bình có thân thích ở sở giao thông tỉnh, phỏng chừng nếu đi từ bên dưới lên thì có mải nhãn trình tự thì cũng không thông được. Hơn nữa, sáng nay cháu đến sở giao thông tỉnh. Thấy thái độ của giám đốc Sở Lô, biết là tuyệt đối đã hết kịch để diễn. Cháu cũng bị buộc mà bất đắc dĩ, thời gian lại gấp, đi theo trình tự bình thường sẽ không kịp. Phỏng chừng 2 tháng sau thì tân bí thư chủ tịch huyện Ma Xuyên sẽ tới nhậm chức rồi. Đến lúc đó cháu muốn làm gì cũng bị quản chế nhiều mặt, càng khó khăn hơn. Diệp Phàm đưa ra nguyên nhân bên trong. Ừ, khi cần mượn lực thì phải mượn, ha ha, tên nhóc này, đừng miệng lúc nào cũng ngon ngọt như thế. Sau này làm việc thì bản thân căn bản không cần nghĩ biện pháp, trực tiếp chạy tới chỗ chú Tề đây. Chú trích cho mũi thuốc dự phòng, một vài chuyện nhỏ thì đừng đến làm phiền chú. Tuy là đại sự nhưng cũng phải tự mình nghĩ biện pháp trước. Tề Chấn Đào cười nói. Cháu biết rồi chú Tề. Diệp Phàm gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Chú Tề, chuyện bên chú làm thế nào rồi? Phía bên chú, nhóc con như cháu hỏi làm gì, nhóc con hôi sữa chen vào làm gì? Tề Chấn Đào tức giận mắng. Cháu cũng muốn giúp chú Tề, ha ha, không hỏi. Diệp Phàm chu mồm thè lưỡi, chung quy không lôi Kiều Viên Viên ra,
thầm nhủ mình và Kiều Viên Viên còn chưa thân tới mức có thể khiến ba cô ta đồng ý ra mặt hỗ trợ. Buổi chiều, Diệp Phàm lại đến sở giao thông tỉnh. Lần này, Diệp Phàm không đến làm phiền Tiền Hồng Tiêu mà bản thân ôm cây đợi thỏ, canh giữ ở cạnh cửa. Mãi đến hơn 3 giờ mới nhìn thấy giám đốc Sở Lô đi tới. Diệp Phàm lập tức chạy đến, thư ký của giám đốc Sở Lô chưa có phản ứng kịp, Diệp Phàm đã lấy phương án hạng mục ra đưa ra trước mặt. Không phải đã nói rồi sao, phương án này Sở không duyệt. Lô Cửu Nhất mặt nghiêm lại, căn bản không tiếp nhận phương án kế hoạch, kia, vẻ mặt rất khó coi. Tránh ra, nếu không đi tôi gọi bảo vệ, chưa từng thấy qua loại người như ngươi. Thư ký của Lô Cửu Nhất là Vương Lâm vừa thấy chủ tức giận, lập tức xông lên phía trước, đẩy Diệp Phàm ra. Đẩy gì thế này? Diệp Phàm hơi dùng sức, thư ký Vương bị ngã nhào vào tường, phía sau lưng nghe đau. Lập tức nói, giám đốc Sở Lô, xin xem lại lần nữa, nếu không được, tôi sẽ không đến quấy rầy nữa, không bao giờ. Bằng không, mỗi ngày tôi sẽ ở chỗ này chờ, cùng lắm thì bị bảo vệ lôi đi ăn cơm tù vài ngày. Sau đó ra ngoài tôi lại tiếp tục đến. Diệp Phàm đùa giỡn nói. Lô Cửu Nhất nhíu mày, mất thăng bằng hừ nói. Lấy qua đây. Diệp Phàm đưa qua. Phỏng chừng là nhìn thấy chữ ký của Tề Chấn Đào, Lô Cửu Nhất chân mày động đậy, trộm nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, tay cầm phương án hai mắt nhìn chăm chăm, kỳ thật một chữ cũng không xem, phỏng chừng đang tính toán được và mất. Thầm nhủ, không thể tưởng được tên nhóc này năng lực không nhỏ. Không ngờ kiếm tới Tề Chấn Đào xin chữ ký. Việc này thực sự có chút khó làm, Tề Chấn Đào là phó chủ tịch thường trực tỉnh, sở giao thông tỉnh do ông ta trực tiếp phân công quản lý. Không làm thì phỏng chừng sẽ đắc tội với ông, xử lý thì lại đắc tội với Cố Phong Sơn. Tuy nhiên, chỉ cần có thể được điều lên một bậc, nhảy ra khỏi sở giao thông, về sau Tề Chấn Đào cũng sẽ không cách nào xen vào. Lần này điều chỉnh cấp bậc lương mà nói. Cố Phong Sơn là đảng bí thư nắm công tác phân công quản lý, phân lượng đương nhiên lớn hơn so với Tề Chấn Đào. Hơn nữa, thật lâu sau, Lô Cửu Nhất định được chú ý, nhìn qua phương án trên tay Diệp Phàm, nói. Việc này không cần suy xét, địa khu Đức Bình không có khả năng cùng lúc tiến hành hai hạng mục quốc lộ lớn. Đây là trách nhiệm mà Lô Cửu Nhất tôi phụ trách đối với địa khu Đức Bình. Chương 957, vào cửa nhà của tướng quân Tống. Núi không chuyển rời thì nước chuyển rời, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm lấy phương án bỏ đi. Quá quát, giám đốc Sở, tôi thấy nên kêu phòng bảo vệ đến cho hắn một trận mới được, bằng không, xem sở giao thông của chúng ta là vườn rau chắc. Vương thư ký lấy lòng nói. Biến qua một bên đi, hừ. Lô Cửu Nhất phun ra một câu, nghiêm mặt bước vào văn phòng. Đắc tội Tề Chấn Đào trong lòng ông ta không khó chịu mới là lạ. Thư ký Vương gió chiều nào xuôi theo chiều đó, vừa lúc gặp rủi ro, đúng là xui xẻo. Cậu có phải đắc tội người nào đó rồi phải không? Tề Chấn Đào hỏi. Không rõ lắm, chính là Cố Tuấn Phi đó, hơi có chút hút mắc, chẳng lẽ là do ông ta làm khó dễ? Diệp Phàm lôi Cố Tuấn Phi vào. Cố Tuấn Phi thêm Trương Minh Đường, người của Cố gia ở Bắc Kinh. Ôi! Vẻ mặt của Tề Chấn Đào âm trầm, thở dài. Thật lâu sau, nói. Bỏ đi Tiểu Diệp, tôi cấp cho cậu 5 triệu, quốc lộ thiên tường địa khu cũng đã thông qua, nên cứ lấy danh nghĩa là hạng mục của địa khu mà làm, hơn nữa cậu cũng đã kiếm được 21 triệu, cộng lại cũng được 26 triệu, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Đối với Ma Xuyên mà nói, cũng là chiến tích lớn rồi. Có một số việc, lực thì không thua nhưng nên lui một bước. Chú Tề, cảm ơn chú, việc này, cháu không tính sẽ buông tha. Cháu muốn trực tiếp đến Bắc Kinh một chuyến. Hai mắt Diệp Phàm lóe lên ánh hào quang kiên định. Có chí khí, cứ đi, không được thì trở về. Nếu nhóc con cậu có thể khiến tướng quân Tống gật đầu, phía tỉnh Giang Đô chú sẽ ra mặt cho cháu. Tề Chấn Đào một quyền đấm lên bàn, mặt âm u. Lần này, Lô Cửu Nhất không xem mặt mũi của lãnh đạo trực tiếp ra gì, Tề Chấn Đào tất nhiên thấy mất mặt rồi, không tức giận mới là lạ. Quyết định rồi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tề Chấn Đào. Quyết định rồi. Tề Chấn Đào nói. Diệp Phàm trở về huyện Ma Xuyên một chuyến, sắp xếp công tác đâu ra đó, sau đó lại tìm đến chỗ Trang Thế Thành báo cáo tình hình của quốc lộ. Đi đi, nếu thật sự không được thì gọi điện thoại cho tôi. Trang Thế Thành thoáng chút suy nghĩ, cổ vũ nói. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Tiểu Diệp,
cậu và chủ tịch tỉnh Tề sao lại thế này? Con trai của chủ tịch tỉnh Tề tên Tề Thiên, là anh em kết nghĩa với tôi. Cả nhà anh ta đối xử với tôi rất tốt. Diệp Phàm nói, lão Hạ, vụ án bên kia điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, tiến triển rất chậm, bên tỉnh Giang Đô thật sự rất cấp bách, chúng ta lại không có người quen, không đánh vào được. Nhưng thật ra vấn đề của Đức Bình không lớn, phỏng chừng vấn đề trọng điểm hẳn là ở phía tỉnh Giang Đô. Hạ Hải Vĩ cau mày. Ừ, trong khoảng thời gian này tôi bận quá, còn phải đến Bắc Kinh tranh thủ cho hạng mục quốc lộ Thiên Tường. Chờ cho qua việc này sẽ nghĩ cách. Diệp Phàm nói. Tôi không vội, công ty đồng nghiệp bên tỉnh Giang Đô khẳng định có vấn đề. Kéo tơ lột kén, tôi không tin công ty đồng nghiệp bên đó thật sự là quả trứng không có kẽ hở, hừ. Hùng tâm của Hạ Hải Vĩ đột nhiên bùng nổ. Anh Hạ, anh lại khôi phục khí thế của một trung đoàn trưởng khi còn làm cảnh sát hình sự rồi. Đúng vậy, chỉ cần có kẽ hở, chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào. Diệp Phàm cười nói. Ừ, anh Hạ của cậu là người như thế nào chứ, tương đương. Hạ Hải Vĩ vừa mới chuẩn bị khoác lác, nhìn vẻ mặt Diệp Phàm đang cười liền dừng lại. Không nói nữa, nói cũng không có ý nghĩa. Chuyện lần này cậu cứ yên tâm, không bắt được nhóm người đó tôi không phải là Hạ Hải Vĩ. Kỳ khai đắc thắng, ha ha ha. Hai ly rượu cùng vào nhau. Chú thích, kỳ khai đắc thắng nghĩa là, thắng ngay từ trận đầu. Buổi tối, tới thành phố Thủy Châu. Ba người cùng ngồi trong một quán rượu nhỏ. Thiết Hải, Phạm Cương, có điều tra được chuyện gì của Lô Cửu Nhất không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Lô Cửu Nhất nghe nói là nhờ Cố Phong Sơn trợ giúp đề cử đi lên, người sau lưng ông ta chính là Cố Phong Sơn. Tuy nhiên, lúc ấy khi Lô Cửu Nhất ngồi trên chiếc ghế ở Sở Giao thông tỉnh thì Cố Phong Sơn vẫn chưa tới Nam Phúc, phỏng chừng Lô Cửu Nhất đã sớm qua lại với Cố gia ở Bắc Kinh. Năm ngoái, sau khi Cố Phong Sơn đến Nam Phúc, Lô Cửu Nhất phỏng chừng chính là cái đinh mà Cố gia xếp vào tỉnh Nam Phúc. Triệu Thiết Hải nói, mặc kệ ông ta là đinh sắt hay bất kể là đinh gì, dám trêu anh của chúng ta thì phải trả giá, hừ. Phạm Cương là em trai của Phạm Xuân Hương, trước giờ vẫn xem Diệp Phàm như anh trai. Đương nhiên, cho dù là Cố gia ở Bắc Kinh, chúng ta có là trứng gà cũng phải đi va với đá, mẹ kiếp, đúng là không ra gì cả. Triệu Thiết Hải tiếp tục mắng. Nghe nói phó giám đốc thường vụ sở của Sở Giao thông Vi Kiến Minh cũng không hợp với Lô Cửu Nhất, còn nghe nói bởi vì cục diện ảm đạm của bí thư thành ủy Hứa Vạn Sơn khiến cho ở tỉnh tiến hành một loạt hành động điều chỉnh nhân sự. Trước mắt người nhìn chằm chằm vào vị trí phó chủ tịch tỉnh khá nhiều, Lô Cửu Nhất là người có tiềm lực cạnh tranh nhất. Phạm Cương lộ ra tin tức bên lề. Ừ, trong phó chủ tịch tỉnh có người được điều chỉnh vào vị trí của Hứa Vạn Sơn, vậy vị trí phó chủ tịch tỉnh sẽ trống. Đây là quân bài hiệu quả và lợi ích domino. Lô Cửu Nhất muốn ngồi lên ghế phó chủ tịch tỉnh, có Cố Phong Sơn ủng hộ thì rất có khả năng thành công. Tuy nhiên, phỏng chừng bí thư Quách và chủ tịch tỉnh Chu chưa chắc để yên cho chuyện này xảy ra. Đương nhiên, nếu Lô Cửu Nhất một lòng một dạ đi theo Cố Phong Sơn, vì Cố gia bán mạng, ông ta chẳng những bị bí thư Quách và chủ tịch tỉnh Chu ngăn trở, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Anh, việc này chỉ sợ không dễ làm. Chúng ta đều là côn trùng tép diêu, muốn lay động Cố Phong Sơn, khác nào kiến càng bám cổ thụ. Phạm Cương đầu óc rất thông minh, cũng rất thẳng tính, âm trầm nhìn mặt Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Đương nhiên, nếu anh quyết định ra tay, chúng ta có bị lôi xuống bùn thì cũng phải làm cho Lô Cửu Nhất thối chung mới được, dám trêu anh tao, chết chắc rồi. Đúng vậy, tôi cũng không tin Lô Cửu Nhất là quan thanh liêm gì cả, chỉ cần có thể tìm ra cái gì đó. Cho gã xuống bùn trước rồi nói sau. Triệu Thiết Hải không một tia do dự. Ừ, hai người cứ bí mật điều tra, tôi sẽ khiến cho Lô Cửu Nhất biết lợi hại của côn trùng tép diêu. Diệp Phàm sau khi nói xong, trước mắt hiện ra bóng dáng của Kiều Viên Viên. Nếu Lô Cửu Nhất muốn ngồi lên chiếc ngai vàng phó chủ tịch tỉnh, khẳng định phải qua cửa của ban tổ chức trung ương. Thủ đô Bắc Kinh. Diệp Phàm vừa rời khỏi không đến 20 ngày, giờ đã trở lại. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa ngay ngày thứ sáu, vừa đúng lúc tìm người. Nhà của tướng quân Tống Gia Xuyên ở khu Hải Điến Vịnh Cây Cao. Nghe nói khu này toàn là lãnh đạo cấp cao của quân đội sinh sống, thấp nhất cũng phải từ cấp thiếu tướng. Một sơn vịnh rất bình thường, không hoa lệ, hơn nữa phong cách khá cổ xưa. Nhưng, khi bước vào bên trong mới hiểu được,
bảo vệ cửa do cảnh sát có vũ trang gác, phỏng chừng nếu không được hẹn hoặc không có giấy thông hành đặc biệt thì căn bản sẽ không vào được. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm dưới cái nhìn dò xét đầy uy vũ của ba cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận cấp phó trưởng ban quân vụ tổng bộ tham mưu do Triệu Bảo Cương cho, ba người cảnh sát có vũ trang vội vàng chào hỏi theo nghi thức quân đội. Đầu tiên, xin hỏi muốn đi chỗ nào, tôi sẽ dẫn đường cho anh. Một cảnh sát có vũ trang vai đeo quân hàm thượng úy nhiệt tình hỏi han. Không cần, tôi đi loanh quanh một chút. Diệp Phàm cười nói, tùy bước vào. Anh bạn, giấy chứng nhận là thật hay là giả đấy? Một cảnh sát có vũ trang vóc dáng cao nhỏ giọng hỏi cảnh sát có vũ trang lùn đứng bên cạnh. Đừng nói lung tung, tuyệt đối là thật. Ngẫm lại xem, kẻ làm giả cho là thần kinh có vấn đề thì cũng không dám tới chỗ chúng ta làm bừa. Mỗi lầu của các quan lớn đều có cảnh vệ đặc biệt. Anh cảnh sát có vũ trang lùn nói. Rất trẻ, nhìn không giống. Anh có vóc dáng cao lắc lắc đầu, thật sự là không dám gật bừa. Đích xác tuổi trẻ, hơn 20 đã làm tới phó trưởng ban quân vụ, đó là chức vụ mà chỉ có quan lớn có cấp bậc thiếu tướng mới có thể đảm nhiệm. Chẳng lẽ hắn là tướng quân? Quá nghịch thiên rồi. Người có vóc dáng thấp nhún vai, đương nhiên vẻ mặt cũng rất mê hoặc. Nói thầm gì thế? Chàng thủ trưởng thượng úy hừ lạnh một tiếng, nói. Tuyệt đối là có hậu thuẫn không tầm thường, bằng không, trẻ tuổi thế này. Diệp Phàm đi một vòng. Rốt cục thấy được lầu số 36. Một tứ hợp viện có phong cách khá cổ xưa, cửa dùng gỗ tạo thành. Nếu không cẩn thận thì vừa thấy còn tưởng rằng đó là nhà của nông dân. Trạm cảnh vệ ở cửa cũng không uy phong như trong tưởng tượng, mà chỉ do một hàng rào làm thành, không khóa. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhất tiễn Hồng Quân xuống Nam Sơn, gió thu mưa phùn lất phất, lá ngô đồng rơi lả tả, Hồng Quân bao lâu lại trở về. Nhị tiễn Hồng Quân đứng bên lộ, bàn Hồng Quân đặt ở ven đường, trên bàn bầy rượu tiễn đưa, mong ước Hồng Quân đánh thắng trận. Trong viện truyền ra một thanh âm có vẻ u buồn, hình như là khúc hát xưa cũ, trên cơ bản giờ đã không còn ai nghe nữa, Diệp Phàm nghe mà ra đầu dựng đứng. Quét qua một lượt, mới phát hiện tại một góc phía đông bắc không ngờ lại có một mảnh vườn trồng rau, một ông già đang ngồi xổm trên luống rau, cẩn thận bồi đất trồng rau, nhổ cỏ. Ông già này không biết là ai trong nhà Tống tướng quân, theo lý thuyết hẳn không phải là cha của ông ta, chắc là thân thích. Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, đi vào trong, đứng lại một lúc, phát hiện ông già cũng chưa ngẩng đầu lên, vẫn còn chăm chú với đám cỏ xanh. Diệp Phàm cũng ngồi xổm xuống, giúp ông già nhổ cỏ. Đừng động vào, chút cỏ này bị cậu nhổ rồi thì lão già đây nhổ gì? Lão già hơi có vẻ bực mình, tức giận quát. Nhổ chưa đủ có phải không? Tôi đưa ông đến Thảo Nguyên nhổ cho thỏa thích. Diệp Phàm hừ thanh nói. Cậu biết cái gì, đứa con nít danh từ đâu tới, dám tranh cỏ với lão già này. Ông đây rong ruổi trên Thảo Nguyên từ khi cậu còn chưa có trong bụng mẹ kia. Lão già hừ nói. Rong ruổi trên Thảo Nguyên, cưỡi ngựa thì có gì, hiện tại bỏ ra mấy trăm tệ, có thể cưỡi được vài ngày. Diệp Phàm cũng không vừa, cảm thấy lão già thích cành cao, trong lòng cũng có chút tức giận, châm chọc nói. Thời ông mày là đầu rơi máu đổ, còn chơi, liều mạng thì có. Thanh niên các cậu làm sao hiểu được, nếu thấy được cảnh thật chắc sẽ bị dọa đến tè ra quần, hừ. Lão già nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, khinh thường nói. Tè ra quần, tôi nhát gan như vậy sao? Huyện Ma Xuyên Đức Bình có nghe nói qua chưa? Cái địa phương là ổ thổ phỉ đó, hiện tại, không phải đã bị tôi trị cho dễ bảo rồi sao? Một thảo nguyên nhỏ, có là cái đinh gì? Diệp Phàm tất nhiên có nguyên nhân riêng, lãnh đạo cao tầng của quân đội có một vài người là người già, thậm chí là từ thời niên đại đặc thù, chiến tranh giải phóng, các lão già này tính tình tương đương cổ quái, mình cung kính người ta chưa chắc người ta hiểu, cho nên, Diệp Phàm quyết định làm ngược, thử một chút xem sao. Cậu, chỉ được Ma Xuyên, không có khả năng, cậu mới từng đó tuổi. Lão già rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại cúi đầu, lắc lắc đầu. Không tin sao, Mã Hồ Tử ông có biết không lão già? Diệp Phàm cố ý hừ nói. Chương 958, chào hỏi Phượng Khuynh Thành. Mã Hồ Tử, có nghe nói qua. Một tia lạnh trong ánh mắt ông chợt lóe lên rồi biến mất, rất biết che giấu, nhưng vẫn bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Trong đầu đã nghĩ sẵn, có lẽ ông này chính là Tống Gia Xuyên. Nghe nói qua là tốt rồi,
hậu nhân của ông ta có một người tên là Mã Vân Tiền, là do chính tôi tống vào nhà giam đấy. Diệp Phàm hơi có vẻ tự đắc, nói. Ôi, còn có chút bản lĩnh cơ đấy, cậu ở huyện Ma Xuyên làm chức quan gì, không phải là trưởng phòng công an chứ? Hẳn là không có khả năng, chỉ tuổi tác của cậu thôi, nếu đảm đương chức cục trưởng, cán bộ ban tổ chức hẳn là đầu óc không bị rối rắm chứ. Lão già hình như đang lầm bầm lầu bầu, còn khẽ lắc đầu nữa chứ. Ha ha, để ông thất vọng rồi, bản nhân tôi không phải là trưởng phòng công an. Diệp Phàm lắc lắc đầu, đưa một điếu xì gà qua. Lão già nhận lấy, thấy Diệp Phàm bật bật lửa châm mồi, ông xem xét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói. Xem ra tôi đoán đúng rồi, phỏng chừng cậu chỉ là một cảnh sát quèn bên dưới thôi. Hoàn toàn ngược lại, là chủ tịch huyện của huyện Ma Xuyên, quyền bí thư. Một cảnh sát quèn có thể đi vào nơi này sao, ông lão ơi, ông nhìn bằng ánh mắt gì thế này? Diệp Phàm phun một vòng khói, vẻ mặt khinh thường, nhìn chằm chằm lão già. Cậu, chủ tịch huyện, còn thêm quyền bí thư, ban tổ chức cán bộ Đức Bình này, thật sự rối rắm. Lão già lắc lắc đầu. Sự trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Đừng tưởng rằng giờ chút thủ đoạn nham hiểm ra là có thể khiến lão già này mơ hồ, cậu còn quá non. Không có việc gì, lần này đến Bắc Kinh làm chút việc công, nhân dân đồng hương nghe nói tôi đến, cho nên, bảo tôi tặng cây dù này cho đại đội trưởng Tống. Còn bảo tôi nhắn đem một câu, nói là người trong nhà nhớ ông ta. Diệp Phàm nói, quê nhà, Ma Xuyên. Ôi! Lão già đứng dậy, trên tay còn dính bùn, hít một hơi thuốc, hai mắt nhìn về phương xa, thâm trầm. Lập tức, cứ như thay đổi thành người khác vậy. Thật lâu sau, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Lấy qua đây. Diệp Phàm đưa chiếc hộp thô ráp qua, ông lão mở ra, một cây dù màu vàng, ông lão chậm rãi bung ra, nhìn những chữ ký đầy trên cây dù. Hừ, cẩn thận thế cơ à, còn làm dù vạn dân tán. Ông lão hừ lạnh nói. Một lời thôi đã nói toạc ra thủ đoạn nham hiểm của Diệp Phàm, nói. Có gì yêu cầu nói thẳng, con người tôi không thích ướt át bẩn thỉu, phiền toái. Tôi muốn tiền. Diệp Phàm nói trắng ra. Quả thế, hừ. Ông lão trên mặt treo đầy sự khinh bỉ, chăm chú nhìn Diệp Phàm thật lâu sau, khoát tay, thở dài, nói. Bỏ đi, cần bao nhiêu, 100.000 có đủ hay không, cầm rồi đi đi. Phí tống khứ ăn mày có phải không? Diệp Phàm thản nhiên nói, dừng lại ở trên người ông lão. Cái tôi muốn chính là một con đường. Ăn nói không vừa, dựa vào cái gì tôi cho cậu một con đường? Ông lão tức giận, hừ nói. Dựa vào việc ông là người được nhân dân Ma Xuyên cứu. Diệp Phàm thanh âm lớn lên không ít. Người được nhân dân Ma Xuyên cứu, đó là câu chuyện của hồi lâu rồi. Ông lão lắc lắc đầu. Bộ dáng ra vẻ không cho là đúng. Kẻ nhát gan, đến Ma Xuyên cũng không dám trở về, hừ. Diệp Phàm dùng biện pháp xưa nhất, đó là bắt đầu kích tướng. Ha ha ha. Ông lão đột nhiên điên cuồng mỉm cười, cười đến thắt lưng nghiêng ngửa, Diệp Phàm sợ ông ta cười quá hóa rồ, đợi ông lão nín cười, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Trung Quốc này còn có nơi mà Tống Gia Xuyên tôi không dám đi sao? Tên nhóc thối tha. Chơi trò kích tướng với tôi cũng vô dụng, qua thời rồi. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng đột nhiên điên cuồng mỉm cười, hồi lâu mới thôi cười, nhìn Tống Gia Xuyên liếc mắt một cái, trên mặt cũng treo đầy sự khinh bỉ, hừ thanh nói. Nói ông là kẻ nhát gan chính ông còn không tin, 40 năm rồi, trong lòng luôn có sự hổ thẹn, cho nên không dám trở về, cho dù là trở về xem một cái, liếc mắt một cái. Nơi đó sơn thủy. Cả trai lẫn gái đều cho ông cảm giác sợ run. Đừng cho là tôi không hiểu được, ông có tâm bệnh. Ha ha ha. Đột nhiên từ cửa truyền đến một giọng cười châm biếm vang dội, Diệp Phàm đảo qua nhìn, lại tiến vào thêm một ông lão, hình như so với Tống Gia Xuyên thì trẻ hơn một chút, vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Cười nói. Lão Tống, nhìn thấy chưa, hôm nay bị hậu sinh nhìn thấu có phải không? Thẳng thắn, người thanh niên, nói rất hay. Nên nói như vậy. Tâm bệnh chính là có tâm bệnh, bị nhiễm bệnh rồi thì không ai trị được, ha ha ha. Ôi, lão Chu, khiến ông chê cười, tên nhóc thối tha nói mà ông cũng tin. Tống Gia Xuyên thở dài, giọng điệu dịu đi không ít. Cậu là ai, sao lại nói ba tôi như vậy? Lúc này,
từ cửa bước ra một cô gái với hai búi tóc to, hướng về phía Diệp Phàm hừ thanh nói. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh lão Chu vừa nhìn thấy cô nàng, lập tức tiến lên, nhìn Diệp Phàm nói. Kẻ điên gặp qua rồi nhưng chưa thấy qua người nào trẻ như thế, không ngờ dám mắng bát tống, muốn chết cũng không nên tìm cái chết như vậy. Người thanh niên lão thành nhìn Diệp Phàm giống xong liền quay đầu nhìn cô nàng nói. Xuân Liên, tôi tát hắn hai tát tay cho em hết giận, dám mắng bác trai, phản thiên rồi. Thằng nhãi này vừa nói xong, nhanh chân muốn động thủ. Vệ quốc, xuống tay nhẹ thôi, đừng tát đến nổi gây ra thương tích. Lão Chu hờ hững nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, người này có chút quái dị, như cười nhạo Tống Gia Xuyên, giúp đỡ Diệp Phàm. Tuy nhiên, khi thấy người trẻ tuổi muốn tát Diệp Phàm thì lại tỏ ra rất hờ hững, cho rằng Diệp Phàm cũng nên bị giáo huấn một chút mới đúng. Tống Gia Xuyên nhíu mày, không hé răng. Ba yên tâm, thân thủ của con ba mà ba còn lo lắng sao, con công tác ở địa phương nào. Nói đánh má trái thì tuyệt đối sẽ không đánh nhầm má phải, nói chỉ cho bị thương ngoài ra tuyệt sẽ không làm bị thương đến xương cốt. Tuy nhiên, tên nhóc này thật ngông cuồng, đánh cho sưng như cái bánh bao là được. Bằng không, con chó nào cũng dám ở trước mặt Xuân Liên nhà chúng ta cười điên cuồng. Chu vệ quốc đắc ý giơ giơ nắm tay, giống như khoe thành tích, một cái tát huy vũ quạt qua. Đáng đánh, xuống tay mạnh chút. Lúc này, phía hàng rào lại truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Diệp Phàm cảm giác có chút quen tai, nhìn lướt qua, trong lòng lập tức kinh ngạc, hóa ra cô này không ngờ là người mà ngày đó ở gặp ở đập nước Thiên Thủy, Phượng Thiên Diêu cháu gái của Phượng Khuynh Thành. Là cô bé Phượng à, có phải lại tới tìm chị Xuân Hương hay không? Lão Chu vừa thấy, cười tủm tỉm. Trong nháy mắt, bàn tay của Chu vệ quốc tát ngang qua. Hừ, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, cảm giác rằng Chu vệ quốc cũng luyện qua vài đường, tiện tay đỡ lấy. Bốp, một tiếng bốp vang lên, Chu vệ quốc bị một cái tát mạnh đến té nhào vào đám rau mà Tống Gia Xuyên vừa trồng. Rau của tôi, Tống Gia Xuyên đau lòng lên tiếng, Chu vệ quốc ngã vào giữa đám đất trồng rau, mông chết dí vào đó. Những người khác lập tức đứng ngây như phỗng, đặc biệt là lão Chu, dùng đôi ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Phàm. Thân thủ con trai là Chu vệ quốc ông biết rõ, lúc nhỏ từng bái đại đệ tử của Trần Vô Ba ở Trần Thị Phái Thái Cực Quyền làm thầy, luyện hơn 10 năm, nghe nói đã tới tam đẳng quốc thuật, khai nguyên chi cảnh. Có thể đá bể ba khối gạch chất cùng một chỗ, đến bản thân Chu lão đầu cũng phải khâm phục. Sao thế này, không ngờ bị gã thanh niên đến từ Ma Xuyên tát một cái bay xa đến năm thước. Mất mặt quá. Tống Gia Xuyên cũng dùng vẻ mặt quái dị quét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, đột nhiên mỉm cười, hô. Rất thú vị, nhóc con, rất bản lĩnh. Cậu nếu đã có thể đánh cho Chu vệ quốc nằm úp xuống thì tôi sẽ suy xét một chút về vấn đề của con đường mà cậu nói. Lão Tống, không cần phải nói chuyện ác độc như vậy chứ, vệ quốc dù sao cũng là con rể tương lai của ông, về sau Xuân Liên về làm dâu nhà tôi, vệ quốc không phải đã trở thành con của nhà họ Tống rồi sao? Chu lão đầu hắng giọng cười nói. Tay này, muốn kết hôn với Xuân Liên của nhà tôi, cần phải có bản lĩnh, muốn có được cái vị trí kia cũng không dễ đâu, hừ. Tống Gia Xuyên đột nhiên đắc ý. Ông, lão Chu tức đến nghẹn lời, chỉ vào mặt Tống Gia Xuyên, thật lâu sau mới hừ nói. Vị trí kia, nếu dễ có như vậy thì ông đi mà lấy thử xem. Tôi mặc kệ, đây là điều kiện duy nhất. Tống Gia Xuyên có vẻ ngang ngược. Chu lão đầu mắt trừng lên, nhìn Phượng Khuynh Thành đang đứng bên cạnh không lên tiếng liếc mắt một cái, cười nói. Cháu Phượng, chuyện của anh vệ quốc cháu làm xong chưa? Anh Đại Sơn nói không hoàn thành được, lãnh đạo của bọn họ không đồng ý. Phượng Khuynh Thành hơi ngượng ngùng, lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Anh Đại Sơn, chẳng lẽ là Phượng Đại Sơn? Lúc trước nhìn thấy đứng bên cạnh Phượng lão đầu còn có một người mặc áo xanh, hình như tên là Phượng Đại Sơn. Chẳng lẽ người mà Phượng Khuynh Thành vừa nói chính là Phượng Đại Sơn, xem ra, Phượng Đại Sơn rất có thể là đội viên của Cục Cảnh vệ Trung ương do Lang Phá Thiên phái đến, để bảo vệ Phượng Thiên Diêu. Không phải là con của Chu vệ quốc thì cũng là Cục Cảnh vệ Trung ương, ai cũng muốn có được chức vị đó. Diệp Phàm trong lòng nói thầm. Đúng lúc này, từ dưới đám rau Chu vệ quốc đứng lên, mặt lập tức biến thành màu xanh, một chân duỗi ra, quát. Đánh chết mày, tôn tử nhà rùa. Diệp Phàm tung một cước, phịch một tiếng, Chu vệ quốc lại ngã vào đám đất trồng rau, lần này càng thảm hại hơn, ngã trỏng vó, toàn thân đều dính bùn.
Phượng Khuynh Thành hé miệng cười, Tống Xuân Liên đau lòng chạy qua đỡ Chu Vệ Quốc, giúp y lau bùn trên người. Chu lão đầu không hé răng, Tống Gia Xuyên cười, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lại cổ vũ nói. Vệ Quốc, không tranh được vị trí kia cũng được, chỉ cần cậu có thể đánh ngã tên nhóc của huyện Ma Xuyên này, tôi lập tức đồng ý cho cậu cùng Xuân Liên đi đăng ký, bằng không, hừ. Được. Chu Vệ Quốc hất tay Tống Xuân Liên ra, điều khí giơ chân ra, bước lên đằng trước, nhắm thẳng đầu Diệp Phàm mà đá. Chỗ hàng rào cạnh cửa có mấy người cảnh sát có vũ trang đang đứng coi náo nhiệt. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn Phượng Khuynh Thành đang hung hăng trừng mắt với mình liếc mắt một cái, thằng nhãi này cố ý làm thế, nhìn Phượng Khuynh Thành chớp mắt vài cái, tiện tay hất luôn một cái. Chu Vệ Quốc dùng hết sức đá chân ra, sau khi Diệp Phàm dùng nắm tay đập lên, cả người gã bị tác động bay thẳng vào người của Phượng Khuynh Thành. Mau tránh ra! Chu Vệ Quốc hoảng hồn, khẩn trương kêu to, nhưng khoảng cách quá gần, gã căn bản khống chế không được bản thân mình. Nhìn thấy chân sắp đá vào thắt lưng nhỏ bé và yếu ớt của Phượng Khuynh Thành, Tống Gia Xuyên và Lão Chu đang đứng bên cạnh đều nghĩ cách chạy tới kéo cô nàng ra xa, nhưng, khoảng cách quá xa. Nếu như bị đá trúng, không còn gì để nói, hai lão già bỗng luống cuống, sắc mặt xanh mét. Diệp Phàm, mau kéo ra. Tống Gia Xuyên hô. Chương 959, Lưu Manh lại thêm khốn kiếp. Bốp một cái. Đúng lúc Phượng Khuynh Thành sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt lại thì đột nhiên cảm thấy thân mình như bị một trận cuồng phong cuốn đi, lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Ồ, thơm thật, mùi thơm dịu dịu. Diệp Phàm hít hít mũi, vỗ nhẹ lên đôi mông khiêu gợi của Phượng Khuynh Thành, bộ dạng bất cần đời. Lưu Manh, khốn kiếp. Phượng Khuynh Thành tỉnh táo lại, từ trong lòng Diệp Phàm nhảy ra, giơ tay lên tát một cái. Thời buổi này làm người tốt thật là khó. Diệp Phàm cố ý kêu lên, tay khẽ giơ lên, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Phượng Khuynh Thành, sờ soạng mấy cái, cười nói. Có thể sánh được với ngó sen, thật là mềm mại. Anh chấm ans, bỏ ra. Phượng Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng kêu lên. Bỏ thì bỏ, cũng chẳng phải ngó sen thật sự, chẳng thể ăn được. Diệp Phàm cười khẽ, buông tay ra. Thôi đi Khuynh Thành, cậu ấy cũng là vì cứu cháu. Lúc này Tống Xuân Liên lôi Phượng Khuynh Thành sang một bên. Đỡ thêm một quyền nữa của tôi. Chu Vệ Quốc lao người qua, một quyền vung lên. Đủ rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức nghiêm lại, khí thế của cao thủ thất đẳng đỉnh cao lập tức bao trùm lấy Chu Vệ Quốc. Gã này đột nhiên cảm thấy sự uy hiếp, nắm đấm dừng lại giữa không trung, chân còn lui về sau một bước. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, cười nói. Cao nhân, thân thủ của anh cao hơn tôi. Tôi không đánh lại được anh. Làm quen một chút, tôi tên là Chu Vệ Quốc, công tác ở Cục Cảnh vệ Trung ương. Anh là Diệp Phàm, một quan huyện nhỏ bé ở huyện Ma Xuyên của tỉnh Nam Phúc, tạm thời là quyền bí thư. Diệp Phàm giơ tay ra, bắt chặt tay Chu Vệ Quốc, hai người nhìn nhau cười. Huynh đệ làm việc ở Cục Cảnh vệ Trung ương, vậy chắc chính là người mà mọi người vẫn thường gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải rồi. Thật là ngưỡng mộ. Diệp Phàm giả bộ. Cũng chẳng có gì, chỉ là có chút thần bí, thực ra cũng gần giống như cảnh sát vũ trang mà thôi. Chu Vệ Quốc tiêu tan hết ngạo khí, cười nói. Vào nhà tôi ngồi một lúc, thế nào? Đợi lát nữa, tôi ở đây còn có chút việc nhỏ nhờ bác Tống. Diệp Phàm cười nói. Vào nhà đi. Thái độ của Tống Gia Xuyên tốt hơn không ít, mơ hồ còn có vẻ khá vui vẻ, mời mọi người vào trong sân. Dưới một cây đại thụ lớn đã bày ra một chiếc bàn bát tiên. Bốn phía điêu khắc bát tiên, dáng vẻ cũng khá thô ráp cùng mấy chiếc ghế trúc. Phượng Khuynh Thành hung hăng trừng mắt với Diệp Phàm một cái rồi ngồi xuống đối diện. Phượng Khuynh Thành, Đại Sơn thực sự nói rồi sao? Lão Chu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Nói rồi, nói là chẳng có cách nào cả, việc này tất cả đều phải xem ý lãnh đạo của họ. Việc điều phối nhân viên do thủ trưởng của họ trực tiếp sắp xếp, bởi việc lần này liên quan tới bí thư Phượng. Anh Đại Sơn nói là anh ấy cũng chẳng thể làm gì được. Phượng Khuynh Thành trở nên nghiêm túc. Ôi, Vệ Quốc không được may mắn, thôi vậy, quay lại quân đội vậy. Ủy ban kỷ luật tuy tốt, ôi. Lão Chu bất đắc dĩ thở dài hai cái. Bí thư Phượng, lại còn ủy ban kỷ luật, lẽ nào nơi Chu Vệ Quốc muốn tới chính là chỗ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phượng Bảo Sơn. Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương là Lang Phá Thiên. Lẽ nào thủ trưởng của Phượng Đại Sơn mà Phượng Khuynh Thành nhắc tới chính là anh ta?
Diệp Phàm thầm mừng, giống như tìm thấy cơ hội to lớn. Xem ra lão Chu này và Tống Gia Xuyên sắp thành thông gia, nếu như có thể giúp Chu vệ quốc một phen thì Tống Gia Xuyên nhất định sẽ phải đáp tạ lại. Hơn nữa lão Chu này xem ra cũng không đơn giản, có lẽ cũng là quan to tương đương với Tống Gia Xuyên. Vệ quốc, đợi có cơ hội bác nói chuyện với Chủ tịch Triệu, xem có thể sắp xếp vào không. Vẻ mặt Tống Gia Xuyên nghiêm lại, liếc mắt nhìn con gái mình một cái. Chẳng ăn thua đâu lão Tống ạ, Chủ tịch Triệu không cùng một cơ quan với chỗ kia, cháu Phượng xin rồi mà cũng chẳng có ích gì, mấy ông già chúng ta sao đáng để ông ta chú ý tới chứ. Thời buổi này là thế nào chứ, mấy ông già chúng ta hy sinh xương máu vì đất nước, cuối cùng lại chẳng bằng một thằng nhóc con. Lão Chu than thở. Người ta có tư cách đó, cả ngày đi bên cạnh mấy ông lớn, mấy ông già chúng ta so với mấy ông lớn đó thì vẫn không đáng để người ta để ý tới. Tống Gia Xuyên lại cười. Nhưng cơ quan đó của bọn họ cũng rất đặc biệt, người ngoài không thể nhúng tay vào được. Quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Anh bạn trẻ, cậu nói đúng, bao nhiêu năm nay trong lòng tôi có một nút thắt vẫn chưa thể gỡ ra được, cái này cũng có lẽ là lý do mà 40 năm nay tôi không dám quay lại Ma Xuyên. Đoàn trưởng Mã Hồi Niên năm xưa vì cứu tôi mà đã đi trước một bước. Ôi, việc đã qua luôn khiến tôi thấy hối hận. Tống Gia Xuyên nói mà khóe mắt đã ươn ướt. Tâm bệnh thì phải có tâm dược để trị, bác Tống quay lại Ma Xuyên một chuyến, nhìn mặt Mã Hồi Niên một lần, có lẽ sẽ cởi bỏ được tâm bệnh. Năm nay là tròn 250 năm xây dựng Bối Diệp Cốc Lang Kiều, huyện Ma Xuyên của chúng cháu dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy khu Đức Bình thành lập Ủy ban khai thác phát triển khu thắng cảnh Bối Diệp Cốc. Dựa vào Bối Diệp Cốc Lang Kiều để xây dựng một khu thắng cảnh đặc biệt lấy cơ sở là kỷ niệm tiên liệt. Trên tỉnh cũng rất coi trọng, đợt đầu đã cấp cho 2 triệu, khu cũng cấp cho 1 triệu, tin rằng các thế hệ tiên liệt thấy khung cảnh phát triển sau này cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Diệp Phàm nói xong mới chuyển qua chuyện đường quốc lộ, nói. Nhưng núi Thiên Sa thực sự là một con hổ nuốt sinh mạng con người, bị người dân Đức Bình gọi là Thiên Tường 1. Cháu lần này đến thủ đô đã xây dựng một phương án cụ thể gọi là quốc lộ thiên tường, lấy Ma Xuyên làm giao điểm, đồng thời mở ra đường đi ba tỉnh Giang Đô, An Giang, Nam Phúc. Mà Ma Xuyên chính là yết hầu của ba tỉnh này, nếu quốc lộ thiên tường có thể khởi công thì tương lai của Ma Xuyên sẽ có triển vọng phát triển không thể tưởng tượng được. Nhân dân Ma Xuyên quá nghèo, đội sổ toàn tỉnh, trong lòng cháu cũng cảm thấy xấu hổ. Cho nên, nhân chuyện khu thắng cảnh Bối Diệp Cốc tới tìm lão tướng quân. Núi Thiên Sa, đó đúng là một bức tường của trời, năm xưa để mở một con đường đơn giản mà đã hy sinh tính mạng của hơn 100 anh hùng. Tống Gia Xuyên tôi là do nhân dân Ma Xuyên cứu, cũng nên bỏ ra chút sức lực. Vẻ mặt Tống Gia Xuyên rất nghiêm túc, cầm lấy phương án của Diệp Phàm cẩn thận dở ra xem. Rồi hỏi, ý tưởng về quốc lộ thiên tường rất hay, nhưng liên quan đến ba tỉnh Giang Đô, An Đông, Nam Phúc, rất táo bạo. Nhưng cần nhiều vốn quá. Ước chừng không dưới 200 triệu, chỉ dựa vào khu Đức Bình của các cậu thì e rằng không làm nổi, phải được Sở Giao thông tỉnh ủng hộ thì mới được. Tôi có thể lấy danh nghĩa Tổng cục Hậu cần lấy lý do là xây dựng nhà tưởng niệm để rót cho quốc lộ thiên tường 20 triệu. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, 20 triệu so với 200 triệu, còn kém rất xa. Anh bạn trẻ, cậu có ý tưởng gì không? Không giấu gì bác Tống, phương án này đã gặp sự cản trở ở trên Sở Giao thông tỉnh. Họ nói rằng Đức Bình đã có dự án đường quốc lộ La Thủy, không thể đồng ý dự án quốc lộ Thiên Tường. Lúc đó cháu đã nói dự tính của cháu là lên Bộ Giao thông xin tiền, không lấy một đồng nào của tỉnh, nhưng Sở Giao thông tỉnh vẫn không đồng ý. Lần này đi là hy vọng còn nước còn tát, xem có thể thuyết phục Bộ Giao thông đồng ý, lựa chọn hình thức từ trên xuống dưới. Diệp Phàm vẻ mặt chua xót nói. Từ trên xuống dưới. Tống Gia Xuyên lẩm bẩm mấy chữ này. Kín đáo đưa mắt nhìn lão Chu. Đừng có nhìn tôi chẳng giúp được gì đâu. Lão Chu cảm nhận được ánh mắt quái dị của Tống Gia Xuyên, lập tức cự tuyệt. Ừ, Tiến Phong tuy là thứ trưởng thứ nhất của Bộ Giao thông, nhưng việc lớn như vậy, cần tới 200 triệu, hơn nữa còn đi qua ba tỉnh, quả thực có chút khó khăn. Nếu Bộ Giao thông mà chấp nhận dự án này thì tỉnh Nam Phúc sẽ làm thế nào? Tống Gia Xuyên gật đầu, thở dài, nói với Diệp Phàm. Anh bạn trẻ, tôi cấp cho cậu 20 triệu, sửa được bao nhiêu thì sửa vậy. Tin rằng cũng có thể mở rộng đường quốc lộ thiên tường, giảm bớt vài người thiệt mạng. Bác Chu, việc này bác không thể giúp gì được sao?
Diệp Phàm nhìn ông Chu, trong lòng đang đoán xem ông già này làm gì. Tống Gia Xuyên vẫn còn ở đây, ông ấy chắc cũng phải nể mặt một chút. Anh bạn trẻ, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nói thật với cậu nhé, con trai lớn Chu Tiến Phong của tôi là thứ trưởng thường trực của Bộ Giao thông, nhưng dự án này của cậu quá khó khăn. Đầu tiên Sở Giao thông của tỉnh phải đồng ý mới được, sau đó Tiến Phong mới dễ làm việc. Mà cho dù có như vậy thì hy vọng cũng không lớn. Ông Chu vẻ mặt nghiêm túc, không có chút đùa giỡn, nói xong nhìn Phượng Khuynh Thành một cái, như có ý gì, cười nói. Anh bạn trẻ, nếu cậu có thể xin cô bé Phượng này ra mặt thì có lẽ sẽ có biện pháp để thông qua. Không cần phải nói, cháu sẽ không giúp anh ta đâu, hừ hừ. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nói. Tôi cũng không định cầu xin cô, đừng có tưởng bở, hừ. Tính khí ngang ngạnh của Diệp Phàm lại nổi lên, hừ lạnh nói. Phượng Khuynh Thành suýt nữa thì nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không nói gì nữa, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ ửng, xem ra vô cùng giận dữ. Diệp Phàm quay người sang nói với Chu Vệ Quốc. Anh Chu, thủ trưởng của anh có phải là Lang Phá Thiên không? Anh sao lại biết thế? Chu Vệ Quốc đột nhiên ngẩn người ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ngay cả Tống Gia Xuyên và Lão Chu cũng âm thầm kinh ngạc. Đừng hỏi vì sao, anh nói xem có phải không là được. Diệp Phàm cười bí hiểm. Đúng vậy. Chu Vệ Quốc gật đầu, hai mắt toát ra vẻ hy vọng. Bác Chu, cháu và bác làm một cuộc trao đổi, bác giúp cháu lo việc lập dự án quốc lộ thiên tường ở Bộ Giao thông, chuyện của Vệ Quốc để cháu lo, thế nào ạ? Diệp Phàm thản nhiên nói. Cậu, thật sự có thể, không thể nào. Vẻ mặt Lão Chu đầy vẻ không tin. Việc này liên quan đến tiền đồ tương lai của con trai, ông ta cũng không thể bình tĩnh nổi. Anh có thể giúp được Vệ Quốc, không thể nào. Anh Đại Sơn còn không giúp được, anh giúp được sao, hừ. Phượng Khuynh Thành nhân cơ hội đả kích Diệp Phàm, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Biết anh Đại Sơn làm gì trong cục cảnh vệ trung ương không? Không rõ, có phải là người áo xanh gặp ở Ngô Công Nhai ở đập Thiên Thủy hôm đó không? Diệp Phàm nói. Chính là anh ấy, hôm ấy anh ấy mặc áo xanh. Anh Đại Sơn là phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 1 của Cục Cảnh vệ Trung ương. Phượng Khuynh Thành đắc ý nói. Ha ha, một tiểu đoàn trưởng còn chỉ là phó tiểu đoàn trưởng, có gì ghê gớm. Diệp Phàm nói ra một câu, suýt nữa khiến Phượng Khuynh Thành tức nghẹn. Anh Diệp, một tiểu đoàn trưởng ở Cục Cảnh vệ Trung ương rất ghê gớm, chuyển xuống bộ đội thông thường thì có thể tương đương với một trung đoàn trưởng rồi. Tôi cũng làm ở đấy mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn chỉ là một đại đội trưởng, ha ha. Chu Vệ Quốc tưởng Diệp Phàm không hiểu, vội vàng giải thích. Đúng là ghê gớm. Diệp Phàm gật gật đầu, đột nhiên quay sang nói với ông Chu. Bác Chu, cháu chỉ muốn hỏi bác có thể lo được dự án quốc lộ thiên tường không thôi. Nhất định có thể, anh bạn trẻ, cậu quen với Lang Phá Thiên. Tống Gia Xuyên hỏi. Nếu cậu thật sự có thể lo được chuyện của Vệ Quốc, quốc lộ thiên tường tôi ra mặt lo cho. Ông Chu đột nhiên cao hứng, cười nói. Một thiên tường, bức tường của trời. Chương 960, cô em Phượng, cô cũng phải cầu xin tôi. Ha ha, được, quyết định thế đi. Diệp Phàm vừa nói vậy, tiếng cười châm chọc của Phượng Khuynh Thành lại vang lên, nói. Đừng có khoác lác quá, bác Chu nhất định có thể lo được việc quốc lộ thiên tường, còn anh... Nếu có thể lo được việc của Vệ Quốc, Phượng Khuynh Thành tôi sẽ. Thế nào? Diệp Phàm hỏi luôn. Tôi mời anh ăn cơm. Phượng Khuynh Thành cũng trở nên kiên quyết, mặt cũng khẽ đỏ lên. Ăn cơm, chẳng có gì hay ho. Thế này đi, cô đồng ý giúp tôi một việc là được. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến việc của Tề Chấn Đào. Từ tình hình hôm đó thì có thể thấy, Phượng Khuynh Thành rất được Phương Thiên Diêu yêu quý. Nếu nhân cơ hội này có thể kiếm được một điều kiện thì đúng là một công đôi việc. Được, nhưng trước hết phải nói rõ là việc tôi có thể làm được. Phượng Khuynh Thành cắn chặt răng nói. Cô nhất định có thể làm được. Diệp Phàm cười cười, toàn cục đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu anh không làm được thì sao? Phượng Khuynh Thành cũng không chịu thua thiệt, hỏi lại. Cô muốn thế nào? Diệp Phàm cười nói. Tôi nghĩ xem. Phượng Khuynh Thành có chút xảo quyệt, chớp mắt một cái, đột nhiên cười nói. Anh cúi đầu lại tôi ba cái, gọi tôi là bà Phượng là được, ha ha ha. Phượng Khuynh Thành cười vang, bộ ngực rung mạnh lên,
vô cùng mê người. Ông Chu và ông Tống vẻ mặt quái dị nhìn hai thanh niên này cãi cọ, cảm thấy rất kỳ lạ. Lang huynh đệ, đang làm gì thế? Diệp Phàm lập tức rút điện thoại ra, cười nói. Ngoài ăn cơm, đi ngủ, đi làm, nói chuyện, uống rượu thì còn có thể làm gì nữa, thật là chán chết. Tiếng nói của Lang Phá Thiên truyền ra, Chu Vệ Quốc cách Diệp Phàm gần nhất nghe thấy, hình như là giọng nói của Lang Phá Thiên, sắc mặt đột biến. Ôi, anh có phúc không biết hưởng, anh xem tôi đây, sống ở Ma Xuyên, suốt ngày chỉ có sửa đường rồi lại dân sinh, nghĩ nhiều đến to cả đầu ra rồi. Diệp Phàm cười nói, cũng đúng, chỗ bé thì càng nhiều chuyện phiền toái, lo nhất chính là chuyện tiền bạc. Ví dụ như đơn vị của tôi, tiền thì không lo, về mặt này quốc gia vẫn còn chịu bỏ tiền. Tôi chỉ là một cục trưởng còn con, kinh phí một năm cũng lên tới 100 triệu, không đủ còn có thể xin thêm, ha ha. Lang Phá Thiên có vẻ như vui mừng trước nỗi đau của người khác. Ha ha, dùng không hết tôi giúp anh tiêu, thế nào? Diệp Phàm thừa thế nói luôn, khiến sắc mặt Lang Phá Thiên đột nhiên xám xịt. Gã này ngượng ngùng cười gượng nói. Dừng lại, ông anh là người tài giỏi, sao có thể để mắt đến chút tiền vặt của tôi chứ? Tiền vặt, mấy trăm triệu mà là tiền vặt. Diệp Phàm cười gượng, lập tức nhìn sang Chu Vệ Quốc đang có chút căng thẳng ở bên cạnh một cái, tiếp tục hỏi Lang Phá Thiên. Chỗ của anh có phải có người tên là Chu Vệ Quốc không thế? Diệp Phàm đưa điện thoại vào sát tai Chu Vệ Quốc, chẳng qua là muốn chứng thực một chút. Bên kia truyền đến tiếng của Lang Phá Thiên. Tên đó trêu chọc vào anh à. Nếu mà trêu chọc vào anh bảo tôi đạp chết hắn. Cục trưởng Lang, tôi nào dám trêu chọc anh ấy, tôi bị anh ấy đánh mà. Chu Vệ Quốc đột nhiên run lên, vội giải thích một câu rồi trả điện thoại lại cho Diệp Phàm. Huynh đệ, đến Bắc Kinh rồi à, sao không nói một câu, còn chơi trò thần bí. Lang Phá Thiên hiểu ra, lập tức kêu lên. Ha ha, mới đến, muốn lên chạy ở trên bộ giao thông, nghe nói anh trai của Chu Vệ Quốc ở bộ giao thông nên liền chạy tới. Ừ, tối gọi thêm xếp thiết, chúng ta uống một bữa rồi nói. Địa điểm anh chọn, thế nào? Lang Phá Thiên đột nhiên cao hứng. Được, tôi chọn chú chi tiền, ha ha ha. Diệp Phàm trêu chọc. Được. Lang Phá Thiên cười nói. Sau khi bỏ điện thoại xuống, người trong phòng đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bởi bọn họ không biết Diệp Phàm đang nói gì, chỉ có Chu Vệ Quốc là đột nhiên trở nên rất cung kính. Giả thần giả quỷ, tìm một người có họ Lang ra, ai mà chẳng làm được. Phượng Khuynh Thành căn bản không tin Diệp Phàm có thể quen được với cục trưởng cục cảnh vệ trung ương Lang Phá Thiên. Nghe nói vị trí đó tuy chỉ là cục trưởng, cấp bậc tương đương với vụ trưởng ở các bộ, nhưng vị trí lại quá quan trọng, nếu thuyên chuyển thì có thể đồng cấp với thứ trưởng các cơ quan khác. Hơn nữa người ta toàn bảo vệ lãnh đạo cấp cao, ngay cả cảnh vệ bên cạnh ông nội Phượng Thiên Diêu cũng là của cục cảnh vệ trung ương do Lang Phá Thiên lãnh đạo phụ trách, xưa nay khá thần bí. Không tin có phải không? Diệp Phàm không thèm để ý, quay đầu nói với Chu Vệ Quốc. Buổi tối anh chọn một chỗ nào đó, anh ấy sẽ đến. Nhưng anh phải nói rõ với tôi rốt cuộc là việc gì, nếu không tôi cũng không tiện nói. Được, tôi lập tức đi thu xếp, đến thiên đường nhân gian đi. Việc của tôi đợi lát nữa sẽ nói rõ với anh, phiền bí thư Diệp rồi. Thái độ của Chu Vệ Quốc thay đổi tới mức khiến mọi người ở đó đều cảm thấy kỳ quái, lập tức như trở thành cấp dưới vậy. Anh bạn trẻ, phương án của cậu cầm đến rồi đúng không? Thấy con trai nói vậy, ông Chu cũng dứt khoát nói. Bác Chu, đừng để hắn lừa. Phượng Khuynh Thành nói. Không tin có phải không, vậy thì cùng đi, hừ, không thấy quan tài không rơi lệ. Diệp Phàm hừ nói, quyết định phải trị cô nàng này mới được. Đi thì đi, lẽ nào ăn thịt được tôi chắc. Phượng Khuynh Thành ưỡn ngực, hừ nói. Kỳ thực cô gái này rất thông minh, cô có mục đích của mình. Đương nhiên Diệp Phàm cũng có mục đích của mình. Cũng chẳng ai bị thiệt cả. Ra khỏi Tống gia, Diệp Phàm đi thẳng đến nhà vụ trưởng Phong. Phong Thanh Lục ở trong một căn hộ đồ sộ cao tới 6 mét. Nhìn thấy Diệp Phàm thì khá là thân mật, không có chút quan cách. Diệp Phàm đương nhiên hiểu là người ta nể mặt Tề Chấn Đào, nếu không. Lý Liên và Phong Bạch Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm đến thì cũng tươi cười hớn hở, Diệp Phàm đương nhiên hiểu người ta muốn là muốn hậu cung ngọc nhan hoàn của mình. Diệp Phàm không nói gì, trước hết bôi thuốc cho Lý Liên và Phong Bạch Tuyết, nửa tiếng thì làm xong hết mấy việc này. Tiểu Diệp,
bí thư Trang dạo này khỏe không? Phong Thanh Lục tự mình rót trà đưa qua, cười nói. Rất tốt, kinh tế nước mình đang phục hồi, năm nay sẽ mở ra một thời kỳ phát triển cao độ. Diệp Phàm nói, biết Phong Thanh Lục nói đến chuyện Trang Thế Thành, tiếp theo nhất định sẽ nhắc đến chuyện Tề Trấn Đào. Chuyện của chú Tề, ôi! Phong Thanh Lục thở dài, nhíu mày. Phải chăng chuyện của chú Tề có biến cố gì? Mấy hôm trước chú Tề và bí thư Trang đã gặp nhau ở Hào Hưng Sơn Trang gở Thủy Châu rồi. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, nói. Vận mệnh của Tề Trấn Đào và mình liên quan trực tiếp đến nhau, ông ấy mà leo lên càng cao, con đường quan lộ sau này của mình cũng sẽ càng rộng mở. Không kịp rồi. Phong Thanh Lục vẻ mặt khó coi, xua xua tay. Quyết định nhanh như vậy sao? Diệp Phàm không kìm được hỏi. Vẫn chưa quyết định, nghe nói trong 2 ngày tới thôi. Phong Thanh Lục lại thở dài. Không biết là ai lên. Diệp Phàm có chút thất vọng. Nghe nói là Tống Sơ Kiệt. Phong Thanh Lục buồn bã nói, uống cạn một chén trà, liếc Diệp Phàm một cái, nói. Lúc nào quay về gọi thêm Tề Thiên Tiếp Trấn Đảo uống mấy chén, trong lòng ông ấy nhất định rất khó chịu. Lúc này rất cần người khác an ủi. Ôi! Tống Sơ Kiệt! Diệp Phàm lẩm bẩm 3 chữ này, đột nhiên trong đầu liền hiện ra ánh mắt của Tào Mai Phương, mẹ của Tống Trinh Giao nhìn mình như thể nhìn một con cóc ghẻ, trong lòng liền bực bội. Thầm nhủ, mẹ nó, bất luận thế nào cũng phải phá hỏng chuyện của Tống Sơ Kiệt mới được. Có lẽ lần này bọn họ đã đem Tống Trinh Giao ra để trao đổi. Nếu để Tống Sơ Kiệt leo lên, vậy Tào Mai Phương kia sẽ còn vênh váo đến mức nào nữa? Người khác ghét tôi sẽ ghét lại. Người khác làm nhục tôi sẽ đáp lại gấp 100 lần, người khác có ơn tôi sẽ báo ơn, người khác. Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng, hai mắt lộ ra ánh mắt hung tợn như nuốt chửng người khác. Hơn nữa, nếu Tề Trấn Đào bị đè nén thì cơ hội sau này của mình cũng sẽ ít đi. Ví dụ như Sở Giao thông, thủ trưởng quản lý trực tiếp là Tề Trấn Đào mà nói còn không có tác dụng, nếu đổi chữ ký của Tề Trấn Đào thành Quách Phác Dương hay Chu Thế Lâm, Lô Cửu Nhất ở Sở Giao thông còn dám vênh váo hay sao? Bởi vì bên trong còn có Cố Phong Sơn chống lưng cho, vị trí của Tề Trấn Đào thấp hơn Cố Phong Sơn, quyền phát ngôn ở phương diện đề bạt quan chức ở tỉnh không nhiều, thông thường cũng chỉ là phụ họa mà thôi. Bởi vì làm kinh tế, trợ giúp cho chủ tịch tỉnh quản lý công việc mới là trách nhiệm của Tề Trấn Đào. Nếu có thể thêm chức phó bí thư, có cơ hội tham gia hội ý của ban bí thư tỉnh ủy thì quyền phát ngôn sẽ tăng lên nhiều. Phượng Khuynh Thành, cô đã đồng ý với tôi một điều kiện. Diệp Phàm cắn răng một cái, gọi điện thoại, đương nhiên là bắt đầu phá rối cục diện. Nếu thông qua con đường Trang Thế Thành không kịp nữa thì trực tiếp gặp Phương Thiên Diêu xem có được không, mặc kệ có thành công hay không, thử một lần xem sao. Anh vẫn chưa sắp xếp xong cho Chu Vệ Quốc. Phượng Khuynh Thành hừ giọng nói. Chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao? Lẽ nào còn có biến cố được nữa? Diệp Phàm hừ giọng nói. Tôi muốn cô thực hiện lời hứa trước. Không thể nào, định lừa tôi, còn lâu, tôi không phải con ngốc đâu. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nói, Diệp Phàm tức giận suýt nghẹn, đang định dập điện thoại thì bên kia lại có âm thanh truyền tới. Nhưng nếu anh có thể giúp anh Đại Sơn từ phó lên thành trưởng thì tôi có thể giúp trước cho anh vậy. Có phải là Phượng Đại Sơn không, anh ta chẳng phải là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 rồi sao, còn chuyển gì nữa? Diệp Phàm cố ý hừ nói. Không phải tiểu đoàn trưởng. Là phó, chẳng phải tôi mới nói với anh sao, hừ. Phượng Khuynh Thành hừ nói. Thực ra cô bé này vừa rồi thông qua sắc mặt của Chu Vệ Quốc đã sớm biết Diệp Phàm và Lang Phá Thiên có quan hệ, nếu không người thường ngày cao ngạo như Chu Vệ Quốc sao có thể trở nên cung kính như vậy. Thanh niên ở cục cảnh vệ trung ương đều vô cùng cao ngạo, hơn nữa gia thế của Chu gia cũng không tầm thường, thuộc vào hàng ngũ thứ 2 ở thủ đô. Vậy sao còn đồng ý điều kiện, chính là vì Phượng Đại Sơn. Phượng Đại Sơn thực ra là người của Phượng gia, tính ra thì còn là anh họ của Phượng Khuynh Thành. Tôi đồng ý. Diệp Phàm cắn răng đồng ý, tin rằng Lang Phá Thiên sẽ nể mặt hắn, nếu Lang Phá Thiên mà không quyết được thì trực tiếp gặp Trấn Đông Hải, cùng lắm thì mặt dày đi xin cổng sau vậy. Anh khẳng định. Phượng Khuynh Thành hơi thở dồn dập, xem ra cũng rất căng thẳng. Phải biết rằng việc mà Diệp Phàm xem như rất dễ dàng thì đối với người khác lại là việc rất khó. Chương 961, Phượng gia triệu kiến. Mặc dù là gia tộc quyền thế như Phượng gia nhưng vẫn có những phương diện mà bọn họ không thể nhúng tay vào,
ví dụ như tổ đặc nhiệm A là cơ quan mà bất cứ gia tộc quyền thế nào trong nước cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Đương nhiên, đối với những việc mà Diệp Phàm xem như khó như lên trời, ví dụ như việc lập dự án ở Bộ Giao thông thì đối với Phượng Gia lại là chuyện nhỏ, do vậy ai cũng có chỗ mạnh yếu khác nhau, không thể nói ai giỏi hơn ai. Chắc chắn, Diệp Phàm dáng vẻ vô cùng tự tin, ngay cả Phượng Khuynh Thành ở đầu dây bên kia cũng không khỏi thầm giật mình, thầm nghĩ sao mình lại có thể dễ dàng nói chuyện với tên lưu manh này như vậy, lúc trước tuy hắn đã cứu mình, nhưng cũng đã làm nhục mình, hu hu hu. Thực ra, lúc cứu Phượng Khuynh Thành, Diệp Phàm quả thực có chút ý xấu xa, nhân cơ hội hôn người ta một cái, không ngờ Phượng Khuynh Thành lại không thể nào quên nổi. Anh nói xem, phải giúp gì vậy? Phượng Khuynh Thành cũng rất thẳng thắn, hỏi. Tôi muốn đưa một người đến gặp ông nội cô. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng, nói. Có ý gì? Phượng Khuynh Thành ngạc nhiên, thầm nghĩ phải chăng tên này đã đoán ra thân phận của ông nội mình. Chỉ xin gặp mặt một lát. Diệp Phàm nhắc lại. Cái này, Phượng Khuynh Thành có chút khó xử, bởi vì không phải ai cũng có thể gặp Phượng Thiên Diêu, nếu tùy tiện đưa người về nhà, cho dù ông nội rất yêu quý mình thì cũng sẽ bị mắng một trận. Hừ, muốn Phượng Đại Sơn lên chức mà điều kiện nhỏ như vậy cũng không thể chấp nhận sao, muốn nhận được thì trước hết phải bỏ ra, nếu không thì thôi. Diệp Phàm cố ý ra vẻ kiên quyết, thực ra hắn đang đánh cược Phượng Khuynh Thành sẽ đồng ý. Anh mang ai đến? Phượng Khuynh Thành hỏi. Chú tôi, Tề Chấn Đào, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Bao giờ gặp? Phượng Khuynh Thành thở phào một cái, hỏi. Tối nay được không? Diệp Phàm hỏi. Lát nữa gọi điện cho anh. Phượng Khuynh Thành dập điện thoại. Chú Phong, chú có thể gọi điện cho chú Tề, bảo chú ấy nhanh đến Bắc Kinh được không? Diệp Phàm nói, nhìn đồng hồ, bây giờ mà đi máy bay thì vẫn còn kịp. Tiểu Diệp, lý do là gì, chú Tề của cháu rất bận. Mí mắt Phong Thanh Lục giật giật, hỏi. Cô gái cháu vừa gọi điện chính là cháu gái của Phượng Lão. Diệp Phàm nói đến đây thì ngừng lại, mí mắt Phong Thanh Lục lại giật giật mấy cái, không nói gì nữa, lập tức gọi điện thoại. Lát sau, Phong Thanh Lục nói. Chú Tề của cháu lập tức tới, chú ấy vốn cũng ở Bắc Kinh. Chỉ hơn 10 phút sau, Tề Chấn Đào đã vội vàng tới Phong gia. Vừa thấy Diệp Phàm thì đã kêu lên. Rốt cuộc là chuyện gì, mau nói với chú đi. Cháu đang đợi điện thoại. Diệp Phàm nói ra ý định của mình. Cái này e là không hay, đột nhiên đến gặp ông cụ, cái này. Tề Chấn Đào không ngờ lại đứng lên đi đi lại lại trong phòng, đi lại mấy vòng, không ngờ trán đã lấm tấm mồ hôi, xem ra uy danh của Phượng Lão cũng vô cùng ghê gớm, không ngờ khiến ngay cả Phó Chủ tịch Thường vụ Tề Chấn Đào cũng toát cả mồ hôi. Chấn Đào, vừa rồi Tiểu Diệp đã chấp nhận điều kiện của cô Phượng, tuy tôi không biết Tiểu Diệp đã chấp nhận điều kiện gì của cô Phượng, nhưng việc này nếu Phượng gia cũng không làm được thì điều kiện này nhất định rất khó thực hiện. Anh không được làm uổng phí tâm huyết của Tiểu Diệp. Phong Thanh Lục có vẻ điềm tĩnh, thực ra trong lòng cũng đang vô cùng sốt ruột. Hai người là quan hệ thông gia, vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục. Tiểu Diệp, Tề Chấn Đào nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, không nói thêm gì nữa, đấm mạnh tay xuống bàn, kêu lên. Con dâu trước sau cũng phải ra mắt mẹ chồng, sợ gì chứ? Chấn Đào, anh vào phòng sách của tôi ngẫm nghĩ kỹ xem gặp Phượng Lão thì phải nói gì, để tôi nói chuyện với Tiểu Diệp. Phong Thanh Lục cười nói. Cảm giác chờ đợi thật là khổ sở, Phong Thanh Lục ngồi ngây trên ghế đốt thuốc, trong gạt tàn toàn là đầu thuốc lá, phòng ngập khói thuốc lá, như thể trên cõi tiên cảnh. Tề Chấn Đào đi đi lại lại trong phòng, Diệp Phàm nhìn mà thấy chóng hết cả mặt. Bà xã Lý Liên của Phong Thanh Lục và con gái Phong Tuyết Liên đi rón rén như mèo. Chân bước nhẹ nhàng như sợ làm phiền ba người đàn ông trong phòng. 2 giờ. Một người từ ngoài đi vào trong phòng, tướng mạo có vài phần giống Tề Chấn Đào. Vừa tiến vào đã hỏi. Có điện thoại chưa? Vẫn chưa. Tề Chấn Đào trả lời. Cậu chính là Diệp Phàm, bí thư huyện Ma Xuyên. Người trung niên đó quay sang hỏi Diệp Phàm. Chính là tôi, ông là. Diệp Phàm sớm đoán được đây có lẽ chính là bác của Tề Thiên, Tề Phóng Hùng. Hiện đang là chủ tịch tỉnh Giang Đô. Gọi tôi là bác đi, Tề Thiên đã gọi cậu là anh, cậu lại gọi Tề Chấn Đào là chú, vậy tôi cũng có thể coi là bác của cậu rồi. Người đàn ông trung niên cười nói. Bác, cháu chào bác. Diệp Phàm ra vẻ xúc động,
thầm nghĩ, quái lạ thật, lúc trước Quách Phác Dương cũng bảo mình gọi là bác, bây giờ lại thêm một ông bác nữa. Mà mặc kệ, thêm mấy người cũng chẳng thua thiệt gì. Nghe nói cậu có kế hoạch làm đường quốc lộ thiên tường đi qua ba tỉnh. Tề Phóng Hùng tỏ ra rất thân mật, hỏi. Đúng thế, cháu lần này lên Bắc Kinh là định chạy dự án này ở chỗ bộ giao thông. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Tề Phóng Hùng một cái, đưa phương án ra, nói. Sau này nếu có thể chạy được dự án này thì còn phải làm phiền bác. Ừ, tôi nhìn xem đã. Tề Phóng Hùng dở ra xem. Một lúc sau mới đặt phương án xuống, nói. Phương án này của cậu quả thực rất đặc biệt, nếu có thể thực hiện được thì hành trình từ Giang Đô đến Nam Phúc có thể rút ngắn 200 km, một kế hoạch rất táo bạo. Nhưng muốn chạy được trên bộ giao thông không khác gì khó như lên trời. Nhưng cho dù không thể chạy được thì tỉnh Giang Đô cũng sẽ cấp ra chút vốn cho kế hoạch sửa đường của cậu. Cảm ơn bác, không biết có thể rót bao nhiêu vốn. Diệp Phàm bây giờ mặt đã rất dày, mở miệng liền hỏi tiền. Ha ha, cậu cũng thật không khách sáo gì cả, tới lúc đó rồi tình. Tề Phóng Hùng xua xua tay, bộ dạng rất vui vẻ. Ít hơn 10 triệu thì có ý nghĩa gì? Diệp Phàm lẩm bẩm. 10 triệu, tên nhóc cậu cũng thật là tham lam. Cậu cho rằng tỉnh Giang Đô giàu tới nỗi ở đâu cũng có thể nhặt được vàng hay sao, tỉnh Giang Đô của chúng tôi còn không bằng Nam Phúc của cậu. Vài triệu thì còn được. Tề Phóng Hùng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, suýt nữa thì bật cười. Mấy triệu thì có ý nghĩa gì? Diệp Phàm bất mãn nói. Được, chỉ cần cậu cố hết sức lo xong chuyện của Trấn Đào, tôi rót cho 10 triệu, không hơn không kém. Đương nhiên, nếu bộ giao thông mà chấp nhận lập dự án, tôi sẽ cấp gấp đôi. Tề Phóng Hùng cũng rất rộng rãi, rồi cười nó. Tiểu Diệp, có thứ phải có tiếng thì mới làm được. Nếu bộ giao thông mà lập dự án, tỉnh Giang Đô mới có cớ đưa việc này ra thường vụ tỉnh ủy để thảo luận. Tin rằng mấy lão ở tỉnh con mắt cũng rất tinh tường, bỏ ra mấy chục triệu cũng xứng đáng. Nếu bộ giao thông mà không lập dự án thì chỉ là kế hoạch phạm vi nhỏ, cho 10 triệu đã là hết mức rồi. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ cố hết sức, cho dù bác không đưa một đồng nào. Cháu cũng sẽ giúp chú Tề đối xử với cháu như bố mẹ, cháu và Tề Thiên Thân như anh em ruột, anh em không giúp nhau thì giúp ai? Diệp Phàm giọng điệu rất chân thành, Tề Phóng Hùng và Phong Thanh Lục thầm gật đầu. 4 giờ, trong phòng thiếu chút nữa thì biến thành ống khói. Di động của Diệp Phàm vang lên. Tề Phóng Hùng, Tề Trấn Đào, Phong Thanh Lục đều đưa mắt chăm chú nhìn. Được lắm tên nhóc cậu, đến Bắc Kinh cũng không nói với anh Thiết này một câu. Muốn ăn đòn phải không? Đầu bên kia truyền đến tiếng gầm có vẻ bất mãn của Thiết Chiếm Hùng. Anh Thiết, em, đang bận việc, tối gặp nhau nhé, ở thiên đường nhân gian. Diệp Phàm cười nói. Được, tối không gặp không về. Thiết Chiếm Hùng cười nói, nhưng rồi đột nhiên lại cười nói. Đưa cả cô y tá đó đến nhé, tôi cũng sẽ đưa chị dâu đến cho các cậu xem mặt, ha ha ha. Thiết Chiếm Hùng cười vang. Cô y tá. Diệp Phàm toát mồ hôi, Thiết Chiếm Hùng cũng thật là dám nói, coi Kiều Viên Viên như cô y tá rồi. Thấy vẻ mặt thất vọng của Tề Trấn Đào, Diệp Phàm cắn môi nói. Chỉ bằng để cháu gọi điện thoại hỏi một chút. Đừng vội, không được gọi, không thể vội được. Tề Phóng Hùng khoát tay, dập mẩu thuốc lá xong như lão tăng ngồi thiền, nhắm hở mắt dưỡng thần. Điện thoại lại vang lên. Ông nội nói là muốn gặp ân nhân cứu mạng là anh, chú Tề kia là chú của anh. Vậy cũng là người thân của anh, có thể đưa đến. Phượng Khuynh Thành gọi điện đến. Ở chỗ nào, khi nào? Diệp Phàm có vẻ hơi căng thẳng, hỏi. Bây giờ, biệt thự Tây Viên. Phượng Khuynh Thành nói xong dập điện thoại. Diệp Phàm gọi điện cho Lang Phá Thiên, đẩy giờ gặp mặt xuống mấy tiếng. Có lẽ đến Phượng gia cũng sẽ không lâu lắm. Tề Trấn Đào mặc bộ đồ tôn trung sơn sạch sẽ gọn gàng, trong vẻ giản dị không mất đi sự uy nghiêm. Diệp Phàm đã quen tùy tiện, chỉ mặc một chiếc áo khoác, hai người bắt xe đi thẳng đến biệt thự Tây Viên. Biệt thự Tây Viên, nơi ở của lãnh đạo cấp cao nhất nước, bên trong canh phòng cẩn mật, có lẽ còn cẩn mật hơn cả nhà tù Thiết Lĩnh. Vừa mới đến cổng, cảnh sát vũ trang đã đứng nghiêm trang. Lại nhìn thấy có Phượng Đại Sơn, gã này cũng nhận ra Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc lướt qua Tề Trấn Đào một cái, cũng không rõ Tề Trấn Đào có đổ mồ hôi không nữa. Diệp Phàm thì không có vấn đề gì, cười nói. Phiền anh đi ra, thật là ngại quá. Nên thế mà.
Phượng Đại Sơn gật đầu với cảnh vệ, có lẽ đã có dặn dò trước, Diệp Phàm và Tề Chấn Đào ký xong liền đi vào. Diệp tiên sinh, nghe nói anh đã đánh Chu Vệ Quốc rồi. Phượng Đại Sơn nói, giao lưu võ nghệ một chút, không dám nói ai đánh ai. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, Tề Chấn Đào lại biến thành vai phụ, không nói câu nào đi ở phía sau. Diệp tiên sinh quen với xếp lang của chúng tôi. Phượng Đại Sơn cẩn thận hỏi. Cũng tạm tạm. Diệp Phàm gật đầu. Một tòa nhà ba tầng, không có vẻ quá xa hoa mà mang dáng dấp cổ xưa, xung quanh là hoa cỏ cây cối. Một thanh niên đứng trên cửa, tướng mạo có vài phần giống Phượng Lão, bộ quân phục giã chiến oai phong, trên vai là hai gạch ba sao, người này xem chừng chỉ hơn 20 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy ba người đám Diệp Phàm đi tới liền hừ nói. Anh là Diệp Phàm. Chính là tôi, anh là. Diệp Phàm cố ý thản nhiên hỏi. Phượng Cương, Khuynh Thành là em gái ruột của tôi. Phượng Cương liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nét khinh thường chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 962, Phượng Lão xem trò vui. Ha ha, xin chào. Diệp Phàm giơ tay ra. Tôi không bắt tay với người đã ức hiếp em gái tôi. Phượng Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không hề có ý định giơ tay ra, vẻ mặt Tề Chấn Đào có chút âm trầm. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười, cũng không thèm để bụng, thầm nghĩ ông mày ngay cả thượng tướng cũng đã từng bắt tay rồi, một tên thượng tá còn con như mày thì là cái quái gì, thế nên cũng rút tay lại, không để ý đến gã nữa, định đi vào trong. Muốn vào cũng được, ăn mấy quyền của tôi trước, em gái tôi không thể bị người ta ức hiếp vô cớ được. Bốp! Một âm thanh âm trầm vang lên. Nhanh như gió, Phượng Đại Sơn ở đằng sau còn chưa kịp có phản ứng gì thì Phượng Cương đã bị Diệp Phàm vặn tay đè xuống cửa, hông bị một chân của Diệp Phàm đè lên, cố sức giãy giụa nhưng cũng không thể đứng lên nổi. Chút thân thủ này mà cũng dám khô tay múa chân trước mặt tôi rất nghi ngờ anh làm sao có thể có được ba sao hai gạch, hừ. Diệp Phàm giọng lạnh như băng, vô cùng bình tĩnh. Thả anh tôi ra. Phượng Khuynh Thành từ trong phòng vọt ra, giơ tay ra định kéo Diệp Phàm. Hừ, Khuynh Thành quay lại ngay, để nó biết điều một chút cũng tốt, suốt ngày tinh tướng tưởng mình thiên hạ đệ nhất, cứ tưởng đại đoàn quân đặc chủng Hồng Lang ở quân khu Bắc Kinh là vô địch thiên hạ sao. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng hừ quen thuộc, Diệp Phàm vừa nghe thấy thì vội bỏ chân ra, để Phượng Cương đứng lên. Ngượng ngùng nói, Phượng Lão, thì ra là ông. Không phải ta thì là ai chứ? Vào nhà đi. Phượng Thiên Diêu mỉm cười, đột nhiên nghiêm sắc mặt. Hừ nói. Gan không nhỏ nhỉ chàng thanh niên, đem Phượng ra coi như vườn nhà cậu rồi, muốn đánh người là đánh sao? Thực sự không coi ta ra gì nữa có phải không? Tề Chấn Đào kia toát mồ hôi hột, ngay cả lau cũng không dám. Cúi đầu không dám nói gì, giơ tay lay nhẹ Diệp Phàm một cái, đoán chừng là thầm nhắc hắn khiêm tốn một chút, đừng chọc giận ông lớn này. Đúng sai tất có công lý ở tại nhân tâm, Phượng Lão không thích thì cháu sẽ lập tức đi. Diệp Phàm tỏ ra rất kiên cường, ưỡn ngực lên, kỳ thực trong lòng hắn cũng đang thầm toát mồ hôi hột, chẳng qua là đang đóng kịch mà thôi. Cậu cũng dám nói công lý với ta, bao nhiêu tuổi chứ, hừ. Phượng Thiên Diêu lại hừ lạnh, Tề Chấn Đào môi mím chặt, không dám hé răng. Công lý không ở tuổi tác, người không rõ công lý thì cả đời cũng đều hồ đồ uổng phí, người rõ công lý thì bất kể tuổi tác. Ví dụ như cháu chẳng hạn, ha ha. Diệp Phàm có vẻ hơi tự đắc nói, Tề Chấn Đào ở sau lưng mồ hôi đầy lưng, thầm mắng thằng nhóc cậu cũng thật là to gan, dám ăn nói như vậy với Phượng Lão, có lẽ khắp cả nước này cũng không có mấy người. Người thanh niên, ăn nói khá lắm, dám mắng ông tôi hồ đồ, Phượng Cương khâm phục. Phượng Cương vẻ mặt như thể vui mừng trước tai họa của kẻ khác, đương nhiên là đang nói ngược lại. Gã này rõ ràng là đang muốn làm kế ly gián mà. Phượng Lão không già. Cũng không hồ đồ, chẳng qua hiếm khi có một lần hồ đồ. Diệp Phàm cũng liều lên. Ha ha ha, có dũng khí, lại còn hiếm có một lần hồ đồ. Phượng Thiên Diêu đột nhiên mỉm cười, tiếng cười giòn vang, đột nhiên nhìn Tề Chấn Đào một cái, hỏi. Anh chính là Tề Chấn Đào. Chính là tôi, đến từ Nam Phúc. Tề Chấn Đào cúi người xuống, rất khiêm tốn nói. Tề Phóng Hùng là thế nào với anh? Phượng Thiên Diêu nói. Là anh của tôi. Tề Chấn Đào nói, mồ hôi trên mặt như trở nên lớn hơn. Ồ, anh chính là con của bá dân, ừ,
bá dân vẫn khỏe chứ? Vẻ mặt Phượng Thiên Diêu hiện lên chút u buồn. Sức khỏe cha tôi không tốt lắm, e rằng không được bao lâu nữa. Vẻ mặt Tề Chấn Đào cũng hiện lên vẻ bi thương. Cha Tề Chấn Đào tên là Tề Bá Dân, từng là ủy viên quân ủy trung ương, sớm đã nghỉ hưu rồi, bây giờ cũng đang bệnh nặng. Ôi, ai rồi cũng phải đi, như tôi đây, lúc nào đi cũng không biết chắc, nghĩ thoáng một chút. Bá Dân cũng từng có lúc oai phong rồi. Phượng Thiên Diêu thở dài một cái, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói. Anh quyết định chưa? Tôi đã quyết định rồi. Tề Chấn Đào nói rất dứt khoát. Không hối hận. Phượng Thiên Diêu hừ nói. Trong lòng tôi không có chữ hối hận. Ánh mắt Tề Chấn Đào lóe lên tia quyết đoán. Ừ, việc của anh tôi biết rồi, nếu bá dân đã bệnh nằm trên giường, anh hãy quay về đi, thay tôi gửi lời hỏi thăm. Đại Sơn, tiễn khách. Phượng Thiên Diêu gật gật đầu, thấy Diệp Phàm cũng định đi theo Tề Chấn Đào, nói. Cậu ở lại, chàng trai trẻ, hôm đó cậu cứu Khuynh Thành, tôi tuy đã già nhưng vẫn biết đạo lý có ơn phải trả, một bữa cơm cũng không có thì Phượng gia tôi còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Diệp, cậu ngồi nói chuyện với Phượng Lão, tôi có việc đi trước. Tề Chấn Đào vội nói, đi theo Phượng Đại Sơn ra cổng, bước đi rất nhanh, tràn đầy sự tự tin. Không lâu sau, Phượng Đại Sơn quay lại. Tiểu Diệp, cậu cùng Lang Phá Thiên. Phượng Thiên Diêu nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Là anh em kết nghĩa? Diệp Phàm thành thật nói, khóe miệng Phượng Đại Sơn co giật mấy cái, ngay cả mí mắt Phượng Cương cũng giật giật mấy cái, có lẽ trong lòng đang cảm thấy kinh ngạc. Vậy thì tốt, việc của Đại Sơn đành vất vả cho cậu rồi. Phượng Thiên Diêu cười nói. Vâng ạ. Diệp Phàm thẳng thắn gật đầu, đột nhiên nhìn Phượng Thiên Diêu một cái, hỏi. Nghe nói chuyện của chú Tề sẽ quyết định trong 2 ngày tới, không biết có kịp không? Diệp Phàm rõ ràng đang ra điều kiện với Phượng Thiên Diêu. Lá gan không nhỏ nhỉ anh bạn trẻ, dám ra điều kiện với ta. Phượng Thiên Diêu khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng, hừ nói. Không dám, cháu có chút nóng ruột, chú Tề không tồi, đối xử với cháu như bề trên vậy. Diệp Phàm nói, việc này cậu không cần lo, ta tự biết giải quyết. Phượng Thiên Diêu khoát tay. Bữa cơm ăn rất khổ sở, tất cả đều im thin thít. Người của Phượng gia đều đối xử với Diệp Phàm theo kiểu lễ tiết ngoại giao vô cùng lạnh lùng, Diệp Phàm cũng đã sớm muốn đi, cảm thấy rất không thoải mái. Đặc biệt là Phượng Khuynh Thành xinh đẹp như tiên nữ thỉnh thoảng lại còn thoáng ánh mắt hung dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm mới cam. Còn Phượng Cương đương nhiên cũng chẳng có thái độ tốt đẹp gì với Diệp Phàm. Diệp Phàm đành phải vừa ăn cơm vừa tu luyện thần thông nhắm mắt bịt tai, dốc lòng tu luyện, thư giãn tâm tình. Đối với những việc này, Phượng Thiên Diêu không tỏ thái độ gì, Diệp Phàm muốn đi cũng không được, vì chuyện của Tề Chấn Đào hắn cũng không có cách nào khác, đành nhẫn nại ăn cơm. Cơm nước xong lau miệng. Phượng Thiên Diêu đột nhiên nói. Tiểu Diệp, nói đi, cậu có ý định gì, muốn tăng một cấp quan hay thế nào, giúp được ta sẽ giúp, nghe nói cậu hiện tại là quyền bí thư, ta có thể giúp cậu chuyển thành chính thức. Mạng của Khuynh Thành cũng không thể cứu không được, người của Phượng gia không phải hạng người đó. Phượng Thiên Diêu nói, bộ dạng không giống như đang nói đùa mà như đang nói chuyện làm ăn, đương nhiên cũng không tỏ thái độ gì cả. Phượng Lão, ông quá coi thường cháu rồi. Cứu người chẳng qua là đúng lúc thôi, chẳng phải chuyện gì to tát, nếu nói Diệp Phàm cháu là người cao thượng cứu người không đòi báo đáp thì cháu cũng không phải hạng người đó. Diệp Phàm cháu chỉ là người phàm tục, nếu Khuynh Thành đã có ý tạ ơn, cháu có một yêu cầu hoang đường, không biết có được không? Diệp Phàm ưỡn ngực nói. Cậu nói đi. Phượng Thiên Diêu nói, thản nhiên liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Phượng Khuynh Thành bĩu bĩu môi nhưng không dám nói gì. Buổi tối anh Lang mời cơm ở thiên đường nhân gian, còn có mấy người bạn nữa cùng đi, nhưng mọi người có quy định là phải mang theo bạn gái đến. Lần này lên Bắc Kinh vội quá, bây giờ không kiếm ra đâu bạn gái cả, không biết có thể để Khuynh Thành làm bạn gái cháu trong vài giờ được không, coi như là tạ ơn. Nếu ông thấy cháu không đến nỗi nào thì sau này cháu xin phép được đến chơi nhà thăm ông, nếu ông thấy cháu không ra gì thì cháu sẽ biết điều. Diệp Phàm không chút kiêu ngạo, nhưng cũng không hề nhún mình. Mơ đấy! Đôi mắt Phượng Khuynh Thành đột nhiên mở to, suýt nữa đã như 2 quả bóng, trong lúc phẫn nộ bộ ngực cũng phập phồng, tay cũng run lên, xem ra đang rất giận dữ. Hừ! Phượng Cương trầm mặt xuống, định ra tay. Diệp Thiên Sinh!
yêu cầu này của anh quả thực rất quá đáng. Em gái tôi chưa tốt nghiệp đại học, về phương diện bạn trai bạn gái nó cũng rất coi trọng. Dù chỉ là đóng giả một lúc nhưng cũng không thể nào. Nếu không phải nể mặt xếp Lăng thì hôm nay tôi đã đánh vỡ mặt anh rồi. Phượng Đại Sơn không hề khách khí, vừa nói nắm tay vừa kêu lên răng rắc, hiển nhiên đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi. Cô sẽ hối hận đấy. Diệp Phàm thản nhiên liếc Phượng Khuynh Thành một cái, nói xong liền đứng dậy bước đi. Buồn cười, anh mà cũng dám nói hối hận sao? Anh có tư cách gì nói câu này, hừ. Ánh mắt Phượng Cương đầy sự khinh bỉ, coi thường. Khuynh Thành, nếu Diệp Phàm đã mời thì tạm thời đi với cậu ấy một chuyến vậy. Phượng Thiên Diêu ngồi xem trò vui một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng. Cháu không đi, hừ. Phượng Khuynh Thành cãi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi. Ông nội, dựa vào cái gì một tên nhà quê mà cũng bắt em gái cháu phải đi cùng hắn? Hắn không xứng. Phượng Cương cũng phẫn nộ cãi lại. Phượng Đại Sơn nhấp nhấp môi nhưng không nói gì. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu ta đã cứu em gái cháu, ơn cứu mạng chỉ dùng mấy tiếng đồng hồ để báo đáp, lẽ nào cũng không thể. Phượng Cương, làm quan, trước hết phải học làm người. Những việc không quá mức quá đáng thì Khuynh Thành cũng không cần phải quá mức so đo. Bây giờ chẳng phải cũng là thời đại mới rồi sao, thời đại mới không còn hủ tục nam nữ thụ thụ bất thân nữa rồi. Phượng Thiên Diêu lắc đầu, bình thản nói. Cháu không đi. Phượng Khuynh Thành tức giận tới mức nước mắt đã trào ra ở khóe mắt. Cháu có thể không đi, sau này cũng đừng đến đây nữa. Phượng Lão Như đã tức giận, hừ một tiếng, mặt nghiêm lại, khí thế đó phát ra, Diệp Phàm cảm thấy nổi cả da gà, cảm thấy vừa rồi phải chăng cũng đã hơi quá. Cháu đi. Phượng Khuynh Thành hung hăng liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi chỉ đi ăn cơm cùng anh, nếu anh dám nói đến hai từ bạn gái thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Đây là giới hạn của tôi, anh cũng đừng mơ tưởng gì hơn nữa, hừ. Phượng Khuynh Thành tức giận nói. Đại Sơn, hay anh đưa thêm ai nữa đi cùng vậy? Diệp Phàm cười nói. Không thèm. Phượng Đại Sơn lạnh lùng nói, vô cùng khinh bỉ Diệp Phàm. Tôi đi, Khuynh Thành đi cùng anh tôi không yên tâm. Có những hạng người đạo đức quả thực không thể chấp nhận nổi, ngay cả yêu cầu như vậy cũng dám nói ra. Phượng Cương hung hăng nói. Chương 963, đàn ông không chịu thua. Cũng được, gọi một cô bạn gái đi cùng, đừng phá hỏng quy tắc của bạn tôi. Diệp Phàm gật đầu, rồi quay sang nói với Phượng Khuynh Thành. 8 giờ tối tôi đến đón cô, không gặp không về. Phượng Lão, cảm ơn ông. Cháu về đây. Ừ. Phượng Thiên Diêu gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Phàm vừa đi, Phượng Cương không nén được hỏi. Ông nội, tên nhóc này ức hiếp người quá đáng, còn dám có ý đồ với em gái cháu nữa. Cậu ta không phải hạng người đó, anh chàng này rất thú vị. Phượng Thiên Diêu khẽ lắc đầu, cười nói. Hắn dựa vào cái gì chứ? Phượng Cương vẫn chưa chịu thua. Đi đi, cháu sẽ thấy khả năng của anh chàng này. Có lẽ còn có lợi đối với cháu nữa. Phượng Thiên Diêu cười nói, vẻ mặt thần bí. Cháu không tin, cháu muốn xem một tên nhà quê từ Ma Xuyên tới thì có khả năng gì, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Phượng Cương tuyệt đối không tin buổi tối Diệp Phàm có thể đem đến bất ngờ gì, nhưng vì em gái cũng đành chịu đựng một chút, tới lúc đó phải ra tay hạ nhục tên nhóc này mới được. Anh Trương, tối nay mấy anh em cùng ngồi một lúc, thế nào? Diệp Phàm điện thoại cho Cục trưởng Cục Thư ký Văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh. Tuy tiếp xúc với Trương Vệ Thanh chưa lâu nhưng Diệp Phàm cảm thấy người này vẫn có thể kết giao, do vậy cũng muốn nhân cơ hội này, hình thành một vòng quan hệ ở Bắc Kinh cho riêng mình. Đương nhiên Diệp Phàm biết, trước mắt năng lượng của mình còn quá nhỏ bé, bây giờ mới chỉ là giai đoạn tiếp xúc, mọi người làm quen một chút. Cậu lên Bắc Kinh rồi à, sao không sớm gọi cho tôi, để tôi xem tối có việc gì không đã nhé. Đợi một chút. Trương Vệ Thanh rất thân mật nói. Không lâu sau nói. Buổi tối có người bạn mời rồi, xin lỗi nhé Diệp lão đệ. Nếu không thì đưa bạn anh cùng đến, đương nhiên là nếu tiện. Diệp Phàm thử thăm dò. Cái này, thế cũng được. Trương Vệ Thanh do dự một lúc rồi đồng ý. Được, vậy 8 giờ tối, ở thiên đường nhân gian nhé. Diệp Phàm cười nói rồi dập điện thoại, vừa bỏ xuống thì điện thoại lại kêu lên. Tưởng là Trương Vệ Thanh đổi ý thì không ngờ là tiếng cười vang của Lang Phá Thiên. Ha ha ha,
Sao thế anh lang, xem anh cười kia, đừng có toác hết cả miệng nhé, nếu không là không vá được đâu. Diệp Phàm nói đùa, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc, bởi vì Lang Phá Thiên như từ thời cổ đại đến vậy, xưa nay mặt luôn lạnh như tiền, hiếm khi nào cười vang như vậy. Tin mới nhất, tối nay không phải tôi mời rồi, là anh Thiết mời, ha ha ha. Lang Phá Thiên nói xong lại cười điên cuồng. Rốt cuộc là thế nào anh Lang, đừng cười mãi như thế, thật là phiền chết. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Anh Thiết thăng quan rồi, bố khỉ, tôi vẫn chỉ là cấp sở, anh Thiết đã lên cấp phó bộ trưởng rồi, thời buổi này, biết vậy để mình bị thương, ôi. Thôi vậy, bỏ đi, sức khỏe là vốn liếng, sức khỏe quan trọng, hà hà hà. Giọng điệu Lang Phá Thiên đầy tình huynh đệ. Phó bộ trưởng, cơ quan nào? Diệp Phàm chấn động trong lòng. Đây chính là tin tức tốt, nhưng đừng có làm phó bộ trưởng ở một bộ rác rưởi nào thì cũng chả có tác dụng khỉ gì. Bộ công an, tuy nhiên anh Thiết xếp hạng cuối cùng, bên trên còn có 8-9 lãnh đạo nữa, đè chết anh ta. Tôi vẫn sướng hơn, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, nếu không thì thật là khó chịu. Lang Phá Thiên giọng điệu như thể vui mừng trước nỗi đau của người khác. Anh Lang, anh Thiết dù sao cũng là phó bộ trưởng trưởng rồi, hi hi, chắc chắn sẽ bị đè nén. Nhưng anh lẽ nào không bị đè nén hay sao? Lãnh đạo trên đầu e rằng cũng không ít. Diệp Phàm cười nói. Nhưng anh Thiết thăng quan cũng nhanh thật, nghe nói anh ấy chưa tới 35 tuổi, còn chưa cưới vợ thì đã lên phó bộ trưởng rồi, thật là đả kích người quá mức. Tôi mới chỉ là chủ tịch huyện, ở Bắc Kinh khắp nơi đều là cấp sở này đúng là không bằng con cún. Bố khỉ, anh Thiết tuổi thực sớm qua 37 rồi, năm nay cũng đã 38 rồi, lớn hơn tôi một chút. Tuy nhiên nói về đè nén thì tôi tốt hơn anh ấy một chút. Ha ha! Lang Phá Thiên đắc ý. Vậy anh em chúng ta phải chúc mừng một chút. Tối nay ở thiên đường nhân gian phải chuốc cho anh Thiết say như chó chết. Tối về chẳng làm được gì chị dâu nữa mới được. Diệp Phàm cười vang. Được, tới lúc đó có bạn bè đến, chúng ta chuốc cho anh ta lăn quay. Bố khỉ, dám để lên đầu tôi, đi trước một bước. Lang Phá Thiên cười vang, trong lòng thầm run lên. Thầm nghĩ tay Diệp này cũng thật giỏi có những ý tưởng xấu xa. Anh Thiết, chúc mừng anh nhé. Diệp Phàm cười vang. Chúc mừng gì? Thiết Chiếm Hùng biết rõ còn giả bộ không hiểu gì, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ mừng rỡ, xem ra đang rất vui mừng. Hừ, cứ giả bộ đi, là huynh đệ rồi mà còn giấu. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, Lang Phá Thiên nói với cậu phải không, chẳng qua cũng chỉ là một phó bộ trưởng xếp cuối cùng mà thôi. Có lẽ Lang Phá Thiên còn đang toác miệng chế giễu nữa kìa, nào có sướng như hồi còn ở tổ số 8 chứ, ôi! Thiết Chiếm Hùng chợt cảm thán. Anh cứ đắc ý đi, thằng em này chỉ là một chủ tịch huyện, không thể so nổi. Diệp Phàm cảm thán. So cái khỉ ấy, thằng nhóc cậu mới có bao nhiêu tuổi đã là chủ tịch huyện rồi, còn kêu ca gì nữa? Tôi bằng tuổi cậu mới chỉ là một thằng binh bét, suốt ngày đánh đấm. Thiết Chiếm Hùng tức giận mắng. Trầm ngâm một hồi rồi nói. Chú em, tôi giới thiệu với chú mấy người bạn, con trai của Lý Tướng Quân, Lý Long cũng tới, tay này cũng lợi hại, bây giờ đã là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Sau này mà muốn xử lý tên nào thì đừng quên gọi anh ta, mấy anh em chúng ta tuyệt đối không được để người khác ức hiếp. Vậy thì tốt, em đang muốn xử một tên, gần đây tên này toàn chống đối em, bị hắn đè nén sắp không thở nổi rồi, mẹ kiếp. Tên này cậy thế của bố, thật là tức chết. Diệp Phàm cười nói. Ai, nói nghe xem nào, xem có thể làm một cái mở đầu thuận lợi không, coi như là món quà anh tặng cậu nhân dịp thăng quan. Dám đè nén anh em của chúng ta, chán sống rồi. Thiết Chiếm Hùng trầm giọng nói. Thằng nhóc của Cố gia, gọi là Cố Tuấn Phi, ông hắn hình như là tư lệnh quân khu Liêu Thẩm, bố hắn là nhân vật số 3 ở tỉnh Nam Phúc. Tên này ngăn cản không cho huyện Ma Xuyên lập dự án quốc lộ Thiên Tường. Diệp Phàm tức giận nói. Cố Thiên Long, thằng nhóc cậu cũng ghê gớm, dám đi trêu chọc người ta. Rốt cuộc là thế nào, người ta cũng không thể vô cớ gây khó dễ cho cậu. Thiết Chiếm Hùng nghĩ ngay ra vấn đề. Em cũng không rõ, hôm đó có chút xung đột ở Phi Vân Các Thủy Châu. Lúc đó em đang ở cùng với Tống Trinh Giao, con gái của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc Tống Sơ Kiệt. Nghe nói mẹ của Trinh Giao là người của Tào gia ở Bắc Kinh. Gần đây nghe nói Phong Thanh là hai nhà Tào Cố sẽ liên kết lại bằng hôn nhân, có lẽ Trinh Giao sẽ là vật hy sinh cho sự liên kết này.
Diệp Phàm cười khổ nói. Ha ha, chắc chắn là thằng nhóc cậu có vấn đề với Trinh Giao, Cố Tuấn Phi ghen rồi. Nhưng đàn bà của chúng ta sao có thể để cho kẻ khác động tới, Cố Tuấn Phi, tôi nhớ kỹ rồi, tìm cơ hội, gọi thêm Lang Phá Thiên, phải xử tên này mới được. Cố gia rất hùng mạnh, nhưng mấy anh em chúng ta cũng không phải là thứ bỏ đi, hừ. Thiết Chiếm Hùng hăng hái. Nhưng thằng nhóc cậu với Trinh Giao rốt cuộc thế nào? Chẳng thế nào cả, em chỉ thấy không thuận mắt thôi. Nhưng Trinh Giao vẫn rất tốt với em. Diệp Phàm nói. Ừ, cho dù chú em không có ý gì với Trinh Giao, nhưng chúng ta cũng không thể mất mặt được. Ít nhất phải phá hỏng việc tốt của tên Cố này mới được. Đàn ông có mấy người phụ nữ cũng bình thường. Đàn ông mà không đa tình thì uổng cả một đời. Hơn nữa, cũng phải để Cố gia biết năng lượng của anh em chúng ta. Nếu không cứ coi chúng ta như quả thị nhún, muốn bóp thế nào thì bóp. Đối với hạng người gió, phải đè nén, đánh không chết, đánh không lại cũng chẳng sao, phải cho bọn chúng biết chúng ta cũng không phải hạng dễ bắt nạt, đương nhiên sẽ có tâm lý e ngại, nếu không sau này ngày nào cũng ngáng đường thì thật là phiền toái. Thiết Chiếm Hùng cười nói. Được. Diệp Phàm nói. Nhưng anh Thiết, anh đi rồi thì tổ số 8 để lại cho ai? Tạm thời chưa quyết định. Không có nhân tài, như tổ số 8 ít nhất phải là lục đẳng thì mới được. Nếu chú em mà chịu bỏ áo quan chính quyền xuống, xếp chấn nhất định sẽ đưa cậu lên vị trí đó. Trước mắt hình như là do Phó Sư Đoàn trưởng Mã Thượng Chí phụ trách. Thiết Chiếm Hùng nói. Phó Sư Đoàn trưởng Mã à, hình như trước kia gọi là Phó Trung Đoàn trưởng Mã thì phải, nhanh như vậy báo săn đã nâng lên thành cấp sư đoàn rồi sao? Vậy Tề Thiên chẳng phải đã thành Trung Đoàn trưởng rồi sao, còn Mai Diệp Thu nữa? Diệp Phàm cười nói. Ừ, Tề Thiên đề bà thành trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn số 3, Mai Diệp Thu là trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn số 1. Thiết Chiếm Hùng nói. Gã phó sư đoàn trưởng Mã kia nhân phẩm thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Nhìn không thấu, lúc anh còn ở đấy thì ngoan ngoãn lắm, bây giờ có lẽ là lúc phải ra oai rồi. Thôi bỏ đi, chẳng nghĩ đến nữa, chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Thiết Chiếm Hùng hừ nói. 7 giờ 50 phút, Diệp Phàm tới Thiên Đường Nhân Gian. Thiên Đường Nhân Gian. Tên thì dễ nghe, thực ra nhìn từ ngoài vào thì cũng chẳng có vẻ gì là xa hoa tráng lệ. Bên ngoài là một tòa nhà 3 tầng thấp, biển đề Thiên Đường Nhân Gian. Thiên đường cái khỉ gì, cái nhà rách này, thật là keo kiệt. Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, nghĩ bụng có phải Lang Phá Thiên đã chọn nhầm nơi hay không, thật là keo kiệt. Đứng ngoài cửa đợi một lúc. Không lâu sau thì một chiếc xe quân sự thô kệch lao tới. Ba người đi ra. Đó là Phượng Khuynh Thành, Phượng Cương và một cô gái xinh đẹp khác. Thế nào, không vào được có phải không? Đừng thấy tòa nhà này nhỏ, không có thẻ hội viên thì không thể vào được, hơn nữa còn phải là thẻ hội viên cao cấp. Phượng Cương vừa xuống xe đã đả kích Diệp Phàm. Ha ha, đi vào được thì cũng chẳng trả nổi tiền, dù sao tối nay cũng là đi xin cơm. Diệp Phàm cười. Nâng tay chỉ. Nhìn thấy chưa, là anh ấy mời cơm. Là tên Chu Vệ Quốc, thảo nào. Phượng Cương hừ lạnh một tiếng. Anh Phượng đến rồi à, sân số 1, xin mời. Chu Vệ Quốc cười hì hì tiến lên đón, có lẽ bởi vì Phượng Khuynh Thành nên Phượng Cương cũng biết Chu Vệ Quốc. Ừ, đi. Phượng Cương vừa giơ tay lên, cô gái xinh đẹp kia đã dịu dàng giơ tay lên khoác tay gã, Phượng Cương khẽ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, bộ dạng đắc ý. Khuynh Thành, em cũng lại đây, chúng ta khoác tay nào. Diệp Phàm đưa tay về phía Phượng Khuynh Thành, hắng giọng cười nói. Chương 964, Cục trưởng Cục Cảnh vệ thật là oai phong. Tôi không có thói quen đó. Phượng Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng quay đầu định đi, rõ ràng là không thèm nể mặt Diệp Phàm. Không khoác tay. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Chu Vệ Quốc vẻ mặt ngượng ngùng, tối nay còn phải nhờ Diệp Phàm. Nếu mà hắn không thoải mái, tẹo nữa mà hỏng việc thì thật là thiệt. Hơn nữa Chu Vệ Quốc cũng thầm kinh ngạc, hai người này đang dở trò gì, hình như hai người này quen nhau chưa lâu lắm, sao Diệp Phàm có thể bắt người ta khoác tay được chứ, đó tượng trưng cho người yêu mà. Anh không xứng, một gã lưu manh. Phượng Khuynh Thành không khách khí, nói một câu càng đả kích Diệp Phàm hơn. Anh Diệp, em đến rồi. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên bên cạnh. Kiều Viên Viên ăn mặc nhẹ nhàng thuần khiết bước tới, mỉm cười, thân thiết giơ tay khoác tay Diệp Phàm, người ép sát vào,
thậm chí một bên ngực đã ép chặt vào người Diệp Phàm rồi, có cảm giác như đang cố ý. Cô là ai? Phượng Khuynh Thành lập tức khó chịu, như thể đang bị thách thức. Tuy cô rất căm ghét Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm mà coi thường cô, lại còn có quan hệ mật thiết với người con gái khác thì cô không thể chịu nổi. Hai cô gái âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Xuân Lan Thu Cúc, không phân cao thấp. Chu Vệ Quốc thầm liếc hai người một cái, thầm nghĩ mẹ kiếp, rau ngon toàn bị gã họ Diệp ăn hết rồi. Cô gái này, khí chất cao nhã, không hề thua kém Phượng Khuynh Thành, có lẽ cũng là người của gia tộc danh giá ở thủ đô. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể khiến anh Diệp vui vẻ. Em gái, vừa rồi cô nói anh Diệp không xứng, tôi nghĩ trên đời này không ai dám nói với anh Diệp lời này. Kiều Viên Viên cũng nhướng mày lên nói. Đối đầu rồi. Khuynh Thành, cô có thể về rồi, tối nay đã có Viên Viên làm bạn với tôi, cô xong việc rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, thái độ vô cùng coi thường, hiển nhiên là đang cố tình đả kích cô gái này. Đừng có mơ, chẳng phải chỉ là khoác tay hay sao, tôi cũng biết, hừ. Phượng Khuynh Thành đột nhiên như bị chọc giận, bước lại, giơ tay khoác tay Diệp Phàm, lập tức khiến Chu Vệ Quốc suýt nữa ngã bổ ngửa. Trái ôm phải ấp, thật là có phúc. Ngay cả Phượng Cương trong lòng cũng thầm ghen tị, liếc nhìn cô gái ở bên cạnh, rất không thoải mái. Bố khỉ, trái ôm phải ấp xem ra cũng không sung sướng chút nào, mình chẳng thấy có chút cảm giác nào, ngược lại như ngồi trên đống lửa. Không biết là ai mời Viên Viên đến đây, đúng là thêm phiền phức. Diệp Phàm trong lòng thầm bất mãn. Tuy nhiên hắn vẫn cố ra vẻ rộng lượng trong bụng, tay vung lên, cười nói. Được. Vậy chúng ta vào thôi. Hai mỹ nhân ở hai bên, Diệp Phàm ưỡn ngực vươn vai đi vào sân số 1. Bên trong là một sảnh rất lớn, bên cạnh còn có vài phòng, không biết để làm gì. Khi Diệp Phàm từ cửa bước vào, mấy ánh mắt trong phòng đều tập trung nhìn lại. Cao thủ. Mọi người lập tức nghĩ đến hai từ này. Lang Phá Thiên cười phá lên. Lợi hại, người anh em, lại còn chơi trò trái ôm phải ấp nữa, hơn nữa còn là ở Bắc Kinh. Ở đây hình như không phải lãnh địa của anh thì phải, thật là ghê gớm, thằng em xin khâm phục, khâm phục. Ừ, còn phải thêm từ sát đất nữa. Thiết Chiếm Hùng cũng phối hợp chẹp chẹp mấy cái, cô gái bên cạnh liền véo Thiết Chiếm Hùng một cái. Thiết Chiếm Hùng nhíu mày một cái, không nói gì, thầm nói cơ thể anh rất khỏe, không đau. Tổ trưởng thứ tư tổ đặc nhiệm A, cũng chính là tổ phản gián, Trương Hùng kêu lên. Được mở rộng tầm mắt rồi. Đàn ông mang theo đàn bà không phải không có, nhưng có ai dám ngông như anh Diệp, đem theo những hai người. Lẽ nào ở nhà còn giấu bà cả, đây chỉ là bà vợ bé. Trương Hùng rõ ràng có ý chơi khăm. Không phải hạng tốt đẹp gì, hừ. Không ngờ ba người vừa nói, ba phụ nữ khí chất cao nhã ở bên cạnh cùng hừ nói. Đồng thời, tiếng ai ra của Thiết Chiếm Hùng, Lang Phá Thiên và Trương Hùng cùng vang lên. Có lẽ là đang tận hưởng món võ bấm móng tay của ba người phụ nữ ở bên cạnh. Những thứ này đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng, liếc mắt sang hai bên thấy Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành đều không dùng hai món võ này, trong lòng cũng thở phào một cái. Nhưng vừa mới thở phào ra thì hai cánh tay đã truyền đến cảm giác đau đớn như bị kiến càng cắn. May mà mình chịu đòn tốt, nếu không hai bên hầu hạ thế này thật là khổ sở. Diệp Phàm nhíu mày. Không biểu lộ thái độ gì, nói. Anh Thiết, anh Lang, anh Trương đều đến rồi, ha ha, đừng nói đùa, là hai cô gái đây không biết đường, nên tôi dẫn đường thôi, nào có biết gì đến trái ôm phải ấp, có lẽ ba vị đã từng hưởng thụ cảm giác này, đang muốn học hỏi cách dạy vợ. Lẽ nào ba cô bên cạnh cũng đều là vợ bé, vợ cả giấu ở nhà không đưa đi. Nói bậy, đại phu nhân chính hiệu, nào dám hai lòng. Không ngờ ba gã kia lập tức nổi giận. Không hẹn mà cùng kêu lớn lên, lại còn nháy mắt với Diệp Phàm, ý là tôi chịu đầu hàng rồi. Ha ha, không phải thì tốt. Diệp Phàm cười lớn, cuối cùng cũng chút được cục tức. Ha ha, Diệp lão đệ, ngồi đi, hai cô này là. Thiết Chiếm Hùng cười, vội hỏi. Bên trái là em Phượng, bên phải là em Kiều. Diệp Phàm cười nói, ngồi xuống đi văng, hai cô gái cũng ngồi xuống theo, rút tay ra. Diệp Phàm chỉ đám người Thiết Chiếm Hùng giới thiệu. Nào, Viên Viên, Khuynh Thành, giới thiệu với hai em, đây là Thiết Chiếm Hùng, anh gọi là anh Thiết, người ta rất ghê gớm, bây giờ đã là Phó Bộ trưởng Bộ Công an rồi. Vị này là Lang Phá Thiên, anh gọi là chú em Lang,
công tác ở văn phòng trung ương, phụ trách công tác ở cục cảnh vệ. Vị này là Trương Hùng, anh gọi là chú em Trương, công tác ở cục phản gián Bộ An ninh Quốc gia. Phượng Khuynh Thành không nói gì, Kiều Viên Viên thì có vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Chào anh Thiết, chào anh Lang, chào anh Trương. Phượng Khuynh Thành thấy vậy cũng chào theo, nhưng lại chào là. Chào anh Thiết, chào chú em Lang, chào chú em Trương. Viên Viên, tuy Phá Thiên và Trương Hùng lớn tuổi hơn anh, nhưng mọi người đều gọi anh là anh Diệp, vậy nên em cũng không nên làm mất mặt anh, gọi là chú em Thiên hoặc chú em Hùng đều được, ngôi thứ không được lẫn lộn. Diệp Phàm cười nói. Vậy, chào chú em Thiên, chào chú em Hùng. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Kiều Viên Viên xấu hổ chào lại. Bởi Diệp Phàm có ý đồ xấu, giải thích như vậy nghe cứ thấy kỳ kỳ. Lang Phá Thiên và Trương Hùng hung hăng nhìn Diệp Phàm, nhưng cũng không làm gì khác được, đành gật gật đầu. Vị này là anh của Khuynh Thành, gọi là Phượng Cương. Diệp Phàm cười nói. Ừ, Phượng Cương, ngồi đi. Thiết Chiếm Hùng gật gật đầu. Chào Phó Bộ trưởng Thiết, chào Cục trưởng Lang, chào Cục trưởng Trương. Phượng Cương như thể thay đổi tính nết, ngạo khí biến đâu mất. Chào xong còn đi về phía người đàn ông mặt vuông vắn ở cạnh Thiết Chiếm Hùng, khẽ cúi người nói. Quân đoàn trưởng Đằng, xin chào ngài. Ha ha ha, chú Diệp, quên giới thiệu một chút, vị này là Đằng Vân Khải, quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 5 thuộc quân khu Bắc Kinh. Thiết Chiếm Hùng chỉ về phía người đàn ông mặt vuông vắn mà Phượng Cương vừa cúi chào, giới thiệu. Quay lại chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu. Vị này là anh em kết nghĩa với tôi, tên là Diệp Phàm. Hiện đang làm bí thư huyện Ma Xuyên ở tỉnh Nam Phúc, rất ghê gớm, mới hơn 20 tuổi đã là quan một vùng rồi. Diệp Phàm tiến lên chào, Đằng Vân Khải gật đầu đáp lễ, đương nhiên Diệp Phàm biết người ta chẳng qua là nể mặt Thiết Chiếm Hùng, nên cũng không thèm so đo. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết là Thiết Chiếm Hùng đang giúp mình mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy quân khu Bắc Kinh chẳng có quan hệ gì với tỉnh Nam Phúc, nhưng biết đâu có một ngày người ta sẽ điều về Nam Phúc cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên, thấy thái độ đó của Đằng Vân Khải, Thiết Chiếm Hùng khẽ nhíu mày. Đằng Vân Khải rõ ràng đã cảm nhận thấy, khóe mép khẽ co giật, thầm nghĩ quái thật, Thiết Chiếm Hùng dường như rất coi trọng tiểu đệ Diệp Phàm này, vừa rồi hình như mình hơi tự cao thì phải. Lập tức, Đằng Vân Khải liền đứng lên, cười nói. Ông em Diệp, tôi hơn ông hơn chục tuổi, gọi cậu một tiếng ông em, cậu đừng so đó. Sau này rảnh rỗi đến tập đoàn quân số 5 của chúng tôi chơi. Đây là điện thoại của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Cảm ơn anh Đằng đã chiếu cố, rảnh rỗi tôi nhất định đến. Hai bên khách sáo trao đổi danh thiếp. Lúc này điện thoại vang lên, là điện thoại của Trương Vệ Thanh ở văn phòng trung ương. Diệp Phàm và Chu Vệ Quốc đi ra cửa đón. Đi vào đại sảnh, Trương Vệ Thanh thấy còn có những người khác thì khẽ nhíu mày lại, dường như có chút không hài lòng. Loại người thuộc tầng lớp cao như y, tuy chỉ là cấp sở. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn kết giao, cho dù là đứng đầu một tỉnh cũng muốn được kết giao với y. Bởi vì vị trí của y rất đặc biệt, có thể thông qua y để kết giao với người ở tầng lớp cao hơn, ví dụ như quan chức các bộ, hoặc cao hơn nữa là quan chức trung ương. Lúc này có một thanh âm truyền tới. Cục trưởng Trương cũng tới rồi, ha ha, không ngờ anh Diệp cũng mời tới không ít khách. Trương Vệ Thanh tiến lên nhìn một cái, thầm nghĩ. Không ngờ người ghê gớm như Lang Phá Thiên mà chú Diệp cũng có thể mời tới được, xem ra lần này đến cũng đáng, lập tức cười nói. Thì ra là cục trưởng Lang cũng quen với chú em Diệp sao? Phải biết rằng cục cảnh vệ trung ương của Lang Phá Thiên cũng trực thuộc văn phòng trung ương, nhưng Trương Vệ Thanh thì biết rất rõ, văn phòng trung ương ngoài nhân vật số 1, cũng chính là bí thư ban bí thư, chủ nhiệm văn phòng trung ương. Phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban biên chế cơ quan trung ương Lý Thanh Hoa ra thì ngay cả lãnh đạo của mình, phó chủ nhiệm Hứa Chính Dương, cấp bậc bộ trưởng cũng không thể sai khiến Lang Phá Thiên được. Bình thường cũng rất khó gặp được Lang Phá Thiên, có gặp được thì mặt cũng lạnh như tiền, ngay cả phó chủ nhiệm như Hứa Chính Dương mà Lang Phá Thiên cũng chẳng thèm chào, mà chính Hứa Chính Dương sẽ phải gật đầu chào Lang Phá Thiên trước, giống như Lang Phá Thiên là lãnh đạo vậy. Chương 965, cứ giả bộ đi. Mới đầu, Trương Vệ Thanh đi theo sau Hứa Chính Dương, thấy thế thì vô cùng tức giận, nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Hứa, cục trưởng Lang thật là vô lễ. Ha ha, đừng tức giận tiểu Trương, người ta có tư cách để kiêu ngạo. Hứa Chính Dương cười nói, không có chút tức giận. Kiêu ngạo thì cũng là thuộc hạ của ngài,
sao có thể vô lễ như vậy, nếu không lát nữa trong hội nghị tổ đảng phải nêu ra, thái độ của một số đồng chí không được đứng đắn mới được. Văn phòng của chúng ta đại diện cho hình tượng của cả quốc gia, không thể loạn quy củ. Trương Vệ Thanh vẫn còn bất mãn, hư giọng nói, y biết Hứa Chính Dương không tức giận, mình cũng phải vì ông chủ Hứa Chính Dương mới được. Cậu không hiểu, ha ha, người ta toàn đi theo mấy lãnh đạo cao cấp nhất, đắc tội với ai thì cũng không được đắc tội với anh ta. Đừng để mất chức rồi còn không biết là tại sao, Tiểu Trương, sau này phải nhìn thấu một chút, văn phòng này nước sâu lắm đấy. Hứa Chính Dương ngừng cười, thận trọng dặn dò. Trương Vệ Thanh cũng cả kinh, cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra Lang Phá Thiên suốt ngày đi theo sau chín ông lớn trong Bộ Chính trị Trung ương. Chủ nhiệm Hứa nói rất thấu đáo, người ta nói lính canh cổng của Phủ Tể Tướng cũng là quan thất phẩm, những người như vậy không thể đắc tội được. Đương nhiên là quen, tôi và anh ấy đã kết nghĩa anh em, đánh cược với nhau, tôi đã thua, gọi là anh Diệp, nhưng Lang Phá Thiên tôi gọi tâm phục khẩu phục. Diệp Phàm Vĩnh Viễn là anh em ruột của Lang Phá Thiên tôi. Lang Phá Thiên cũng không phải người ngốc, biết Thiết Chiếm Hùng đang trải đường cho Diệp Phàm, anh ta cũng không tiếc công đẩy thêm một bước, giúp Diệp Phàm một tay. Đối với Diệp Phàm mà nói, vị trí của Trương Vệ Thanh rất đặc biệt, sau này có lẽ sẽ rất có tác dụng. Ha ha, thật không ngờ, tôi và chú em Diệp cũng đã sớm quen nhau, chú em Diệp là bạn bè đáng để kết giao. Trương Vệ Thanh thân mật nói, quay đầu chỉ vào một người trung niên đứng bên cạnh nói. Vị này là bạn tôi, Đường Minh, làm việc ở vụ kinh tế khu vực thuộc Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Xin chào vụ trưởng Đường, tôi là Diệp Phàm ở huyện Ma Xuyên, khu Đức Bình ở tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm giơ tay ra, thực ra hắn cũng không biết Đường Minh có phải là vụ trưởng hay không, nhưng người mà Trương Vệ Thanh đã nhận là bạn bè thì không phải vụ trưởng cũng phải là vụ phó. Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Xin chào. Đường Minh gật đầu chào. Lúc đầu Đường Minh cũng có chút coi thường một chủ tịch huyện như Diệp Phàm, nhưng sau khi nghe Diệp Phàm giới thiệu những người trong sảnh thì sắc mặt Đường Minh đột biến. Thầm nghĩ. Không ngờ, mấy người trong sảnh này không phải thứ trưởng thì cũng là cấp cục trưởng rất có trọng lượng, còn có quân đoàn trưởng, còn Phượng Cương có lẽ là người của Phượng gia, chuyến này đến thật đáng. Sau một phen khách sáo, mọi người cũng trở nên thân quen hơn. Từ miệng Lang Phá Thiên thì mới biết. Bố Chu Vệ Quốc muốn sắp xếp Chu Vệ Quốc vào làm cận vệ của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên cạnh Phượng Bảo Sơn, mục đích chẳng qua là làm 1-2 năm rồi chuyển sang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đây chính là bước đệm để nhanh chóng được đề bạt, có lẽ Chu Vệ Quốc dùng 3 năm là có thể đạt tới tầm vóc mà những nhân viên khác phải công tác ở Ủy ban Kỷ luật thì 10 năm mới có thể đạt được. Còn chuyện chuyển từ phó lên trưởng của Phượng Đại Sơn cũng không khó, chỉ cần Lang Phá Thiên chịu gật đầu là xong. Sau khi nghe Diệp Phàm nói xong, Lang Phá Thiên nhanh chóng gật đầu tại chỗ. Tuy nhiên, giây lát sau Lang Phá Thiên cũng lập tức nói. Anh Diệp, tôi cũng không có yêu cầu gì nữa, chúng ta là anh em, anh giúp tôi đào tạo một cao thủ ngũ đẳng là được. Người tôi đã chọn xong rồi. Diệp Phàm tuy xót của, nhưng cũng đành gật đầu, thầm mắng trong lòng, còn không có yêu cầu gì, yêu cầu này của cậu người thường có thể làm nổi không? Phượng Cương vốn là sư đoàn trưởng một sư đoàn ở tập đoàn quân số 5 thuộc quân khu Bắc Kinh, vẫn luôn muốn điều đến trung đoàn đặc nhiệm Hồng Lang, nhưng quân đoàn trưởng Đằng Vân Khải không chịu nhả người ra, mà bên trung đoàn đặc nhiệm Hồng Lang cũng chưa lo xong. Đừng thấy Phượng lão uy thế rất lớn, nhưng những việc nhỏ này ông cụ lại không muốn ra mặt. Hơn nữa, chủ yếu là Đằng Vân Khải không thuộc tân hệ, nên Phượng lão không thể chịu mất mặt đi xin một tiểu bối. Do vậy nên việc này vẫn cứ vướng ở đó. Bây giờ phó tư lệnh thứ nhất của quân khu Bắc Kinh là Trung tướng Triệu Quát, việc này đương nhiên là kết quả thỏa hiệp của hai phái của phó chủ tịch quân ủy Triệu Bảo Cương và chủ tịch Trấn Sơn Hà. Đoàn đặc nhiệm Hồng Lang trực thuộc quân khu Bắc Kinh quản lý, không thuộc bất cứ đội quân nào ở dưới, mà tân hệ lại không bố trí bất cứ người nào có trọng lượng ở quân khu Bắc Kinh. Bắc Kinh là thủ đô, vị trí vô cùng quan trọng, là chủ tịch nước trước hết phải nắm được chỗ này, chắc chắn không thể để người khác nhòm ngó được. Cho nên quân khu này thực ra do Tiền Thành Đông của Hải Phái và Triệu Quát của Kinh Phái Bắc Viên Hệ nắm giữ. Tiền Thành Đông là ủy viên quân ủy kiêm tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Triệu Quát là phó tư lệnh thứ nhất. Vừa rồi nhìn thấy quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ 5 Đằng Vân Khải, Phượng Cương đương nhiên là lập tức tiến lại gần, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đằng Vân Khải liếc nhìn Diệp Phàm đang nói chuyện với Thiết Chiêm Hùng ở không xa một cái, nói.
cô gái bên trái Diệp Phàm hình như là em gái cậu thì phải. Vâng, em gái tôi, Khuynh Thành. Phượng Cương gật đầu cười. Cô ấy là bạn của Diệp Phàm. Đằng Vân Khải nhìn thấy thái độ của Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên với Diệp Phàm, không khỏi coi trọng. Vẫn thầm buồn bực, một chủ tịch huyện nhỏ bé thì sao có thể khiến những nhân vật như Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên coi trọng như vậy? Hình như còn thêm Trương Vệ Thanh ở văn phòng Trung ương nữa. Lẽ nào gã họ Diệp này là thân thích của nhân vật cấp cao nào ở Trung ương, nhưng quan chức cấp cao ở Trung ương hình như không có ai họ Diệp thì phải. Có lẽ là nhà mẹ cũng nên. Không phải. Phượng Cương quả quyết. Không phải, vậy thì lạ rồi, ha ha. Đằng Vân Khải cười khan, không nói gì nữa. Cái này, nói thật, Khuynh Thành là bị ông nội nhà tôi ép tới. Phượng Cương vẻ mặt khó coi, cảm thấy rất mất mặt. Phượng lão nhà cậu, còn ép nữa. Đằng Vân Khải sắc mặt khẽ biến, thầm nói, gã họ Diệp này rốt cuộc lai lịch thế nào, không ngờ có thể khiến một nhân vật tầm cỡ như Phượng lão phải ép cháu gái mình đi theo. Đương nhiên, Đằng Vân Khải tuy nghi hoặc nhưng tuyệt đối không để lộ ra, chợt hỏi. Cô gái bên phải kia cậu có biết không? Không rõ lắm. Phượng Cương lắc đầu. Anh Thiết, anh gọi Kiều Viên Viên tới sao? Diệp Phàm hỏi. Không, tôi gọi cô ấy làm gì, chú em không gọi tới, tôi gọi tới làm gì chứ? Thấy không, bây giờ khó chịu rồi phải không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Nhưng vừa rồi cô gái bên trái là ở đâu ra thế? Lợi hại thật, mới tới Bắc Kinh 2 ngày đã kiếm được 2 cô xinh đẹp như vậy, đại ca bội phục. Cô bé của Phượng gia, em từng cứu mạng của cô ấy, bây giờ lấy thân báo đáp, ha ha. Diệp Phàm cười lớn, khoác lác. Phượng gia, lẽ nào, là Phượng gia nào? Thiết Chiêm Hùng khóe mép khẽ co giật. Ừ, Phượng gia ở Bắc Kinh. Diệp Phàm cười nói. Lợi hại thật chú em, có chỗ dựa lớn như vậy, sau này chú em đừng quên anh nhé. Thiết Chiêm Hùng vung ra một cú đấm, khiến Diệp Phàm không khỏi đau nhức. Có gì dựa chứ, một ông già hết thời. Diệp Phàm cười nhạt. Ông già hết thời, nhóc con, bảo tôi phải nói thế nào mới được chứ. Lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, lẽ nào cậu không hiểu sao? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt nghiêm túc, nói. Có lẽ có chút năng lượng, nhưng em không dựa vào được, có lẽ anh mà đưa cho cô bé kia một con dao, cô ta sẽ còn cho em một nhát nữa cũng nên. Diệp Phàm vẻ mặt khổ sở. Lẽ nào bị cậu ép đến đây? Thiết Chiêm Hùng đầu óc nhanh nhẹn, vừa nghĩ đã hiểu ra, đột nhiên rất có hứng thú, hai mắt mở to ra không ít. Ha ha! Diệp Phàm chỉ cười không đáp. Giả vờ, cậu cứ giả vờ đi. Thiết Chiêm Hùng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nhưng cô y tá bên phải đáng thương rồi, e rằng chỉ có thể làm vợ bé cho cậu thôi. Nói thật, cô y tá kia càng đáng yêu hơn. Chú em không được bạc đãi người ta nhé. Sau này phải mua một ngôi biệt thự mà nuôi, từ dung mạo khí chất mà nói thì hai cô khó phân cao thấp. Kiều Viên Viên mềm mại như nước, Phượng Khuynh Thành lạnh lùng hững hờ, người thế này mà lấy làm vợ cả thì chú em tha hồ mà chịu đựng. Cô y tá kia vẫn tốt hơn, nhưng điều kiện của cậu thì chọn cô Phượng vẫn tốt hơn, tuy có chút lạnh lùng, chú em coi như ngủ với một khối băng là được. Dù sao trong nhà hồng kỳ treo, bên ngoài cờ may bay là được. Thiết Chiêm Hùng cũng bị nhầm, vẫn coi Kiều Viên Viên như cô y tá của Diệp Phàm. Ha ha, nói những việc này vẫn còn quá sớm, em chưa có ý đó. Nhưng nói thật, hai cô này là đẹp nhất trong những người em đã gặp. Trái ôm phải ấp thì em cũng thích, nhưng khó gặm quá, nuốt không trôi. Diệp Phàm lắc đầu. Việc ở bộ giao thông đã làm xong chưa? Thiết Chiêm Hùng chuyển đề tài. Giao cho ông Chu kia đi làm rồi, nghe nói con trai cả của ông ấy là thứ trưởng thường trực bộ giao thông, việc này ông ta mà chịu bỏ công sức ra thì chắc sẽ thành. Diệp Phàm nói, vẻ mặt không hề thoải mái, việc này nói thì dễ, làm thì khó tựa lên trời. Thôi bỏ đi, nếu không được thì cậu trực tiếp tìm gặp Phượng lão đi, cũng chính bởi vậy mà anh bảo cậu cưới cô gái lạnh lùng kia đấy. Việc này của cậu, anh không giúp gì được, quan chức của bộ giao thông anh chẳng biết gì. Chẳng quen ai cả. Thật sự không được thì Trương Vệ Thanh cũng có thể dùng tạm, y làm ở văn phòng Trung ương, có lẽ có quen biết với nhân vật có trọng lượng ở Bộ Giao thông. Còn có gã ở Ủy ban Kế hoạch nữa, trọng lượng cũng không nhẹ đâu. Thiết Chiêm Hùng nói, hai người chạm với nhau một ly. Để sau đi, có lẽ Chu gia có thể làm được. Diệp Phàm gật đầu,
lập tức lại nói. Thực ra, cũng không cần tìm Phượng lão, em còn có một chỗ để đi. Đi đâu? Thiết Chiếm Hùng hỏi, có chút không tin. Phó Chủ tịch Triệu, lúc trước khi em rời Thủy Châu ông ấy có nói em lần này lập công lớn, quân ủy nợ em một lời nữa, hi hi, nếu thực sự không được thì em mặt dày đi đến Triệu ra một chuyến vậy. Diệp Phàm cười nói, thằng nhóc cậu giỏi đấy, ngay cả ông già Triệu Bảo Cương cũng hạ được. Ông già đó, nhắc đến lại tức giận. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt đen như đít nồi. Chương 966, phòng giám sát thứ 5 thuộc Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lẽ nào anh Thiết chịu thiệt? Diệp Phàm nói, trong lòng thấy buồn cười, cảm thấy Thiết Chiêm Hùng có lúc cũng như trẻ con, xem ra ai cũng có lúc như thế cả. Lần đó tổ đặc nhiệm A bị chết người là do Cục Tình báo quân đội có sơ suất, tôi đi đập bàn của Cục Tình báo quân đội, ai ngờ bị Triệu Bảo Cương nhìn thấy, bị phạt đứng nửa ngày, buồn vệ sinh mà cứ phải nhịn, suýt nữa thì đi ra quần. Thiết Chiêm Hùng tự nói việc xấu hổ ra, suýt nữa thì khiến Diệp Phàm cười vỡ bụng. Cười cái gì, thằng nhóc con, người ta là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, không thể so được. Thiết Chiêm Hùng tự chế giễu. Có cười đâu, có gì buồn cười đâu. Diệp Phàm nói. Chú em, anh trai tôi ở Nam Phúc, lúc trước cậu nói có cách thuyết phục Quách Phác Dương, nếu có cách thì cậu nhanh nghĩ cách đi. Tôi trước đây đã đắc tội với Quách gia, bây giờ có mặt dày thì cũng không thể đi xin được. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Được. Anh của anh Thiết cũng là anh của em, thằng em nhất định sẽ làm hết sức. Diệp Phàm gật đầu. Được, anh tôi rất cứng nhắc, sau này cậu cũng không cần sợ anh ấy, có việc gì cứ tìm anh ấy khẩu xà nhưng tâm Phật. Thiết Chiêm Hùng vỗ vai Diệp Phàm. Nhưng cậu cũng phải cố gắng đưa Ma Xuyên phát triển lên, còn phải nghĩ cách thay chữ quyền kia đi mới được, nếu không thì vẫn chưa phải là vua chúa một phương. Việc này tôi thấy cậu phải đi tìm Lão Tề, chỉ có Lão ấy mới có thể giúp cậu. Tin rằng người đứng đầu địa khu cũng phải nể mặt lão ấy. Việc này không thành vấn đề, chú Tề rất tốt với em, nhưng có lẽ trước mắt không được, thời gian ít quá, một năm sau xem thế nào. Diệp Phàm gật gật đầu. Phó chủ nhiệm phòng giám sát thứ 5 thuộc Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý Long lúc này đứng lên, giơ một chén rượu đi đến trước mặt Diệp Phàm, nói. Bí thư Diệp, tôi kính anh một chén. Cảm ơn phó chủ nhiệm Lý, lẽ ra tôi phải mời anh trước mới đúng. Vừa rồi mải nói chuyện với anh Thiết, thật ngại quá, thất lễ. Diệp Phàm cười nói, biết rằng Thượng tướng Lý Khiếu Phong đã về hưu của tổ đặc nhiệm A bảo con trai tiếp cận với mình, có lẽ là cũng có ý. Không được, bố tôi nói rồi, bí thư Diệp là nam nhi thực sự, ngay cả bố tôi cũng rất khâm phục anh. Vẻ mặt Lý Long rất nghiêm túc. Ha ha, vậy thì cả hai cùng uống cạn một ly, không cần biết ai kính ai. Mọi người đều là anh em, không cần phải như vậy. Thoải mái một chút. Thiết Chiêm Hùng cười phóng khoáng. Keng. Hai người cùng uống cạn một chén, Lý Long rút danh thiếp ra nói. Đây là điện thoại nhà tôi, điện thoại của cá nhân tôi, địa chỉ cũng có rồi. Bí thư Diệp nhớ tới chơi nhé. Lý Long cười, ngay cả Trương Vệ Thanh và vụ trưởng Đường Minh ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cũng cảm thấy khó hiểu, người này tỏ ra rất cung kính với Diệp Phàm. Hai người lại nghi hoặc. Lý Long hình như là phó chủ nhiệm của cơ quan nào đó, có lẽ không phải là chủ nhiệm cấp phòng. Trương Vệ Thanh liền đi tới, cười nói. Chú em Diệp, vị này là... Anh Lý Long, hình như là công tác ở phòng giám sát thứ 5 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ha ha. Diệp Phàm cười nói, sớm đã nghe Thiết Chiêm Hùng nói qua rồi. Chào chủ nhiệm Lý, tôi là Trương Vệ Thanh, công tác ở văn phòng Trung ương, đây là điện thoại của tôi. Trương Vệ Thanh không chút do dự, Đường Minh cũng đi tới, cái danh Ủy ban Kỷ luật quá oai phong, có thể kết giao với nhân vật như vậy tuyệt đối có lợi. Đêm đó, Diệp Phàm cũng có không ít thu hoạch, ít nhất thì cũng thu được mấy tấm danh thiếp, bất kể là thế nào, bước đầu coi như kết giao thêm vài người bạn. Trong biệt thư Tây Viên, thế nào Phượng Cương, lời của ông không sai chứ? Phượng Thiên Diêu nheo mắt ngồi trên sofa nói. Dạ, cũng có chút trọng lượng. Phượng Cương vẫn không muốn thừa nhận, chỉ khẽ gật đầu. Có chút trọng lượng thế nào, nói nghe xem nào, quen với những ai. Bố của Phượng Cương là Phượng Húc Quốc, đang là Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng có chút hứng thú hỏi. Một chủ tịch huyện nghèo rất mùng tơi thì có thể quen được ai cơ chứ, toàn đồ vớ vẩn. Phượng Khuynh Thành ở bên cạnh tức giận nghiến cả răng lại, giọng điệu rất bất mãn.
nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tên khốn này, không ngờ lại còn định trái ôm phải ấp, bản cô nương quyết không để yên đâu. Nhưng cô Kiều Viên Viên kia rốt cuộc lai lịch thế nào, hình như khí chất không hề thua mình, có lẽ cũng là tiểu thư khuê các của gia đình nào ở Bắc Kinh. Sao lại nói vậy Khuynh Thành, chủ tịch huyện mà là hạng vớ vẩn sao? Con xem người ta mới hơn 20 tuổi đã là chủ tịch huyện rồi, lại còn là quyền bí thư nữa, không nói gì khác, ngay cả những công tử thiếu gia xuất thân từ danh gia vọng tộc như chúng ta cũng không có mấy người được như vậy. Phượng Húc Quốc nhíu mày mắng. Chẳng phải chỉ là một chủ tịch huyện hay sao, bố, đến nỗi thế sao? Phượng Cương cũng bênh cho em gái. Rốt cuộc là gặp những ai? Hừ. Phượng Húc Quốc hừ nói. Một thứ trưởng bộ công an, một người là quân đoàn trưởng tập đoàn quân, một người là phó chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật trung ương, một người là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương, một người là cục trưởng cục thư ký văn phòng trung ương, một người là vụ trưởng vụ kinh tế ủy ban kế hoạch. Phượng Khuynh Thành cả buổi tối đều cảm thấy nhàm chán, nên lắng tai nghe lại chức vụ của tất cả mọi người. Phượng lão không có phản ứng gì, nhưng khóe mắt Phượng Húc Quốc thì giật giật mấy cái, ánh mắt có chút kinh ngạc, liền hỏi. Đều là những người nào, Khuynh Thành, nói rõ xem nào. Thứ trưởng Bộ Công an tên là Thiết Chiêm Hùng, Diệp Phàm gọi là Anh Thiết. Cục trưởng Cục Cảnh vệ tên là Lang Phá Thiên, là lãnh đạo trực tiếp của anh Đại Sơn, Diệp Phàm gọi là chú em Lang. Quân đoàn trưởng tập đoàn quân tên là Đằng Vân Khải, là lãnh đạo trực tiếp của anh trai. Ông thư ký tên là Trương Vệ Thanh, Diệp Phàm gọi ông ta là anh Trương. Còn về vụ trưởng của Ủy ban kế hoạch thì do Trương Vệ Thanh giới thiệu. Kỳ quái nhất chính là Lý Long ở phòng giám sát, hình như rất cung kính với Diệp Phàm, còn nói bố anh ta rất khâm phục Diệp Phàm, nói cái gì mà nam nhi thực sự. Cái gì mà nam nhi thực sự, rõ ràng là một tên lưu manh, lại còn chơi trò trái ôm. Phượng Khuynh Thành nói đến đây đột nhiên cảm thấy câu này không thể nói được, vội vàng dừng lại. Cái gì mà trái ôm? Phượng Thiên Diêu đột nhiên mở mắt ra hỏi. Khuôn mặt Phượng Khuynh Thành đỏ bừng, không nói. Ông đang hỏi con đấy, Khuynh Thành. Phượng Húc Quốc có chút nóng nảy. Không biết, con nói sai rồi. Khuôn mặt Phượng Khuynh Thành càng đỏ. Trái ôm phải ấp, có gì mà không dám nói, thằng nhóc đó còn dám nghĩ đến Xuân Thu Đại Mộng. Phượng Cương ở bên cạnh hừ nói. Trái ôm phải ấp, là ý gì? Phượng Húc Quốc có vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào con gái Phượng Khuynh Thành. Còn một cô gái nữa là ai? Phượng Thiên Diêu hỏi. Gọi là Kiều Viên Viên, con cũng không biết là từ đâu tới. Phượng Khuynh Thành nhỏ giọng lẩm bẩm, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Con và cái cô Kiều Viên Viên kia, cùng Diệp Phàm chơi trò trái ôm phải ấp, thật không biết xấu hổ. Phượng gia sao lại có người như con? Phượng Húc Quốc suýt nữa thì tức nghẹn thở, chỉ Phượng Khuynh Thành mà nói không ra lời. Cái gì mà trái ôm phải ấp, đều là do Lang Phá Thiên nói. Con sẽ không để Kiều Viên Viên sống dễ chịu đâu, hừ. Phượng Khuynh Thành thấp giọng hừ nói. Kiều Viên Viên, không phải là của Kiều gia chứ? Phượng Thiên Diêu nói. Kiều gia nào? Phượng Khuynh Thành đột nhiên bừng tỉnh. Mãi vẫn không đoán ra lai lịch của Kiều Viên Viên, nghe thấy ông nói vậy thì có chút nóng nảy. Phụ nữ vẫn luôn có tâm lý so bì mà. Kiều gia, còn có Kiều gia nào nữa? Ngoài Kiều Viễn Sơn ở ban tổ chức trung ương thì còn có Kiều gia nào đáng để chúng ta chú ý nữa? Phượng Húc Quốc hừ lạnh, trầm ngâm một lúc, nói. Thằng nhóc này cũng không vừa, muốn một tay bắt cả con gái của Kiều gia và Phượng gia chúng ta, hừ. Cái gì mà một tay bắt cả? Bố, bố nói gì thế, thật là khó nghe. Con đâu có để ý đến tên nhà quê đó, con vẫn chưa tốt nghiệp mà. Phượng Khuynh Thành bất mãn bĩu môi. Ha ha, không nói nữa, Khuynh Thành nhà ta xinh đẹp làm say đắm hết con trai trong thiên hạ, thằng nhóc đó không xứng. Phượng lão đột nhiên cười lớn, rồi hỏi. Việc của Đại Sơn, Diệp Phàm nói thế nào? Nói là việc của chú tể của anh ta chỉ trong hai ngày hôm nay thôi. Phượng Khuynh Thành nói, lá gan không nhỏ, còn dám nói điều kiện với Phượng gia chúng ta, xem ra lông cánh hắn thật sự làm bằng sắt thép đây. Phượng Húc Quốc nhíu mày, hừ nói, vô cùng không hài lòng. Ừ, một anh chàng thú vị, vậy hãy để hắn thấy năng suất làm việc của Phượng gia chúng ta. Tề gia của Tề Chấn Đảo ở Giang Nam vẫn có ảnh hưởng rất lớn, chúng ta vẫn muốn có tiếng nói ở Nam Phúc, ta thấy Tề Chấn Đảo là một sự lựa chọn rất tốt. Trang Thế Thành địa vị quá thấp, ta
tạm thời chưa thể trọng dụng. Phượng Thiên Diêu vuốt râu nói. Bố, nghe nói Tào gia và Cố gia liên minh, lần này ở tỉnh Nam Phúc muốn đưa Tống Sơ Kiệt lên, Tống Sơ Kiệt là con rể của Tào gia, chúng ta lại chen ngang e rằng. Phượng Húc Quốc có chút lo lắng. Hừ, Húc Quốc, gan phải lớn, nhìn trước ngó sau thì không thể có tiền đồ. Nếu để Tống Sơ Kiệt lên, sau này ở Nam Phúc, trong tỉnh ủy sẽ có Cố Phong Sơn và Tống Sơ Kiệt, cả hai đều là bí thư, tin rằng Quách Phác Dương và Chu Thế Lâm đều không muốn nhìn thấy kết cục đó. Phượng Thiên Diêu hừ nói, khí thế tỏa ra ghê người. Ừ, tỉnh Nam Phúc có 4 bí thư, liên minh Tào Cố chiếm 2, Quách Phác Dương sau này liệu có còn muốn mở hội nghị bí thư nữa không? Nếu mà mở cuộc hội nghị bí thư thì phải hợp tác với Chu Thế Lâm, như vậy cũng chỉ có thể hình thành cục diện 22. Huống hồ Quách Phác Dương và Chu Thế Lâm vì việc Hứa Vạn Sơn đột nhiên bị mất chức mà đã thành thế nước đối lửa, có lẽ Chu Thế Lâm vẫn luôn nghi ngờ là Quách Phác Dương ngấm ngầm hạ thủ. Nhưng việc này cũng có chút kỳ quái, Hứa Vạn Sơn sao lại đột ngột bị giáng chức, hơn nữa, kết cục còn rất thảm. Phượng Húc Quốc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ha ha, việc này nói ra có lẽ con không tin, nhưng vẫn có liên quan tới anh chàng Diệp Phàm kia. Phượng Thiên Diêu đột nhiên cười, cười rất quỷ dị. Sao có thể chứ, Diệp Phàm cấp bậc thế nào, sao có thể liên quan đến Hứa Vạn Sơn? Phượng Húc Quốc căn bản không tin, nhưng ông ta cũng biết ông cụ sẽ không vô cớ nói vậy. Ta cũng vừa biết việc này, hình như là có liên quan đến một vụ án điệp vụ tình báo, khi đó Diệp Phàm đang trên đường đi Thủy Châu, bất ngờ cứu được một điệp viên bí mật của Cục Tình báo quân đội, nghe nói có tình báo bí mật cấp đặc biệt phải đưa đi, điệp viên đó đã bị trọng thương, vì bí mật quốc gia. Con trai của Hứa Vạn Sơn bị Diệp Phàm tông suýt chết, Hứa Vạn Sơn tức giận liền đưa người đi ngăn Diệp Phàm lại, định bắt người, con đoán xem anh chàng đó đã làm gì. Phượng Thiên Diêu vẻ mặt thần bí nói. Chương 967, trò chơi của tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Con không đoán ra được. Phượng Húc Quốc lắc đầu, không dám đoán. Giơ tay chân đấm đá Hứa Vạn Sơn, khiến Hứa Vạn Sơn mất 2 răng cửa, nghe nói còn gãy chân. Tên nhóc này cũng gớm thật, ngay cả thường vụ tỉnh ủy cũng dám đánh. Ha ha, là một nhân tài. Phượng Thiên Diêu vẻ mặt tán thưởng. Phượng Cương ở bên cạnh đã sớm há hốc mồm, thầm nhủ thật ghê gớm. Còn Phượng Khuynh Thành thì âm thầm kinh hãi, nhưng miệng thì vẫn hừ nói. Một kẻ lỗ mãng, không thể trọng dụng. Ai bảo thế, đó là khí thế hào kiệt, một kẻ kiêu hùng trẻ tuổi, con gái, con không hiểu được đâu. Phượng Húc Quốc lên tiếng dạy dỗ. Cho nên, anh chàng đó kiêu ngạo cũng có lý do để kiêu ngạo. Phượng Cương, phải học hỏi người ta kiêu ngạo mà chẳng bị làm sao cả, việc như thế này đã bị quân ủy dẹp đi, chỉ có mấy nhân vật tầm cỡ trong thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc là biết, những người khác đều không biết gì cả. Mấy người nghe thì cũng biết vậy, đừng nói gì ra ngoài, cơ mật quốc gia không thể coi là trò trẻ con. Đúng là anh chàng may mắn. Phượng Thiên Diêu cười nói. Lập tức bộ mặt lại rất nghiêm túc. Chúng con hiểu. Phượng Húc Quốc gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua người con gái mình. Vậy bố, chuyện của Tề Chấn Đào bố ra mặt chứ? Cần ta ra mặt sao? Đầu đất, việc lần này thực sự rất thuận lợi, ban tổ chức trung ương không ngờ lại đoàn kết hiếm thấy, cùng phủ quyết Tống Sơ Kiệt do hai nhà Tào, Cố đưa lên, có người lại đưa Tề Chấn Đào ra, lẽ nào còn không lên được sao? Lần này đúng là ngồi không hưởng lợi. Phượng Thiên Diêu nói, nhấp một ngụm trà, dáng vẻ rất nhàn tản. Dạ, hai nhà Tào Cố có thế đoạt quyền tại Nam Phúc, khí thế quá mạnh mẽ khiến người khác đố kỵ, đáng chết lắm. Có lẽ Quách gia, Trấn gia, Triệu gia sẽ không ngần ngại gật đầu. Sướng thật. Phượng Húc Quốc cười nói, tâm trạng cũng rất tốt. Ừ, uy quyền của bí thư tỉnh ủy vẫn cần được duy trì, bí thư đại diện cho đảng, không thể vi phạm sự lãnh đạo của đảng. Tào Cố hai nhà định chơi trò bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng chơi quá tay rồi. Có hai bí thư trong tỉnh ủy thì bí thư tỉnh ủy còn làm gì nữa? Nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện tình trạng này, chỉ có thể nói là Tào Cố hai nhà liên kết quá nôn nóng, quá mạnh mẽ, có người nhìn không vừa mắt, ra tay kìm hãm. Ôi, cây to dễ gặp gió lớn, đạo lý này đúng thật, ở đâu thì cũng không thể một tay nắm hết quyền hành, cũng phải có chút cân bằng mới được. Nếu không quyền lực sẽ quá mức tập trung, chuyên quyền độc đoán không phải là thứ đảng có thể cho phép. Làm quá tay rồi. Ánh mắt Phượng Thiên Diêu chỉ trong chốc lát như có thể nhìn thấu cả vòng trời xa thẳm. Cũng khó trách bọn họ,
người chủ trì đại cục của Tào, Cố hai nhà cũng sắp nghỉ rồi, chỉ trong hơn một năm nữa, bọn họ đương nhiên muốn chiếm thêm vài vị trí, nếu không đợi Tào Mộng Đức và Cố Thiên Long mà nghỉ, Tào Cố hai nhà muốn phục hưng cũng khó. Phượng Húc Quốc thở dài, có vẻ như đồng cảm với những người hai nhà kia. Thật ra Phượng gia chẳng phải cũng như vậy sao, từ sau khi ông cụ nghỉ, thực lực chắc chắn không bằng khi xưa được. Hiện tại người có vai vế nhất trong Phượng gia cũng chỉ là anh của Phượng Húc Quốc là Phượng Triều Dương, là bí thư đương nhiệm của tỉnh An Đông. Còn tân phái của Phượng gia cũng không có ai có thể vào được trong thường vụ bộ chính trị, cao nhất cũng chỉ có bí thư thành ủy thành phố Tân Môn là vào được trong ủy viên bộ chính trị mà thôi. So với thời ông cụ Phượng Thiên Diêu còn tại vị thì thực lực đã giảm mạnh, Phượng gia đã cảm nhận thấy nguy cơ suy yếu, nếu không chấn hưng thì rất có khả năng sẽ bị rơi xuống danh sách gia tộc hạng 2 ở Bắc Kinh. Trước mắt đã tụt xuống cuối danh sách gia tộc hạng nhất ở Bắc Kinh, không còn vẻ tươi sáng như người ngoài vẫn nhìn thấy nữa. Sáng hôm sau, Diệp Phàm ngủ nướng một giấc, lâu lắm rồi không được ngủ thoải mái như vậy. Buổi chiều đến chỗ Phong Thanh Lục thì phát hiện ra Tề Chấn Đào vẫn còn đi lại trong đại sảnh. Vừa thấy Diệp Phàm đến, Tề Chấn Đào đã không còn vẻ trầm tĩnh như bình thường, hỏi. Thằng nhóc, có tin gì chưa? Vẫn chưa rõ, nhưng chú Tề yên tâm, cháu thấy có 6 phần chắc chắn. 6 phần, khó nói lắm. Tống Sơ Kiệt là con rể của Tào gia ở thủ đô, hiện tại nghe nói có quan hệ rất thân mật với Cố gia, còn chuẩn bị kết hôn để tăng cường sự liên kết. Ôi! Phong Thanh Lục ở bên cạnh thở dài. Chủ yếu là người ta đã sớm ra tay rồi. Chú Tề của cháu cho dù có Phượng gia giúp đỡ thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Phượng gia đột nhiên chen ngang cũng khó, nhưng nếu không được thì đành vậy, sau này lại chờ cơ hội vậy. Hôm qua bác cả chẳng phải tới rồi sao, lẽ nào không chuyển lời gì? Diệp Phàm không kìm được hỏi, bác cả mà hắn nói đương nhiên chính là anh cả của Tề Chấn Đào, hiện đang là chủ tịch tỉnh Giang Đô Tề Phóng Hùng. Tiểu Diệp, có những việc cháu nghĩ quá đơn giản, Phóng Hùng là chủ tịch tỉnh. Ở bên dưới thì thấy rất oai phong. Nhưng cháu nghĩ xem, ở Bắc Kinh có bao nhiêu bộ trưởng, lại còn thứ trưởng thường trực, phó bí thư cũng đều là quan hàm bộ trưởng, cùng cấp với Phóng Hùng. Hơn nữa ở Bắc Kinh còn có ưu thế địa lý, cháu từ dưới lên cầu cạnh người ta, nói thật, một chủ tịch ở dưới mà đến những bộ quan trọng thì một anh trưởng phòng còn con có khi cũng dám hoạnh hoẹ. Phong Thanh Lục nhất thời coi Diệp Phàm như tiểu bối. Mãnh Long cũng khó địch lại được rắn gần nhà. Mẹ kiếp! Thời buổi mẹ gì thế này? Tề Chấn Đào đập mạnh vào một cây cột sắt ở bên cạnh, phát ra tiếng kêu ong ong, nghiến chặt răng, có vẻ cũng khá đau. Huống chi, lần này tranh chấp vị trí phó bí thư tỉnh Nam Phúc không chỉ có Tề Chấn Đào và Tống Sơ Kiệt, có không dưới 30 người tranh đua, trong đó có 6 người rất có thực lực. Chấn Đào, nói câu khó nghe một chút, trong 6 người này tôi cũng không đánh giá cao Tề Chấn Đào. Tối qua Phóng Hùng đi cả tối mà cũng không tìm được ai có tiếng nói có trọng lượng một chút. Phong Thanh Lục cũng không ngại đả kích em rể Tề Chấn Đào, nói. Thôi vậy, Bắc Kinh là nơi rất khó lường. Ôi, không được thì đành đợi lần sau vậy. Tề Chấn Đào có biệt hiệu Tề Đại Pháo nhưng lúc này cũng ngán ngẩm cúi đầu, khiến Diệp Phàm nhìn mà muốn cười, thầm nghĩ, lãnh đạo rất điềm tĩnh cũng chỉ là biểu hiện cho cấp dưới nhìn mà thôi, cũng đều là thể diện cả. Phong Bạch Tuyết lặng lẽ xuống pha trà, liếc nhìn Diệp Phàm một cái nhưng không nói gì, nhưng thái độ với Diệp Phàm bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí nhìn thấy Diệp Phàm là tươi tỉnh hẳn lên, Diệp Phàm đương nhiên biết là người ta để ý đến viên thuốc của mình. Một người rầm rập đi vào, chính là Tề Phóng Hùng. Thế nào? Phong Thanh Lục vẻ mặt trầm tĩnh, vừa thấy Tề Phóng Hùng vào liền hỏi. Tề Phóng Hùng liếc Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm thấy vậy vội nói. Cháu có việc đi trước. Đi cái cứt, thằng nhóc cậu ở lại. Tề Chấn Đào hừ nói, Diệp Phàm đành ngượng ngùng ở lại, thực ra hắn cũng không hề muốn đi, có thể nghe được chút tin tức, học tập chút kiến thức quan trường cũng không tồi. Tôi tìm một người bạn ở ban tổ chức trung ương, nói là việc này sáng nay bàn bạc, có lẽ chiều có kết quả. Nhưng tình hình bàn bạc thế nào thì bạn tôi không rõ, cũng khó trách hắn, bởi hắn không phải là nhân vật trung tâm của ban tổ chức trung ương. Tề Phóng Hùng vẻ mặt không hề lạc quan. Ôi, nếu ông cụ, không nói nữa. Bố của Tề Chấn Đào là Tề Bá Dân trước kia là ủy viên quân ủy trung ương, khi đó Tề Phóng Hùng có thể lên chức chủ tịch tỉnh đương nhiên là kết quả vận động của bố ông ta. Nhưng hiện tại Tề Bá Dân bệnh nặng sắp chết rồi, hơn nữa cũng đã nghỉ bao nhiêu năm, sức ảnh hưởng quá ít.
Tiểu Diệp, chuyện quốc lộ thiên tường chạy thế nào rồi, cậu tới thủ đô hình như chưa làm được việc gì cả. Tối hôm qua đi đâu vậy, có phải đi uống rượu không, bạn bè rượu thịt cũng không ít. Làm việc nghiêm túc một chút, quốc lộ thiên tường mà làm được thì sẽ là vốn chính trị to lớn đấy. Làm quan mà muốn được đề bạt thì quan hệ là đầu tiên, nhưng thực lực cũng không thể bỏ qua được. Gia Cát Lượng rất giỏi giang, nhưng A Đẩu quá ngu dốt, muốn vực cũng không dậy nổi. Tề Chấn Đào chuyển đề tài, thực ra là có ý đồ sâu xa, hôm nay hai anh em hiếm có ngồi được với nhau, cũng là muốn nói cho ông anh Tề Phóng Hùng nghe. Tối qua đi uống rượu với anh Thiết bây giờ chuyển sang Bộ Công an rồi. Diệp Phàm lộ ra chút tin tức, dù sao quan hệ của Thiết Chiếm Hùng và Tề Chấn Đào cũng không tồi. Bộ Công an, làm gì? Tề Chấn Đào hỏi. Nghe nói là thứ trưởng. Diệp Phàm nói. Mẹ nó, lão này đớp phải ruồi rồi, không ngờ đã trở thành thứ trưởng, mấy năm nữa chẳng phải là bộ trưởng rồi sao? Tề Chấn Đào vẻ mặt chua xót. Tề Phóng Hùng kín đáo liếc Diệp Phàm một cái, cảm thấy thằng nhóc này cũng có chút năng lượng, không ngờ có thể xưng anh gọi em với thứ trưởng Bộ Công an, quan hệ đó từ miệng Tề Chấn Đào nói ra thì có lẽ không phải loại quan hệ rượu thịt. Ha ha, anh Thiết còn không muốn đi cơ. Diệp Phàm cười như tự chế giễu. Không muốn cái con khỉ, lời của lão ấy mà cậu cũng tin, đúng là con khỉ. Tề Chấn Đào trong lòng buồn bực, nói cũng rất thô lỗ, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Nhưng cho dù anh ta chuyển sang Bộ Công an thì việc lần này của cậu hình như là ở Bộ Giao thông, anh ta có lẽ cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa Thiết Chiêm Hùng có lẽ còn chưa nhậm chức, trước kia anh ta công tác ở Nam Phúc, quan hệ ở Bắc Kinh cũng không được tốt cho lắm. Anh rể, ở Bộ Giao thông anh có người quen không? Người quen thì có, nhưng vị trí quá thấp, Tiểu Diệp làm đường nối ba tỉnh, không có thứ trưởng thì không thể làm nổi. Cho dù là vụ trưởng thì có lẽ cũng không có tác dụng, tiền đầu tư quá lớn. Phong Thanh Lục lắc đầu. Cái gì mà đường nối liền ba tỉnh, đưa xem nào. Tề Phóng Hùng nhíu mày, hừ nói. Thấy Tề Chấn Đào nháy mắt với mình, Diệp Phàm hiểu ý, lập tức rút phương án hạng mục quốc lộ thiên tường ra. Tề Phóng Hùng liếc nhìn qua, hồi lâu không nói gì. Lúc sau mới nói. Ý tưởng táo bạo, trước kia quan chức của Bộ Giao thông sao không nghĩ tới nhỉ? Nói xong liếc Diệp Phàm một cái, nói. Tiểu Diệp, cơ hội phương án này của cậu được Bộ Giao thông thông qua là không, huống chi, phương án này của cậu căn bản không thể lên đến được bàn của Bộ Giao thông. Tiếc rằng lần này tôi đi vội quá, nếu không đợi lần sau có cơ hội tôi giúp cậu trình lên. Cảm ơn bác. Diệp Phàm cảm ơn. Chương 968, dẫm chân lên người nhà họ Phượng. Ừ, không đúng, không phải cậu tìm tướng quân Tống hay sao? Tề Chấn Đào đột nhiên nhớ đến việc này. Đến tìm rồi, tướng quân Tống nói là chuyện của Bộ Giao thông ông ấy cũng không có cách nào khác. Tuy nhiên, ông ấy nói, có thể dựa vào hậu cần quân đội đứng ra xây dựng nhà lưu niệm ở Bối Diệp Cốc, cấp cho huyện Ma Xuyên chúng cháu 20 triệu. Một phần để tu sửa Bối Diệp Cốc Lang Kiều, một phần để tu sửa đường núi Thiên Sa. Tốt, có thể bỏ ra 20 triệu, cộng với 20 triệu mà cháu đã có từ trước, cũng được 40 triệu rồi. Hay là ông anh góp thêm một chút, đưa cho Diệp Phàm coi như đó là hồng bao gặp mặt đi. Ha ha, nếu không Tề Thiên lại nhặng xị lên với anh đấy. Ha ha, Tề Chấn Đào quỷ dị cười nói. Tính toán giỏi nhỉ. Tỉnh Nam Phúc các người giàu có hơn tỉnh Gian Gờ Đô chúng tôi nhiều, xin tiền, đừng hỏi tôi. Chú không phải là phó chủ tịch thường trực tỉnh hay sao? Cho được bao nhiêu rồi? Tề Phóng Hùng không để chút thể diện cho em trai, nói. Ha ha, em cấp 50 triệu rồi. Tề Chấn Đào bị buộc, đành phải gật đầu. Thế thì tôi sẽ cấp 20 triệu, Tiểu Diệp, hồng bao này cũng không hề nhỏ đâu đấy. Tề Phóng Hùng hiếm hoi nở một nụ cười, nói. Cái thằng nhóc Tề Thiên này, thật là đau đầu. Đã lải nhải với tôi đại ca Diệp Phàm thế nọ, đại ca Diệp Phàm thế kia rồi, tai tôi sinh kén cả rồi. Cái quỷ kế của nó tôi còn không biết hay sao, chẳng qua cũng chỉ muốn tôi cấp chút tiền. Bây giờ thì vừa lòng rồi đúng không? Tề Phóng Hùng có chút đau lòng, lập tức đập 20 triệu, mặc dù ông ta là chủ tịch của một tỉnh, nhưng cũng có chút. Cảm ơn chú Tề, cảm ơn đại bá. Nếu tiền này cháu từ chối thì là bất kính rồi. Ha ha. Diệp Phàm mặt dày mày dạn, hắng giọng cười nói. Tuy nhiên, quốc lộ thiên tường, chuyện Bộ Giao thông tôi cũng tìm người chuyển lên rồi.
chỉ có điều đã được lên bàn thảo luận hay chưa thì tôi không rõ lắm. Tìm ai? Ba người Tề Chấn đảo tròn mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút chấn động. Một ông già họ Chu, tôi cũng không rõ, nghe nói con trai lớn của ông ta tên là Chu Tiến Phong, phó trưởng ban thường trực. Không biết là việc này có thành hay không? Diệp Phàm nói. Được lắm cậu nhóc, được lắm. Tề Chấn đảo vỗ đùi khen, nói. Tề Phóng Hùng và Phượng Thanh Lục đều gật gật đầu. Tuy nhiên, Tiểu Diệp, cậu đến lão Chu cũng không biết là ai mà người ta chịu giúp cậu sao? Phượng Thanh Lục hỏi. Tề Phóng Hùng cũng dựng lỗ tai lên, nếu Diệp Phàm có thể quen người như vậy, về sau qua lại nhiều một chút cũng được, tỉnh nào mà không cần sửa đường cơ chứ? Ha ha, cái này, lúc đó cũng là anh Thiết giúp đỡ. Lão Chu có con trai làm ở Cục Bảo vệ Văn phòng Trung ương, muốn thay đổi vị trí, cho nên anh Thiết ra mặt giúp đỡ. Mà việc này, anh Thiết lại nhắc đến quốc lộ thiên tường, lão Chu vì để cảm tạ cho nên. Diệp Phàm tự nhiên đẩy sang cho Thiết Chiêm Hùng, nếu không, sẽ không dễ giải thích chuyện này. Ừ, việc này lão Thiết có thể giúp đỡ được. Tề Chấn Đào chắc chắn ý kiến này. Tuy nhiên. Diệp Phàm thấy Tề Chấn Đào gấp vì chuyện của mình, muốn rõ trước, nhưng lại khó nói ra. Tuy nhiên cái gì, nói thì nói nhanh lên. Tề Chấn Đào hừ nói. Lúc trước, lão Phượng có một người thân thiết tên là Phượng Đại Sơn, chính là người thanh niên hôm qua dẫn chúng tôi vào. Anh ta hình như là một tiểu đoàn trưởng của Cục Bảo vệ. Chuyện này hình như khá là phiền toái. Nghe nói Cục trưởng Cục Bảo vệ tính cách khá là cứng, ai nói cũng vô dụng. Vừa hay, những chuyện này cùng nhau đến, anh Thiết dẫn tôi đến gặp thủ trưởng của Cục Bảo vệ, tối hôm qua mọi người còn cùng nhau uống rượu. Tôi thuận miệng nói ra chuyện Phượng Đại Sơn, không thể ngờ được, vị thủ trưởng kia liền gật đầu luôn, nói là chuyện nhỏ. Tối hôm qua đi cùng còn có cô Phượng, tôi nói với ông ấy rồi. Bởi vì cô Phượng nói là chuyện Phượng Đại Sơn tôi có thể nói giúp không, bởi vì cô ấy thấy tôi và vị thủ trưởng cu ả Cục Bảo vệ kia khá thân thiết. Tôi đã nói, đợi chuyện của chú Tề xong đã nhất định tôi sẽ nói. Lúc đó cô Phượng liền mất hứng luôn, chuyện này không biết tôi có làm sai không. Diệp Phàm cố ý tỏ vẻ có chút lo lắng. Tề Chấn Đào và Tề Phóng Hùng trong ánh mắt bỗng lóe lên một niềm vui bất ngờ. Tiểu Diệp, không thể tưởng tượng được chuyện của chú Tề mà cháu vẫn còn nhớ. Bất luận là đúng hay sai thì chú vẫn không trách cháu đâu. Tề Chấn Đào cười nói, Tề Phóng Hùng cũng gật gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, bên bộ giao thông vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Phượng Khuynh Thành có điện thoại đến, hừ nói. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang ở chỗ một người bạn. Diệp Phàm thản nhiên nói nơi của Thanh Lục cho anh ta. Phượng Khuynh Thành cung không nói nữa, liền dập luôn điện thoại. Không hiểu ra làm sao cả, lại hỏi cái này. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Ai gọi đến đấy? Tề Phóng Hùng hỏi. Cô bé của Phượng gia gọi đến, hỏi tôi ở đâu rồi dập máy, không hiểu ra sao cả. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chẳng có tin tức đến rồi sao? Phong Thanh Lục lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau vang lên tiếng chuông cửa. Diệp Phàm, bên ngoài có cô gái họ Phượng tìm kia. Phong Bạch Tuyết vẻ mặt lạ lùng gọi Diệp Phàm. Mời cô ấy vào đi. Diệp Phàm hô. Hừ, tự cao tự đại nhỉ. Phượng Khuynh Thành với một chiếc áo lông màu trắng và chiếc áo choàng đen, đi đến trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt mất hứng. Nói cái gì vậy, không thấy chán à? Diệp Phàm chau mày, rất không quen bộ dáng lạnh lùng của Phượng Khuynh Thành. Dường như cô là một con thiên nga, còn tôi là con cóc vậy. Diệp Phàm là một cao thủ sắp lên bát đẳng, cần tiền là có tiền, ạng lưới quan hệ cũng dần dần dày lên, cho nên, không vừa mắt cái bộ dạng của Phượng Khuynh Thành. Phụ nữ mà, nên theo hình mẫu của Kiều Viên Viên. Ở trước mắt người khác cô kiêu ngạo thế nào cũng được, nhưng ở trước mặt tôi thì phải ngoan một chút mới phải. Lời nói của Diệp Phàm khiến Tề Phóng Hùng và Tề Chấn Đào âm thầm toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ đúng là đồ điếc không sợ súng, đại tiểu thư nhà họ Phượng mà cậu cũng dám to tiếng như vậy sao? Anh! Phượng Khuynh Thành tức giận, lớn thế này rồi chưa có ai dám như thế với mình, bỗng chốc khoang mắt cô rơm rớm nước mắt. Ha ha, Tiểu Diệp, đừng như vậy nữa. Cô Phượng, mời ngồi. Tề Chấn Đào vội nói, muốn làm dịu đi một chút. Dù sao, Phượng Khuynh Thành này, ngoại trừ bề ngoài lạnh lùng một chút ra, còn lại tốt hơn nhiều so với những đại tiểu thư khác ở đất thủ đô này. Hừ, chúng tôi đang nói chuyện ông chen ngang vào làm gì?
Phượng Khuynh Thành không ngờ giận cá chém thớt, lạnh lùng hừ nói. Tề Chấn Đào, Tề Phóng Hùng cùng và Phong Thanh Lục tuy trong lòng không thoải mái, nhưng ba người đều là những kẻ lọc lõi cả, vì đại cục trước mắt nên cũng chẳng thèm do đo làm gì, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Khuynh Thành hừ nói. Có ý gì vậy? Phượng Khuynh Thành cũng trừng mắt, giọng điệu như chất vấn. Không nghe rõ sao, xin lỗi chú Tề cho tôi. Diệp Phàm nói lớn, Tề Chấn Đào trong lòng có chút cảm động, vội nói. Không có gì đâu Tiểu Diệp, vừa rồi cô Phượng cũng chẳng nói cái gì, ha ha. Điệu cười này, đương nhiên là điệu cười chua xót. Anh dám bảo tôi xin lỗi sao? Phượng Khuynh Thành phẫn nộ rồi, có chút hung tính ra rồi. Có xin lỗi không? Diệp Phàm hừ nói. Dựa vào cái gì? Phượng Khuynh Thành cảm thấy uất ức thật sự, chống lại Diệp Phàm. Nếu không xin lỗi, tôi sẽ gọi điện thoại, bảo anh Đại Sơn của cô điều đến một nội vệ đoàn đến đây, cô có tin tôi làm được không? Khí thế Diệp Phàm biến đổi lớn, đột nhiên hung dữ hừ nói, nắm lấy cổ tay của Phượng Khuynh Thành. Anh muốn làm cái gì? Giọng nói của Phượng Khuynh Thành có chút run sợ, tức giận đến mức cực điểm. Hừ, người nhà họ Phượng chúng tôi từ trước đến giờ chưa xin lỗi ai. Lúc này, phía sau bỗng hừ lên một tiếng, nắm tay to của Phượng Đại Sơn vung qua. Bốp một tiếng, Phượng Đại Sơn đã bị bàn chân linh hoạt của Diệp Phàm đạp cho ngã xuống sàn nhà. Lúc này hắn xông lên, một chân hung hăng dí Phượng Đại Sơn xuống nền nhà. Phượng Đại Sơn giãy giụa hòng bật lên, nhưng Diệp Phàm là ai chứ? Với tiêu chuẩn hạng ba như Phượng Đại Sơn thì sao có thể phản kháng lại được? Dừng tay Tiểu Diệp, Tề Chấn Đà, Tề Phóng Hùng cùng với Phong Thanh Lục ba người đồng thanh hô lên. Anh Đại Sơn, Phượng Khuynh Thành xông kên kéo tay Diệp Phàm. Chú Tề, việc này hôm nay chú đừng quản, nếu cô ta không xin lỗi chú, cháu sẽ không để yên. Diệp Phàm giống to một tiếng, làm Tề Chấn Đào phải dừng lại, tâm tình trở nên phức tạp. Mày dám động vào một sợi lông chân của Khuynh Thành, tao sẽ giết chết mày, nhà họ Phượng chúng tao sẽ cho mày chết thảm. Phượng Đại Sơn bị áp xuống nền nhà, nhưng vẫn còn to giọng. Kêu cái con khỉ, bị chết khó coi ư, thiên hạ người làm cho ông đây chết khó coi được còn chưa ra đời đâu. Dựa vào mỗi mày thì còn lâu. Diệp Phàm càng dí mạnh hơn, khiến Phượng Đại Sơn đau đến mức mặt đỏ bừng lên, mồ hôi ứa ra như tắm, không còn mở miệng được nữa. Buông anh ấy ra, buông ra. Phượng Khuynh Thành kêu lên, miệng định cắn tay Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng chẳng thèm chau mày. Xem ra, phụ nữ, bất kể là cô ta xuất thân cao quý thế nào, đều dở tuyệt chiêu bản năng này ra. Có xin lỗi không? Nếu không xin lỗi hôm nay tôi sẽ phế Đại Sơn này, bắt đầu từ chân, chặt đứt rồi nói sau. Diệp Phàm càng ra lực mạnh hơn nữa, Phượng Đại Sơn càng đau đớn, xương cốt gần kêu lên răng rắc rồi. Buông anh ấy ra. Phượng Khuynh Thành gấp đến độ nước mắt ứa ra, cắn càng hăng hái. Có xin lỗi không? Tôi đếm đến 10, không xin lỗi sẽ gãy chân. Diệp Phàm quát lên, sau đó miệng đếm 1, 2, 3, 4. Xin lỗi. Phượng Khuynh Thành thả lỏng miệng khỏi cổ tay Diệp Phàm, hướng về phía Tề Chấn Đào nói xin lỗi một cách nặng nhọc, vừa khóc vừa nói. Như thế còn tạm được. Diệp Phàm thả lỏng chân ra. Bỗng nhiên Phượng Đại Sơn nhảy dựng dậy lao lên đạp một cái. Đừng đánh nữa anh Đại Sơn. Phượng Khuynh Thành vội vàng ngăn lại, bởi cô biết có đánh nữa thì Đại Sơn càng tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Họ Diệp kia, chuyện của anh đã xong rồi, còn chuyện của anh Đại Sơn thì sao? Phượng Khuynh Thành mạo hiểm hỏi, xem ra còn không hoàn toàn hồ đồ, còn nhớ đến việc chính. Em gái, chúng ta không phải cầu xin tên khốn khiếp này, không phải là chuyện chính thôi sao? Ông đây không thèm nữa. Phượng Đại Sơn cao giọng, kéo Phượng Khuynh Thành định chuồn. Chương 969, có phải anh muốn đột phá lên tứ đẳng? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thẳng vào Phượng Đại Sơn nói. Sớm đã giải quyết ổn thỏa rồi, chắc hôm nay là sẽ có người xuống kiểm tra. Phượng Khuynh Thành trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Tôi không đi, họ Diệp anh có thể ăn thịt tôi mất. Diệp Phàm đột nhiên cười. Cảm thấy vừa rồi mình có chút hơi quá đáng. Ha ha, xin lỗi rồi thì mọi việc coi như xong đi. Vừa nãy tôi cũng hơi hung hăng. Trưa nay tôi mời cô, coi như chuộc lỗi được không? Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nghiêm mặt nói. Không thèm. Đi thôi.
Diệp Phàm kéo tay Phượng Khuynh Thành chạy ra ngoài. Phượng Khuynh Thành giãy giụa cố gắng thoát khỏi Diệp Phàm, hét lên. Buông ra, anh đúng là đồ lưu manh. Phượng Đại Sơn hơi bất ngờ, định tiến lên ra quyền. Nhưng đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó. Thầm nghĩ, hai người này, hình như có dấu hiệu gì đó bất thường. Nếu như em gái thực sự có ý gì, mình ra tay đánh em rể thì lại thành tự chuốc phiền phức mất. Thường đợi cô tỉnh táo lại, người xui xẻo là mình rồi. Hơn nữa, em gái lại là người rất kiêu ngạo thế. Hôm nay xem ra có chút bất thường rồi. Chẳng lẽ đấy lại là tình trạng tuổi mới lớn của thiếu nữ vẫn thường hay được miêu tả trong tiểu thuyết sao? Cho nên Phượng Đại Sơn trong lòng rất phức tạp chỉ biết theo sau họ ra ngoài. Tề Phóng Hùng và Phong Thanh Lục mặt tươi cười. Chúc mừng Trấn Đào. Rồi sau đó ba lão hồ ly tinh nhìn nhau cười nói. Diệp Phàm với con nha đầu họ Phượng có gì đó là lạ. Ha ha ha. Tề Trấn Đào vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ôi, thằng nhãi này lần này có thể thành thì đúng là phúc ba đời. Nhưng kể ra hắn cũng to gan. Vừa nãy suýt chút nữa dọa lão già này sợ thót tim. Có khí hào kiệt, có gan nghịch trời, có mưu trí, có trái tim chân thành giúp đỡ anh em không tiếc mạng sống. Chính nghĩa sẽ được ủng hộ, thất đức thì phải một mình. Đạo lý này có thể nói là bạn bè, cũng có thể nói là sức mạnh tài năng. Thằng nhãi này nhất định sẽ thành đạt, Trấn Đào, đối xử tốt với hắn, có lẽ họ Tề ta sau này sẽ phải nhờ cậy hắn đấy. Tề Phóng Hùng trầm tư nói. Tề Trấn Đào không cười nữa nói. Em sớm đã phát hiện ra rồi. Hai người họ chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Phong Thanh Lục vẫn còn chút lo lắng nói. Tề Phóng Hùng không ngờ lại mỉm cười mờ ám nói. Cậu nói xem bọn họ thực sự có chuyện gì sao? Tên này là cao thủ cưa gái rồi. Thiên Lý Mã kiệt ngạo bất tuân, nhưng lại bị người thuần phục. Cao thủ thực sự không phải là Thiên Lý Mã mà là người thuần phục chúng. Con nhóc họ Phượng này chắc cũng có chút tình cảm rồi. Nhưng mong chúng có thể tiếp tục với nhau. Mà tên nhóc họ Diệp kia chơi bời như thế chắc năng lực sẽ mạnh thêm rất nhiều. Phong Thanh Lục cười nói. Muốn chơi bời thì cũng phải có bản lĩnh mới được. Kẻ không có bản lĩnh đùa giỡn gọi là hành vi ngu xuẩn, có bản lĩnh gọi là hành động anh hùng vĩ đại. Anh không thấy là tên Phượng Đại Sơn theo sau kia lợi hại hơn Tề Thiên nhiều nhưng Tiểu Diệp vừa ra tay thì hắn đã ngã bỏ ra đất. Không trách Tề Thiên nhà chúng ta đi theo hắn giống như một tên người hầu cả ngày ba chân bốn cẳng anh Diệp thế này, anh Diệp thế kia. Đến ô tôi đây còn thấy e ngại. Tề Trấn Đào ngoài miệng thì nói không hài lòng nhưng vẻ mặt lại rất tán thưởng. Lão Tề đừng có mà được lợi rồi lại còn giả vờ thua thiệt. Tề Thiên có thể đi theo sau hắn là nó có phúc đấy. Đúng là giả tạo, không ngờ lão Tề cũng có lúc đổi tính. Nhưng như thế thì phụ mất cái danh Tề đại pháo rồi. Phong Thanh Lục hắng giọng cười nói. Hi hi, ai đó cười ngượng không nói gì nữa rồi. Phượng Khuynh Thành vung tay nói. Đồ khốn, buông tay ra. Anh đi theo tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn thịt cô bé này à? Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại hừ nói với Phượng Đại Sơn. Phượng Đại Sơn đùng đùng sát khí hét lên. Buông cô ấy ra. Thực ra trong lòng cũng có chút sợ Diệp Phàm. Vừa nãy giao đấu biết mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong tình thế này đành phải giả vờ xông ra thôi. Muốn ăn đòn phải không? Diệp Phàm tay trái kéo Phượng Khuynh Thành tay phải giật giật, đột nhiên cười nói. Nhìn thân thủ của anh chắc là tam đẳng nhỉ. Phượng Đại Sơn thật sự kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Anh, sao anh biết? Đừng hỏi vì sao, với thân thủ của anh có phải muốn đột phá lên tứ đẳng, vào tổ chức đó? Bây giờ phỏng chừng ngay cả là thành viên dự bị cũng không đủ tư cách. Diệp Phàm thấy bên cạnh có một cái công viên liền kéo Phượng Khuynh Thành vào ghế đá ngồi. Anh! Hai con người mắt của Phượng Đại Sơn trợn trừng lên, một lúc sau mới nói tiếp. Cái này anh cũng biết. Không chừng anh làm cho tôi vui thì sẽ được lên tứ đẳng. Tin hay không tùy anh. Đi ngay đi, đừng có ở đây vướng mắt nữa. Chuyện của tôi với Khuynh Thành anh tham gia làm gì? Còn về em gái Khuynh Thành của anh, chẳng lẽ anh không hiểu suy nghĩ của cô ấy sao? Diệp Phàm hừ nói. Thật là có thể lên tứ đẳng. Phượng Đại Sơn toàn thân run cầm cập, xem ra kích động không chịu được nữa rồi. Tôi mà phải lừa anh à? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vậy thì, em gái, anh. Phượng Đại Sơn sắc mặt vô cùng khó coi nói với Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành không làm loạn mà nghiêm túc hỏi.
anh thực sự có thể giúp anh Đại Sơn lên tứ đẳng không? Cô nói xem. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Anh Đại Sơn, anh về đi. Em không sao, em không tin là tên khốn này có thể làm gì em. Phượng Khuynh Thành nói. Thế thì em gái, anh đi trước đây. Phượng Đại Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm một cái, đi được vài bước quay đầu lại nói. Nếu em gái tôi có chút tổn hại gì tôi sẽ giết anh. Phượng Đại Sơn này từ trước đến giờ không bao giờ nói chơi. Tôi đánh không thắng anh nhưng bắn chết anh tuyệt đối không phải là vấn đề. Còn một việc nữa đó là đừng mang chuyện của tôi với Khuynh Thành nói lung tung. Tôi không muốn cả thiên hạ biết chuyện này. Hiểu chưa? Diệp Phàm vẫn cứng đầu đến cùng, tỏ ra phong cách của đại ca. Phượng Đại Sơn đi rồi. Hai người không ai nói gì, cứ ngồi im trên cái ghế dài. Phượng Khuynh Thành dịch mông ra, muốn ngồi xa Diệp Phàm một chút. Làm gì đấy, tôi sẽ ăn thịt cô à? Tên nhóc này quyết định làm lưu manh đến cùng, kéo Phượng Khuynh Thành đến bên cạnh, chèn ép một chút để cô ta bớt lạnh lùng, cao ngạo. Buông ra. Phượng Khuynh Thành hét lên. Cô định thế nào nữa? Diệp Phàm tức giận rồi. Nghiêng người về trước đè cả người Phượng Khuynh Thành ép xuống ghế đá. Môi hắn chỉ cách môi Khuynh Thành khoảng 10 cm. Anh muốn làm gì? Phượng Khuynh Thành ngay cả giọng nói cũng run lên rồi. Thực ra là cũng có chút sợ hãi. Ừ, cái miệng nhỏ này cũng không tệ. Hôm đó không phải đã bị tôi hôn rồi sao? Diệp Phàm cười nói rất tự nhiên về chuyện hôm trước cứu Khuynh Thành dưới gốc cây. Lưu manh! Phượng Khuynh Thành tự nhiên mặt đỏ bừng lên, giãy giụa một lúc không thoát ra được đành thôi không chống cự nữa. Hình như là cũng thầm chấp nhận hành vi đáng khinh của Chư Ca rồi. Lưu manh thì có gì không tốt nào? Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà. Ha ha! Diệp Phàm thực chất là muốn hù dọa Khuynh Thành thôi. Bốp! Một tiếng giòn tan, cô gái bị Chư Ca ép hôn. Chỉ có điều mới chỉ là chạm một chút ở môi, vẫn chưa coi là hôn thật. Khốn kiếp, anh dám làm vậy thật à? Tôi đánh chết anh. Phượng Khuynh Thành giận thật rồi, hai chân dậm xuống đất loạn lên, hai tay đánh liên tục phát ra tiếng thình thịch giống như đang đánh trống. Dừng tay, cô mà đánh nữa là tôi làm thật đấy. Ngay tại đây này, tin không? Diệp Phàm đầy chất lưu manh, mắt hung dữ nhìn cô gái. Anh, ức hiếp người ta. Phượng Khuynh Thành đột nhiên rơi nước mắt, đôi mắt ấy nhìn chăm chú làm cho Chư Ca cũng có chút đau lòng. Ôi! Diệp Phàm thở dài, buông tay ra đỡ cô lên nói. Xin lỗi! Đi ăn cơm chứ? Kiều Viên Viên là gì với anh? Phượng Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Không là gì cả, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Phàm nghĩ dùng cách nói dối cho qua chuyện. Nói dối, anh không thành thật, cơm này tôi không ăn nữa. Tôi đi đây. Phượng Khuynh Thành mắt trợn trừng lên, đứng dậy định đi. Được rồi, cô ta là y tá. Lần trước tôi bị thương là cô ấy chữa trị. Diệp Phàm thở dài, rõ ràng đâm lao phải theo lao thôi. Y tá ở đâu? Phượng Khuynh Thành hỏi tận gốc, phụ nữ một khi đã nghiêm túc thì đàn ông đau đầu lắm. Hình như là, cái này tôi cũng không rõ nữa. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói, hắn cũng biết cách đóng kịch thật. Hừ, đàn ông không có gì tốt cả, nhất là loại người có chút võ công, có chút quyền thế như anh. Phượng Khuynh Thành tức giận lườm Chư Ca, một chân cố tình dẫm lên chân của Chư Ca, làm cho hắn đau đến chảy nước mắt. Trời đất chứng giám, tối hôm qua tôi thực sự không gọi cô ta. Diệp Phàm hét lên, anh cứ nói dối tiếp đi, tôi không đi cùng anh nữa. Phượng Ong Khuynh Thành vừa đi vừa nói, này cô em, tôi phải tìm em ở đâu, không phải em vẫn đang đi học à? Diệp Phàm hét ra xa, lưu manh. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đừng có mà tưởng bở. Phượng Khuynh Thành giống như một đám lá vàng bay đi mất rồi. Chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ và Chư Ca đang đứng ngây người ra. Đây là cái chuyện quái gì? Vẫn là Viên Viên của tôi tốt. Ông đây mời cô ấy ăn cơm. Ăn tiệc lớn. Diệp Phàm kêu lên vài câu, định rút điện thoại ra nhưng lại thôi, lẩm bẩm nói. Thôi vậy, đi xem cái biệt thự tên Thần Cước Hải Nam bồi thường còn hơn. Biệt thự mà Thần Cước bồi thường ở khu vực gần phố Bát Đại. Lúc Diệp Phàm đứng trước biệt thự của mình cũng bị kinh ngạc bởi vẻ cổ xưa mà đồ sộ của nó. Một khối kiến trúc lớn hòa hợp giữa phong cách châu Âu và khuôn viên Giang Nam. Hiện tại biệt thự này do Cổ Bang, người được gia tộc họ Câu ở Hải Nam mời đến quản lý.
bên trong có vài người bảo vệ và người giúp việc vặt. Cổ Bang là một người đàn ông trung niên khoảng gần 40 tuổi, mặc quần áo đời đường, hiện lên rõ nét phong cách người Trung Hoa. Ông chủ, cung Hồng Diệp xây trước khi giải phóng, đến nay chắc cũng phải đến hơn 60 năm lịch sử rồi. Nghe nói là do một người họ hàng xa của Hoàng thất Anh quốc xây dựng. Khuôn viên chủ yếu lấy phong cách Tô Châu. Biệt thự là sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và châu Âu, có chút giống với phong cách cung điện châu Âu thời Trung Cổ. Tổ tiên nhà họ Câu mua ngay lúc vừa mới giải phóng. Nghe nói lúc đó phải mua bằng 10.000 khối đại dương với 10 thỏi vàng. Năm kia, nhà họ Câu vừa mới tiến hành sửa sang lại toàn bộ biệt thự. Để sửa sang lại cả biệt thự còn đặc biệt mời chuyên gia Trung Quốc và châu Âu đến nghiên cứu, sau đó mới tiến hành. Biệt thự này ít nhất cũng phải dùng được vài trăm năm nữa. Cổ Bang sau giây phút bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Phàm, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu về ngôi biệt thự này. Ừ, một biệt thự thế này một năm phải chi hết bao nhiêu tiền? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Chương 970, Phó Thủ tướng Yến muốn gặp cậu. Một năm, tiền điện nước, nhân công chắc chỉ khoảng 150.000 tệ là đủ rồi. Cổ Bang mím môi, cẩn thận hỏi. Ông chủ nếu muốn đổi người thì xin nói trước với tôi một tiếng. Tạm thời tôi chưa có kế hoạch gì cả. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Cổ Bang một lượt, phát hiện cách nói năng của người này cũng tương đối có trình độ. Sau khi đi một vòng quanh biệt thự, Cổ Bang đưa hắn đến phòng ngủ. Cách bài trí bên trong không ngờ lại là sự kết hợp giữa phong cách Hoàng cung châu Âu và cung đình Trung Quốc. Về điểm này, Diệp Phàm cũng thấy tương đối hài lòng. Liếc mắt thấy cái giường to đầy hoa văn tự nhủ, chắc phải đến 3 mét. Mẹ kiếp, một con rồng giỡn ba con phượng hoàng chắc cũng không thành vấn đề. Không trách hoàng đế ngày xưa toàn thích cái như vậy. Ông chủ, mấy hôm trước có vài ông chủ khác cũng đến hỏi. Cổ Bang nói. Hỏi cái gì? Diệp Phàm hỏi. Hỏi có muốn bán không? Giá cao nhất mà họ trả lên đến 30 triệu tệ. Cổ Bang nói nhỏ. Không bán, cao thế nào cũng không bán. Diệp Phàm xua xua tay, rút ra một tờ chi phiếu nói. Trong này có 400.000 tệ, đủ cho các người chi tiêu 2 năm. Trông coi biệt thự cẩn thận, lương của anh tăng 30%, những người khác tăng 10%. Vâng, mắt Cổ Bang hiện lên vẻ vui mừng, dù y đã cố che giấu nhưng không qua được đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm. Đưa cho y số điện thoại liên hệ rồi nằm lên chiếc giường lớn ngủ một giấc cho đã rồi tính sau. Dù sao thì chuyện của bộ giao thông mình cũng không giúp được gì rồi. Trước mắt chỉ biết đợi xem thế nào thôi. Vừa mới ngủ đã đến tối rồi. Cổ Bang sớm đã sai người chuẩn bị bữa tối. Thử qua cũng thấy nấu cũng không tệ. Chu Vệ Quốc gọi điện đến nói vụ việc đã cơ bản ổn thỏa rồi, chắc là mai sẽ có quyết định. Hơn nữa còn nói cảm ơn rất nhiều lần, vì Lang Phá Thiên đã nhanh chóng sắp xếp chuyện này ổn thỏa rồi. Ngày hôm sau Diệp Phàm đi thăm Lão Tướng Quân Lý Khiếu Phong. Lão Tướng Quân rất vui mừng, nhiệt tình tiếp đãi Diệp Phàm. Hơn nữa lại gọi cả con trai Lý Long ra nói là nhờ Diệp Phàm chỉ bảo giúp. Diệp Phàm cười nói. Giơ tay ra. Lý Long không hiểu chuyện gì, liếc nhìn bố một cái, thấy bố nháy mắt một cái vội giơ tay ra. Diệp Phàm nhắm mắt kiểm tra một lúc thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn nói. Lão Lý, nói thật nhé. Ngài đường đường là quốc thuật đại sư sao Lý Long mới đạt nhị đẳng. Cái này có chút không bình thường. Cậu nhìn ra rồi. Đúng là có con mắt tinh tường. Lý Khiếu Long hơi u sầu, thở dài nói. Lý Long từ nhỏ đã yếu ớt, tôi đã cố gắng hết sức tăng cường rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ hơn người bình thường một chút. Có những chuyện mà ông trời đã định sẵn, con người không thể chống lại được. Tôi sẽ kê đơn, ngài bảo Lý Long theo đơn bốc thuốc uống. Nửa năm nữa nếu có thời gian tôi sẽ lại đến. Đến lúc đó có lẽ sẽ có kỳ tích. Diệp Phàm cười nói. Thật là có thể được sao anh Diệp? Lý Long vội vàng kêu lên. Thực ra Lý Long cũng không làm chủ được rồi. Đột nhiên gọi Diệp Phàm là anh Diệp làm cho Diệp Phàm cũng thấy ngại, cười nói. Người anh em Lý Long, anh cứ để tôi gọi là anh Lý đi. Không thì thấy là lạ sao đó. Ai thành đạt người đó là bề trên, không liên quan gì đến tuổi tác. Lý Khiếu Phong lắc đầu cười nói. 3 giờ chiều hôm sau Chu Vệ Quốc gọi điện đến nói đưa Diệp Phàm đến Bộ Giao thông. Diệp Phàm nghe xong đương nhiên rất vui mừng, chỉnh sửa lại một lượt lấy lại tinh thần rồi đi cùng với Chu Vệ Quốc.
kỳ thực trong lòng Diệp Phàm lại thấy có chút hồi hộp. Nói thật vừa đến Bắc Kinh đã lên tổng bộ của tổ đặc nhiệm A mà chưa đi qua các ủy ban khác. Trong mắt Diệp Phàm vẫn còn không ít tư tưởng tiểu nông dân cá thể, đối với các bộ và ủy ban trung ương vẫn còn thấy tương đối thần bí. May mắn có Chu Vệ Quốc dẫn đường, bằng không khẳng định là sẽ không tìm được đến nơi. Chu Vệ Quốc trực tiếp đưa Diệp Phàm đến văn phòng của anh cả y là Chu Tiến Phong, là thứ trưởng thứ nhất của Bộ Giao thông, ở Bộ Giao thông cũng coi là nhân vật có tầm cỡ. Đương nhiên Diệp Phàm cũng biết đây là người nhà họ Chu muốn trả cái tình người mà họ nợ hắn. Chứ thực sự muốn có quan hệ với nhà họ Chu thì còn xa lắm. Tuy nhiên buổi tối hôm đó người trả tiền mời Lang Phá Thiên và những người khác chính là Chu Vệ Quốc. Lúc ấy chắc cũng biết khả năng của Diệp Phàm, đặc biệt là Phượng Khuynh Thành ngồi cạnh Diệp Phàm. Chu gia cùng với sự bất ngờ thì cũng có ấn tượng sâu sắc với Diệp Phàm. Nếu không thì nhà họ Chu nhất định sẽ không mất công sức giúp Diệp Phàm. Phải biết rằng một dự án giao thông lớn liên quan đến ba tỉnh như thế, dù Chu Tiến Phong là thứ trưởng số một bộ giao thông nhưng muốn giúp dự án được thông qua thuận lợi thì cũng tương đối đau đầu. Con gái Chu Tiến Phong là Chu Hương Ngọc cũng có mối quan hệ tương đối tốt với Phượng Khuynh Thành. Chu gia cũng muốn nhân cơ hội này làm thân với nhà họ Phượng. Tuy nhiên nhà họ Phượng không dễ làm thân như vậy, qua lại với Chu gia cũng đơn giản chỉ là mối quan hệ xã hội bình thường thôi. Lão phu tử nhà họ Chu cũng là cán bộ chính thức ủy ban trung ương về hưu. Bây giờ chỉ có thể nhờ vào con trai lớn Chu Tiến Phong này thôi. Ông cụ Chu đương nhiên là muốn nâng đỡ Chu Tiến Phong cuối cùng cũng được ngồi lên ghế bộ trưởng một bộ nào đó nhưng việc này tương đối khó. Sự khác biệt về thực lực giữa phó và trưởng là một trời một vực. Ông cụ Chu là một ông già hết thời, muốn đưa con lên ghế chính thức là điều không thể. Muốn lên chức của bộ hay cơ quan trung ương nào đó thì phải thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ bộ chính trị. Tuy nhiên sự đề cử và điều phối của ban tổ chức trung ương cũng tương đối quan trọng. Chu Tiến Phong muốn tiến thêm một bước thì cần phải cố gắng theo kịp nhà họ Phượng. Nếu không tất cả chỉ là nói suông thôi. Lúc trước tuy nói Chu Hương Ngọc và Phượng Khuynh Thành tương đối tốt với nhau nhưng vẫn thiếu cơ hội tiếp cận nhà họ Phượng. Bây giờ cơ hội đã đến rồi, đương nhiên cơ hội này chính là do Diệp Phàm tạo ra. Tối hôm đó mời khách, Chu Vệ Quốc chính mắt nhìn thấy sự thân mật bất thường giữa Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành, nên về nói với cha, Chu gia cũng để tầm rồi. Nếu Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành có cơ hội phát triển tiếp, bây giờ cứ dính lấy Diệp Phàm thì cơ hội về sau không phải là tương đối lớn sao? Đương nhiên Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhưng Chu gia chủ trương thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Huống chi dù Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành không có khả năng phát triển hơn nữa nhưng khả năng nổi bật của Diệp Phàm cũng là nguyên nhân chủ yếu để Chu gia có cái nhìn khác về hắn. Dù sao Diệp Phàm và Phượng Khuynh Thành có đến được với nhau không cũng đều là chuyện tốt. Nhưng hy vọng thì vẫn chỉ là tương đối nhỏ. Ở Bắc Kinh tuy nhà họ Phượng đã trên đường xuống dốc nhưng lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Thế lực của nhà họ Phượng vẫn là tương đối lớn. Phượng gia không đơn giản chỉ là Phượng gia mà còn có sức mạnh của toàn bộ tân phái. Vẻ ngoài của Chu Tiến Phong có chút giống Chu Vệ Quốc nhưng cơ thể Chu Tiến Phong cao to hơn một chút. Hơn nữa lại mặc com lê màu đen nên nhìn càng thấy quan uy. Đồng chí Diệp Phàm này, đường quốc lộ thiên tường liên ba tỉnh. Ý tưởng này quả thực là to gan, thậm chí có thể nói là có chút điên rồ. Hôm trước tôi cầm về bộ đưa ra tại Đại hội Ủy ban Trung ương, ý kiến phản hồi của mọi người không thống nhất. Tuy nhiên vẫn được chọn là một trong những dự án mục tiêu được đề cử. Chiều hôm nay, trên bộ đã chính thức tiến hành cuộc họp quyết định một vài dự án quan trọng. Dự án đường thiên tường của các cậu cũng được đưa ra để tiến hành thảo luận mang tính chất quyết định cuối cùng. Đúng lúc đó Phó Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giao thông Yến Vân đi tuần hành qua. Nhưng lần này ông ta đến rất lặng lẽ, vừa vặn biết chúng tôi đang họp nên trực tiếp đi đến vách tường mở video lên theo dõi. Lúc thấy chúng tôi đang tranh cãi gay gắt về phương án đường thiên tường liền gọi người mang một bản vào xem. Bây giờ Phó Thủ tướng Yến vẫn đang ngồi ở phòng hội nghị. Thời gian không kịp nữa rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi, xem lại một lượt rồi đi cùng tôi. Phó Thủ tướng Yến nói muốn nghe người nghĩ ra phương án này thuyết trình. Chu Tiến Phong nói rất nhanh. Diệp Phàm trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ Phó Thủ tướng Yến lại muốn nghe ý tưởng của mình. Ánh mắt của Chu Vệ Quốc đứng bên cạnh cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tuy nói bây giờ y sẽ đến chỗ Ủy ban Kỷ luật Trung ương của Phượng Bảo Sơn công tác. Nhưng bảo vệ và được tán thưởng coi trọng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
trong mắt Phượng Bảo Sơn, y dù sao cũng chỉ là một tên vệ sĩ thôi. Muốn nhận được sự công nhận của ông ta không phải là chuyện dễ dàng. Có được không anh bạn? Chu Tiến Phong vỗ vai Diệp Phàm giống như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Đi! Diệp Phàm dứt khoát gật gật đầu, đi cùng Chu Tiến Phong đến phòng họp. Trong đầu vận hành nhanh chóng dòng suy nghĩ. Lát nữa chắc là sẽ có vài ủy viên trong ủy ban sẽ đặt câu hỏi. Cậu đừng làm loạn dòng suy nghĩ ban đầu, nên nói thế nào thì nói thế. Mọi chuyện cứ để tự nhiên, đừng cố làm gì cả. Cách thuyết phục người khác tốt nhất là cho họ cảm thấy sự chân thật. Vừa đi Chu Tiến Phong vừa nói với Diệp Phàm giống như thầy giáo hướng dẫn từng bước cho học sinh. Nói đúng ra thì y cũng có tư cách này thật, trước mặt hắn Diệp Phàm chỉ là một cọng rau non thôi. Phòng họp của Bộ Giao thông tương đối rộng nhưng không sang trọng lộng lẫy. Nhất định là xây từ lâu rồi. Ngồi vị trí đầu là một ông lão tầm vóc trung bình, vẻ mặt bình thản. Chắc đây là Phó Thủ tướng Yến rồi. Nếu không được gợi ý trước thì chắc vẫn nghĩ đây là một ông lão bình thường thôi. Ngồi ở hai bên có khoảng 7, 8 người, trai gái đều có. Cơ bản đều là người già, người trung tuổi rất ít. Thấy Diệp Phàm bước vào, mười mấy con mắt đều nhìn về phía hắn giống như xem các nghi lễ lúc duyệt binh. Tuy nhiên sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Trên mặt mọi người đều viết lên chữ kinh ngạc. Những người như những ông lão này thường thì lòng dạ sâu như biển. Nhưng khi nhìn thấy một người trẻ như Diệp Phàm thì khó có thể che giấu sự kinh ngạc được. Chợt thấy vài ánh mắt nhanh chóng thể hiện vẻ nhẹ nhàng, thả lỏng. Những lão già này có lẽ sau khi thấy Diệp Phàm còn trẻ thì thấy chuyện này dễ dàng rồi. Thực ra những lão già phản đối công trình đường Thiên Tường cũng đang nghĩ cách để nói ra sự hiểu biết, học thức của mình trước mặt Phó Thủ tướng Yến. Nếu lát nữa có thể chất vấn cho Diệp Phàm không nói được câu nào thì quả là không gì sung sướng bằng. Công trình đường Thiên Trường là do Thứ trưởng Thường vụ Chu Tiến Phong đề cử. Vì thế những người trong bộ muốn đối phó với Chu Tiến Phong cũng muốn mượn việc đánh bại Diệp Phàm để cho Chu Tiến Phong một bài học. Vì thế Chu Tiến Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý đón mưa to gió lớn rồi. Chỉ lo một tên chủ tịch huyện nhỏ bé như Diệp Phàm có thể chống đỡ được sự liên kết của những lão già này hay không thôi.